Y đạo quan đồ. Chương 251, đời người nhiều thị phi. Nhân hồng thị phi đa, từ Trương Dương bị xác định vi tỉnh thập giai thanh niên người được đề cử sau khi. Hắn thị phi thì nhiều hơn, rất nhiều người dân gửi thư đều bẩm báo thị ủy ban kiểm tra kỷ luật, còn có ký đến tỉnh ủy tuyên truyền bộ, bất quá những này bộ môn đối loại này không hề căn cứ thư nặc danh đại đô cười trừ, đem gác xó thị ủy bí thư Đỗ Thiên Giã phái Mã Hoa Thành tiến về xí sửa bạn đảm nhiệm chủ nhiệm chức, mục đích gì cũng phân là đam Trương Dương đối mặt hỏa lực, Trương Dương cũng ý thức được điểm này, gần nhất đang làm việc chung nhiều ít cũng thu liếm một ít, tận lực tránh cho quá nhiều suất đầu lộ diện, hấp dẫn công chúng nhãn cầu, điều này cũng cũng coi là một loại điệu thấp. Sang thành thị năm 93 độ thập giai thanh niên trao giải nghi thức rốt cục trên mặt đất khu hội đường kéo ra Đại Mạc, tham gia lần này trao giải nghi thức lãnh đạo có thị ủy bí thư Đỗ Thiên Giã, nhân đại chủ mặc cho Triệu Dương Lâm, hội nghị hiệp thương chính trị chủ tịch Mã Ích Dân, thường vụ phó thị trưởng Lý Trường Vũ cùng với một ít giảm cái khác trọng yếu lãnh đạo. Audio điện tử võ tấn bền Ở thị ủy những người lãnh đạo từng cái phát biểu đầy nhiệt tình nói chuyện sau khi bắt đầu tiến hành trao giải nghi thức do thị ủy bí thư đỗ thiên giã tự mình làm thập giai thanh niên trao giải giang thành thị thập giai thanh niên vị trí đầu não là đoàn thị ủy bí thư tôn đông cường Tôn Đông Cường coi như là tuổi còn trẻ cán bộ chung người nổi bật, đáng tiếc ở Trương Dương Quang Hoàn Hạ, hắn lực ảnh hưởng rõ ràng bị yếu hóa, lần này thập giai thanh niên hắn đương rất uất ức, tuy nói là vị trí đầu não, nhưng lại không có quyền đại biểu Giang Thành khứ tranh cử tỉnh thập giai thanh niên. Đây chính là Giang Thành từ trước tới nay lần đầu tiên, đối Tôn Đông Cường mà nói không thể nghi ngờ là một lần tuyệt diệu châm chọc. Thập giai thanh niên đang cầm giấy chứng nhận giấy khen lần lượt đứng ở chủ tịch trên đài. Loang loáng đèn liên tục lóe ra, lúc này bọn họ thành tập trung trung tâm, Trương Dương và Tôn Đông Cường đứng chung một chỗ, thằng nhãi này vô luận vóc người vẫn còn tướng mạo đều so với Tôn Đông Cường bức thưởng kính hơn, hơn nữa bản thân hắn chính là một cái trọng tâm câu chuyện nhân vật, tin tức truyền thông tối quan tâm chính là chỗ này loại nhân, hắn vãng người này vừa đứng màn ảnh trên cơ bản đều nhắm ngay hắn, thằng nhãi này gần 2 năm quan trường lịch lãm không có thể như vậy bạch lẫn vào. Trên mặt đắn đo ra khi thì tự hào, khi thì vẻ khiêm nhường biểu diễn phương diệt, trương đại quan nhân thế nhưng chuyên môn thụ quá hà hâm nhan huấn luyện gần nhất tiến bộ rất lớn tôn đông cường nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc cùng trương dương đứng chung một chỗ nhượng hắn cảm giác được cả người khó chịu trong mắt hắn thằng nhãi này chính là một cái tôm tép nhãi nhép nương không giống bình thường bối cảnh cường đạo như nhau đoạt đi rồi bản thuộc về mình vinh dự dứt bỏ phía sau trợ lực không nói hắn một cái phó chỗ thế nào phối và chính hắn một chính sử cấp cán bộ so sánh với Trương Dương không thể nghi ngờ là lần này cạnh tranh người thắng, tuy rằng gian Thành thập giai thanh niên đứng hàng đệ nhị, nhưng hắn cũng tỉnh thập giai người được đề cử, người tôn Đông Cường lấy được chẳng qua là cá thoải mái tưởng. Đỗ Thiên Giã và mỗi một vị lấy được tưởng người nắm tay, tịnh thân thiết cổ vũ bọn họ, đến Trương Dương trước mặt, hắn chích nắm tay, nói cái gì đều không nói, cũng không cần phải nói. Và Trương Dương trong lúc đó không cần thiết ngoạn hư. Thập giai thanh niên chụp ảnh chung thì Trương Dương và Tiết Minh đứng ở cùng nhau, người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, bọn họ đều là dung quang tỏa sáng, ánh mắt gặp nhau hai người đồng thời nói chúc mừng, lại cùng nhau nở nụ cười. Trương Dương thấp giọng nói, chuyện hợp tác đàm thế nào? Tiết biết rõ hắn chỉ chính là và thiên kiêu tập đoàn sự tình, mỉm cười nói, Lâm Thanh Hồng rất có thành ý, sơ bộ định ra hai cá gia công phân xưởng tiến hành hợp tác. Trương Dương cười nói, kỳ thực cải cách đến tột cùng muốn vãng chỗ phát triển tất cả mọi người không rõ ràng lắm, chỉ cần có lợi cho xí nghiệp phát triển, không ngại thường thử một chút. Tiết Minh nói quốc gia đem xí nghiệp giao cho chúng ta quản lý, chúng ta không chỉ muốn gánh chịu hảo xí nghiệp lãnh đạo nhiệm vụ, còn muốn làm tốt xí nghiệp người giữ cửa, không thể để cho quốc hữu tài sản ở cải cách giữa dòng thất. Trương Dương thường thức gật đầu. Lúc này có người gọi bọn họ quá khứ chụp ảnh, thập sai thanh niên đem đoàn thị ủy bí thư tôn Đông Cường vây quanh ở trung tâm, Trương Dương không chút khách khí đi tới tôn Đông Mạnh bên người đứng, cái này hai người đều được trung tâm. Tôn Đông Cường trong lòng thầm mắng, chỗ đều có chuyện của ngươi, lại tới thưởng lão tử danh tiếng, nhưng trên mặt nhưng lại muốn bắt nặn ra đầy nhiệt tình biểu tình, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn. Mọi người ở đây hài lòng chụp ảnh chung thời điểm, phía dưới bỗng nhiên đứng lên một người, thằng nhãi này gọi to thì ngươi cũng phối đương thập giai thanh niên. Dương lên thủ, một con đen thủi dày hướng phía Trương Dương thì đập tới, Trương Dương thân thủ sao mà linh hoạt, nhất khom người thì tránh khỏi, đệ nhị trích giày cũng ném tới, Trương Dương tiện tay như thế nhất bát, na giày cải biến phương hướng, ba. Địa một tiếng, kết kết thật thật đập vào đoàn thị ủy bí thư tôn đông mạnh trên mặt. Trương đại quan nhân phản ứng thần tốc, tăng, địa từ trên vũ thai nhảy xuống, mấy người bước xa liền vào tới cái kia nhưng giày tên trước mặt, một bà nhéo na tư áo, đưa hắn kéo đi ra, phủ chính là hai cá vang dội lỗ tai, đánh cho na tư nhãn mạo kim tinh. Bởi vì đây liên tiếp sự tình phát sinh quá nhanh, vừa các phóng viên màn ảnh tất cả đều tụ tập ở đoàn thị ủy bí thư Tôn Đông Mạnh trên thân, Tôn Đông Cường có thể nói là không may cực kỳ, không duyên cớ vô cớ bị đập phá nhất đáy giày, trên mặt còn giữ một cái đen thùi hài dấu. Canh không may chính là, hắn chật vật hình tượng tất cả đều bị các phóng viên cấp phách liếu hạ lai. Trương Dương đem người gây ra họa sau khi đánh xong, chàng nội phụ trách chỉ an cảnh sát mới vọt lên, đem tiểu tử kia cấp khảo, có người nhận ra tiểu tử này là Giang Thành rượu Hán, hắn là phó xưởng trưởng lận Quảng Nguyên Nhi tử lận Trường Phúc, tiểu tử này bình thường đầu óc thì ít gân, bất quá lận Trường Phúc bằng vào quan hệ vẫn còn cho hắn lấy cả ưu tú đoàn viên danh ngạch, lần này còn có hạnh tham gia thập giai thanh niên trao giải đại hội, ai cũng không nghĩ tới tiểu tử này hội nháo ra loại sự tình này đến. Rượu hán tới được vài tên đại biểu đều là nhận thức Trương Dương, bọn họ cuốn quyết đứng dậy khuyên Trương chủ nhiệm. Chớ cùng hắn không chấp nhận, hắn chính là cá kẻ lỗ máng lúc này ký giả mới vây quanh qua đây, bọn họ có chút tiếc nuối, không có phách đến trương đại quan nhân nộ đánh lận trường phúc tình cảnh, có ký giả vấn xin hỏi trương chủ nhiệm, người nhận thức hắn sao? Hắn tại sao muốn tạp ngươi? Trương chủ nhiệm, người tại sao muốn đánh hắn? Trương Dương biểu tình thong dong nói, ta không nhận biết hắn, hắn cũng không phải tạp ta, ta đánh hắn là bởi vì không quen nhìn hắn lợi dụng phương thức này vũ nhục tôn bí thư. Hảo ma, hắn thâu hoán khái niệm, nói lận trường phúc tạp đắc không phải hắn, mà là tôn đông cường. Hiện trường có mấy người minh bạch, nhưng đa số nhân không rõ, sự tình phát sinh thái đột nhiên, hơn nữa, lận trường phúc dày hiểu rõ xác thực xác thực đập vào đoàn thị ủy bí thư tôn đông mạnh trên mặt. Trương Dương vừa nói như thế, rất nhiều người đều một vị lận trường phúc tạp phải là tôn đông cường, Trương Dương đánh người là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Tôn đông cường ăn người câm khuy, tức giận đến sắc mặt hắng giọng nhưng na dày hiểu rõ xác thực xác thực nện ở trên mặt hắn, hắn cũng giải thích không rõ ràng lắm. Trương Dương cũng không muốn cùng đây đám ký giả đa dây dưa, vội vã ly khai khu hội đường, đi tới ngoài cửa lớn thì nhận được rượu hán xưởng trưởng Lưu Kim Thành điện thoại. Lưu Kim Thành là cho lận trường phúc biện hộ cho, hắn tiên cấp Trương Dương nói khiểm. Sau đó nói, Trương chủ nhiệm, người nhìn vạn lần đừng nóng giận, lận trường phúc tiểu tử kia đầu óc có chút vấn đề. Trương Dương nói, hắn đầu óc có chuyện, vẫn còn ưu tú đoàn viên. Cha hắn lận Quảng Nguyên là của chúng ta phó xưởng trưởng. Trương Dương cười lạnh nói, lão Lưu A, à, lão Lưu, người thật là có thể chỉnh A, à, ngày hôm nay nếu như không phải ta thân thủ hảo, na hai thối hải thì rơi vào trên mặt ta. Lưu Kim Thành nói, Trương chủ nhiệm, người là chúng ta rượu hán đại ân nhân, người cho ta mượn một cái lá gan chúng ta cũng không dám với người không qua được A, à, lúc trước thập sai thanh niên bình chọn thời điểm. Lận xưởng trường tự mình phát động công nhân viên trước cho người đầu phiếu, hắn nào biết cái này ngốc nhi tử hội làm loại chuyện này nhi. Trương Dương và Lưu Kim Thành quan hệ rất tốt, đương nhiên không biết hoài nghi hắn làm cho người ta làm như vậy, Lưu Kim Thành mặt mũi hắn hay là muốn cấp, suy nghĩ một chút nói, quên đi, chuyện này ta sẽ không truy cứu, sau đó ngươi nhượng lận quảng nguyên lão thực điểm, biệt lộng cá ngốc nhi tử đi ra mất mặt xấu hổ. Lưu Kim Thành nói, đêm nay về Vân Sơn Trang, ta cho ngươi áp an ủi, thuận tiện chúc mừng ngươi được tuyển thập giai thanh niên. Trương Dương nói, được rồi. Buổi tối Trương Dương tiến về về Vân Sơn Trang thời điểm đem thiết minh, hồ nhân như cũng nhất định kêu quá khứ, bọn họ và Lưu Kim Thành ba người là Trương Dương giám sát cải cách trọng điểm xí nghiệp, bữa cơm này ăn được coi như là sư gia nổi danh. Lúc ăn cơm, rượu hán phó sưởng trưởng lận Quảng Nguyên chuyên qua đây xin lỗi, Trương Đại Quan Nhân biết lận trường Phúc Đích thật là đầu óc có chuyện sau khi, cũng không có tiếp tục truy cứu, rất đại độ nói chuyện này quên đi, mọi người không nên nói ra. Lận Quảng Nguyên liên tục gật đầu, hắn lại nói ta cái ngốc kia nhi tử bị người khác giật dây, có người cùng hắn đánh đố, nhìn hắn có hay không can đảm tạp ngươi, sở dĩ hắn mới dám làm như vậy. Trương Dương nói, người nào, có hay không điều tra ra. Lận Quảng Nguyên nói, hắn nói không rõ ràng, chỉ nói là đá cầu gặp phải. Trương Dương gật đầu, trong lòng đem chuyện này cấp nhớ kỹ na trời biết ai xúi dục lận trường Phúc Kiền chuyện này nhất định không biết tha cho hắn. Lúc này rượu lên đây, cùng ngày Lưu Kim Thành cũng không có từ hán xăm rượu, những người bán hàng trực tiếp từ Sơn Trang cầm 20 năm thanh giang trần cất, nhưng rượu mang lên sau khi, hắn phát hiện có chút không đúng, không khỏi nhíu mày, mở bình rượu nghe nghe, lập tức thì kết luận rượu này là giả, Lưu Kim Thành hỏa tăng lên đây, hắn nhượng người bán hàng đem Lữ Hưng Kiệt cấp gọi tới. Lữ Hưng Kiệt vào gian phòng, Lưu Kim Thành chỉ vào na lưỡng bình rượu nói, Lữ Lão Bản, rượu này chỗ tới. Lữ Hưng Kiệt nói, quý giá rượu. Lưu Kim Thành và Lận Quảng Nguyên liếc mắt nhìn nhau, quý giá rượu là bọn hắn bán ra thương, theo lý sẽ không xuất hiện loại hiện tượng này. Nhưng sự thực xảy ra trước mắt. Lưu Kim Thành rót một chén rượu, nếm thử một miếng, hắn cười lạnh nói, dùng phổ thông rượu thay 20 năm trần cất đóng gói, rượu hán vừa mới cương có chút khởi sắc, cái này tao ngộ rồi giả mạo sự kiện, cũng khó trách Lưu Kim Thành căm tức. Lữ Hưng Kiệt là thật không biết, nghĩ không ra đem rượu giả đưa đến rượu hán lãnh đạo trước. Mặt, Lữ Hưng Kiệt biểu tình lúng túng nói, ta đây thì gọi điện thoại tìm hắn tính sổ. Trương Dương nói, không cần gọi điện thoại, tự chúng ta đi xem. Hắn lại căn dặn Lữ Hưng Kiệt nói, người hay nhất chớ lộ tin thanh, bằng không, người sơn trang này sau đó cũng không phải làm. Lữ Hưng Kiệt đương nhiên biết Trương Dương lợi hại, hơn nữa chuyện này hắn vốn là đối lý, không dám đa nói một câu, liên tục gật đầu nói ta đây phải đi cho các ngươi hoán rượu. Lưu Kim Thành nói, không cần thay đổi. Trương Dương gật đầu nói, biệt thay đổi, chuyện này làm cho người ta tích giận, chúng ta đêm nay không uống rượu, nhanh lên ăn, khứ quý giá rượu nhìn. Lận Quảng Nguyên nhỏ giọng nói, muốn gọi điện thoại cho công thương cục sao. Lưu Kim Thành nhìn Trương Dương. Trương Dương ngày hôm nay khí có chút không thuật, hắn cười lạnh nói, nhân ra làm giả đều tạo đến người cửa nhà, người cứ như vậy nhịn. Lưu Kim Thành vỗ vỗ đại thối nói, lão lận, thông chi hán bảo vệ khoa, ngày hôm nay ta muốn đem quý giá rượu cấp đập phá. Hồ nhân như thở dài, xem ra đêm nay lại muốn có một trường phong ba, nàng nhẹ giọng nói, các ngươi đi ngoạn ba, ta quay về đi nghỉ ngơi. Trương Dương cười nói, náo nhiệt như thế sự tình ngươi không tham gia rất đáng tiếc. Trương Dương lưu lại hồ nhân như là để cho nàng đi mua rượu, hồ nhân như đến quý giá rượu mua nhất dương thanh giang 20 năm trần cất, lục bình rượu đều không ngoại lệ tất cả đều là rượu giả. Cái này gọi là siêu tập chứng cứ, chỉ có làm tốt giai đoạn trước công tác, bọn họ mới tốt hạ thủ. Lúc này rượu hán bảo vệ khoa khoa trưởng mang theo 10 tên bảo vệ chạy tới quý giá rượu tiền. Vẫn chờ ở ngoài cửa lưu quý giá hạ lệnh, cho ta tạp. Bảo vệ khoa trưởng mang theo 10 tên người vạm vỡ vọt đi vào, huy động cảnh côn bắt đầu tạp điếm quý giá rượu khán điếm đều là công nhân, thấy nhiều như vậy đại hán xông tới, bọn họ không dám ngăn cản, khi bọn hắn cảo thanh đối phương là rượu hán bảo vệ khoa, chỉ biết sự tình lớn, nhanh lên cấp quản lý tô nước chạy gọi điện thoại. Bảo vệ khoa tạp điếm thời điểm, Lưu Kim Thành cũng cấp công thương cục gọi điện thoại, cử báo rượu giả, nhượng hắn căm tức chính là, công thương cục bên kia phản ứng có chút lãnh đạm, trích bảo ngày mai hội đi xử lý. Lưu Kim Thành cúp điện thoại tức giận đến thẳng chửi má nó bảo vệ khoa từ quý giá rượu hiện trường lại tra được 15 dương rượu giả, trong đó giả bộ mạo mau thai, rượu ngũ lương, bất quá tối đa vẫn còn thanh giang đặc cung. Quý giá rượu quản lý tô nước chạy không đến 10 phút thì chạy tới địa phương, thằng nhãi này nghe nói có người tạp điếm, lập tức tụ tập nhất bang cuồn cuộn qua đây hỗ trợ, đám người này trùng hợp là mặt chó mạnh nhân mã, hơn 20 lỗ hồng nhân hùng hổ cầm ống tuyết thiết côn chạy tới. Mặt chó cường kiêu ngạo hét lớn, các huynh đệ, đánh cho ta đây bang tôn tử, chúng ta là giữa lúc phòng vệ. Hắn nói xong câu đó, mới nhìn thấy Trương Dương bước chứ không nhanh không chậm bước chân đã đi tới. Cả người nhất thời ngẩn ra, trợn mắt há mồm nhìn Trương Dương, "Trương, Trương, chủ nhiệm, ngài ở chỗ này a?" À. Trương Dương lạnh lùng quét mặt chó cường đám người kia liếc mắt, "Làm gì? Xã hội đen tập hợp, mặt chó cường, người có phải hay không chuẩn bị đem tù để tỏa xuyên a?" À. Mặt chó cường cười theo nói, "Trương chủ nhiệm, là ngài a?" À thật là tố xảo ta cùng các huynh đệ tản bộ ni trương dương cười lạnh nói tản bộ a à, na cảm tình hảo đây quý giá rượu bán rượu giả tổn hại bản địa xí nghiệp lợi ích người nếu đi ngang qua hỗ trợ mở rộng một chút chính nghĩa đều mang theo ống viết tới tạp điếm phương tiện đi thôi giúp ta đem quý giá rượu cấp tạp sạch sẽ mặt chó cường cười khổ nói trương chủ nhiệm ngày khi ta chưa từng tới ta lập tức đi ngay trương dương cười híp mắt nói tới đã muốn đi trên thế giới này nào có dễ dàng như vậy sự tình a. À? Mặt chó cường thấy Trương Dương mặt nghiêm, không khỏi sợ run cả người, hắn đối Trương Dương thế nhưng sợ tới cực điểm, cắn răng nói, "Các huynh đệ, Trương chủ nhiệm nói mọi người có nghe hay không?" Hỗ trợ tạp điếm. Mặt chó cường đám người này vừa tiếp xúc với thủ, rượu Hán bảo vệ khoa thì nhàn rỗi. Nếu như dựa theo Lưu Kim Thành phương pháp làm việc, hắn nhất định là tiên thông báo công thương cục, đi chính quy trình tự nhưng Trương Dương cắm xuống thủ thì trở nên gọn gàng dứt khoát, đi qua công thương cục điều tra rượu giả cố nhiên có thể bán giả tạo giả, nhưng lợi dụng phương thức này dĩ bạo chế giả càng làm cho nhân cảm thấy thống khoái. Quý giá rượu quản lý tô nước trạch khổ biết ngày hôm nay trêu chọc rủi ro, hắn cũng không phải là cái gì xã hội đen phân tử, mặt chó cường đám người kia cũng là hắn dùng tiền mời tới, hắn đi tới Lưu Kim Thành trước mặt, Lưu Sưởng Trường, chúng ta là lão quan hệ, cho ta chút mặt mũi, Lưu Kim Thành ngày hôm nay bị chọc giận, cả giận nói cho ngươi mặt mũi. Ngươi có hay không cho ta mặt mũi? Thân là Giang Thành rượu hán đại lý thương ngươi cư nhiên công nhiên bán giả, ngươi đang ở đây hủy hoại chúng ta rượu hán danh dự. Tô nước trạch thấy quý giá rượu đã bị đập phá cá hi ba lạn, yêu thương tới cực điểm, lần này tổn thất của hắn thảm trọng. Lưu Kim Thành nói, từ hôm nay trở đi, ta thu hồi của ngươi đại lý quyền, còn có. Người bán rượu giả, bại hoại chúng ta rượu hán danh dự, ta muốn khởi tố ngươi. Lưu sưởng trưởng, sát nhân bất quá đầu chỉa xuống đất, ngươi đem ta điếm cấp đập phá, hoàn muốn thế nào? Ngươi những này rượu giả từ đâu mà vào? Tô nước trạch nói, thất lý chuyên mặt trời đỏ rượu hán. Lợi ích sẽ làm rất nhiều người bí quá hóa liều, Trương Dương bắt đầu dần dần ý thức được đạo lý này, thất lý chuyên mặt trời đỏ rượu hán chủ gánh là rượu hán phó sưởng trưởng tạ ơn Tân Lương, cha ra chuyện này cũng không có tốn hao quá lớn công phu, Tạ ơn Tân Lương thấy rượu hán sinh ý phát triển không ngừng, thanh giang đặc cung cung không đủ cầu, sở dĩ đã khởi rượu hán chủ ý, hắn dĩ biểu đệ danh nghĩa thiết lập nhà này rượu hán, biểu hiện ra là ra mặt trời đỏ bài dãy rượu, nhưng sau lưng nhưng lại kiền một ít làm giả rượu hoạt động. Chuyện này nhắc nhở Trương Dương, ở xí nghiệp cải cách đạt được nhất định sau khi thành công, xí nghiệp hình tượng và phẩm bài giữ gìn trở nên trọng muốn đứng lên. Châm đối với huyện này, hắn hướng phó thị trường nghiêm mới xây đánh báo cáo, Yêu cầu công thương cục gia tăng đối Giang Thành điền sản phẩm bài bảo hộ, gia tăng đối giả mạo sản phẩm tổng điều tra độ mạnh yếu, cần phải bảo chứng bản địa xí nghiệp lợi ích. Chỉ có như vậy, xí nghiệp tài năng bảo trì cao tốc ổn định phát triển. Nộ tập quý giá rượu sự tình trong một đêm ở Giang Thành truyền bá đi ra ngoài, chuyện này liên thị ủy bí thư Đỗ Thiên Giã cũng biết, Đỗ Thiên Giã đem Trương Dương kêu quá khứ. Trương Dương nghe hắn hỏi chuyện này không khỏi nở nụ cười, ta nói người đường đường thị ủy bí thư liên loại chuyện nhỏ này đều phải hỏi đến. Đỗ Thiên Giã cũng không phải thật nghĩ tới vấn chuyện này, nguyên nhân gây ra là như vậy, quý giá rượu tổng giám đốc tô nước Trạch là tô viện viện ca ca, tô viện viện nghe nói ca ca rượu bán sỉ bộ bị đập phá, hơn nữa lần này còn muốn đối mặt Việt bút phạt tiền cảo bất hảo còn muốn ngồi tù, sở dĩ hết sức lo lắng, nhịn không được ở nhất chiêu tổng giám đốc viên Mỹ Văn trước mặt nói ra nói nàng không muốn phiền phức thị ủy bí thư, chỉ là sợ ca ca ngồi tù, ai từng muốn viên Mỹ văn đem chuyện này cùng Đỗ Thiên Giã nói. Đỗ Thiên Giã cũng không có giấu giếm Trương Dương, đem chuyện này tiền căn hậu quả nói. Trương Dương ha hả nở nụ cười, trùng hợp như thế a, à, tô nước trạch là tô viện viện ca ca, bất quá tiểu tử này nhưng không là vật gì tốt, không chỉ tiêu thụ rượu giả, vẫn cùng bác quan na bang cuồn cuộn liên hệ mật thiết. Đỗ Thiên Giã nói, chuyện này ta không rõ ràng lắm, hắn có muốn hay không ngồi tù a à? trương dương lắc đầu nói ta hỏi tối đa câu lưu vài ngày bất quá phạt tiền là không tránh khỏi bất quá rượu hán phó xưởng trưởng tạ ơn tân lương sẽ không may mắn như vậy thằng nhãi này kẻ khả nghi làm giả đã bị công an cơ quan câu lưu mặt trời đỏ rượu hán cũng bị niêm phong đỗ thiên giã nghe nói tô nước trạch nhiều nhất là câu lưu cũng không để vào trong lòng hắn thở dài nói giang thành rượu hán cải cách vừa có điểm khởi sắc thì gặp loại sự tình này Trương Dương nói, ta vừa mới cương cấp nghiêm phó thị trưởng đưa cho cá báo cáo, yêu cầu gia tăng đối giang thành bản địa phẩm bài bảo hộ, gia tăng đối giả mạo thương phẩm đả kích độ mạnh yếu, bảo chứng bản địa xí nghiệp lợi ích. Đỗ Thiên giã gật đầu nói, rất tốt, phát hiện vấn đề sẽ nhanh chóng giải quyết, ngươi làm rất khá. Hắn nhìn đồng hồ tay một chút đã đến giờ tan sở, đứng lên nói, đi, theo ta đi xem phòng ở. Sạm đã ở thị ủy ra thuộc viện cho hắn an bài một cái nhà tiểu lâu, cũng nhanh lắp đặt thiết bị hoàn thành. Trương Dương lái xe mang theo Đỗ Thiên Giã đi tới thị ủy gia thuộc viện. Ở đây hắn bình thường qua đây, cũng đến không ít thường ủy trong nhà bái phỏng quá. Đỗ Thiên Giã nhà mới ở vào thị ủy gia thuộc viện Đông Nam. Đây là một cái nhà ba tầng tiểu lâu, quá khứ đã từng là hứa thường đức nơi ở. Đỗ Thiên Giã độc thân một người, nếu như bàn qua đây khẳng định có vẻ trống trải. Trong viện hoa viên hồ cá đều tu chỉnh đổi mới hoàn toàn, tiểu lâu tường ngoài chuyên cũng một lần nữa thiết quá. Đỗ Thiên Giá cũng là lần đầu tiên qua đây, nhìn đây tiểu lâu không khỏi nhíu mày, thấp giọng nói. Quá lãng phí, ta đều theo chân bọn họ nói qua muốn giản đơn một ít. Trương Dương cười nói, loại chuyện này đều là như thế này. Tần Thanh ở Lam Sơn đương phó thị trưởng cũng là một người ở một cái nhà tiểu lâu, diện tích so với người người này còn muốn lớn hơn một ít, người là thị ủy bí thư, cấp bậc bãi ở chỗ này, tự nhiên muốn hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Hai người vừa nói vừa hướng tiểu lâu đi đến, thị ủy bí thư trường lương truyền nghĩa chính ở bên trong trông coi ni thấy đỗ thiên giã qua đây cuống quyết ra đón cười nói đỗ bí thư tới ngài cũng không sớm cho ta biết một tiếng ta cũng tốt làm điểm chuẩn bị đỗ thiên giã cười nói đây không phải nhà của ta sao ta đến từ mình ra hoàn phải báo cho ngươi sao lương truyền nghĩa không có ý tứ nở nụ cười hắn dẫn đỗ thiên giã hướng bên trong đi đến đỗ thiên giã thấy tiểu lâu nội bộ cũng là lắp đặt thiết bị đổi mới hoàn toàn liên thang lầu tay vịn đều một lần nữa hoán quá đỗ thiên giã nói không cần thiết đều hoán tân như vậy quá lãng phí hắn đi tới trước cửa phòng ngủ thấy các công nhân chính ở bên trong trải sàn nhà lương truyền nghĩa nói đỗ bí thư nhật lý vạn khi cần một cái tốt công tác hoàn cảnh đỗ thiên giã nói người lẽ nào không có nghe nói lắp đặt thiết bị bản thân thì là một loại ô nhiễm tần lắp đặt thiết bị phòng ở forkman hít, bổn ô nhiễm là khó tránh khỏi Lương truyền nghĩa có vẻ có chút xấu hổ, Đỗ Thiên Giã nói như vậy hình như cùng chính mình hại hắn dường như, hắn cuống quyết giải thích, Đỗ Bí Thư yên tâm, chúng ta sử dụng tài liệu tất. Cả à đều là tốt nhất tối bảo vệ môi trường, không biết tồn tại lắp đặt thiết bị ô nhiễm vấn đề. Đỗ Thiên Giã cười cười không nói gì. Vẫn không nói gì Trương Dương đột nhiên tới một câu, nghe nói hiện tại lắp đặt thiết bị công trình trung tiền bâu ơ phong rất lợi hại a. À. Lương truyền nghĩa thực sự là dở khóc dở cười, chính mình một cái thị ủy bí thư trường về phần coi trọng điểm ấy tiền bâu ơ sao. Hắn cũng lười đi giải thích, bất quá từ đỗ thiên giã phản ứng đến xem, vị này mới tới thị ủy bí thư cũng không thích phô trương lãng phí, nguyên bản hắn còn muốn hỏi đỗ thiên giã thích gì ra cụ ni, vừa nhìn loại tình huống này, cũng không dám hỏi. Đỗ thiên giã nói, truyền nghĩa đồng chí, có chút có thể sử dụng gì đó thì không muốn đổi, được rồi, phòng này lý quá khứ ra cụ ni. Vệ sinh sạch sẽ thì bàn tiến đến, không cần mua tân ta không thích nhà mới cụ vị đạo. Lương truyền nghĩa gật đầu, có đỗ thiên giã những lời này, hắn cũng không dám nữa mua nhà mới cụ, vuốt mông ngựa cũng cần kỹ xảo, một cái không cẩn thận vỗ vào móng ngựa tử thượng, hiệu quả thì hoàn toàn ngược lại. Đỗ thiên giã và trương dương từ trong phòng đi ra, nhịn không được xoay người lại lại nhìn một chút, thở dài nói ta tảo nên đến, đỡ phải bọn họ như thế lãng phí. Trương Dương cười nói, nhân ra cũng là hảo ý. Hai người thượng xe jeep, Đỗ Thiên Giã nhượng Trương Dương đem hắn đuổi về nhất chiêu, Trương Dương nói, cuối tuần, cũng đừng lão ở nhà ngây ngô chứ, ta mang ngươi đi ra ngoài buông lỏng một chút. Đỗ Thiên Giã nói, tiểu tô hẳn là chuẩn bị cho tốt cơm tối, vẫn còn trở lại ăn đi. Trương Dương đầy cõi lòng thâm ý cười nói, ngươi thật giống như càng ngày càng lo lắng tiểu tô đồng chí. Đỗ Thiên Giã cười mắng, nói bậy bạ gì đó, ta đều nhanh 40 tuổi người, sẽ đối với một cái tiểu cô nương sản sinh cái gì tìm cách trương dương biết đỗ thiên giã hiện tại thân phận bất đồng không thích hợp ở công chúng trường hợp lộ diện hắn lái xe đem đỗ thiên giã đuổi về nhất chiêu nhưng đợi được nhất chiêu phương mới phát hiện tô viện viện cũng không ở chỗ này ở phòng khách để lại cá điều nói là có quan trọng hơn sự đi ra trên bàn cơm cơm nước đảo là chuẩn bị xong bất quá có chút lạnh trương dương nói tiểu tô không ở đắc hai ta cũng đừng ở chỗ này ăn ta mời khứ thủy thượng nhân ra nếm thử đỗ thiên giã gật đầu cứ trong thư phòng tìm cá kính mắt khuôn đội. Trương Dương thấy Đỗ Thiên Giá mô dạng không khỏi nở nụ cười, ta nói Đỗ Bí Thư, ngài thật đúng là đương mình là đại minh tinh, đến chỗ đều có nhân nhận thức ngươi. Đỗ Thiên Giá cười nói, mỗi ngày đều ở đây trong tin tức mặt mày dạng dỡ, không muốn nhân nhận thức đều không được. Trương Dương thừa dịp lúc này công phu đã cấp bành quân tường gọi điện thoại, nhượng hắn lưu một cái phòng, thủy thượng nhân ra sinh ý tuy rằng nóng này nhưng mỗi ngày đô hội lưu ra một căn phòng riêng chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân trọng yếu. Trương Dương và Đỗ Thiên Giã đi tới Thủy Thượng Nhân gia, ở bành quân tường dưới sự hướng dẫn trực tiếp vào Thủy Nguyệt Các, rau trộn đã lên đây, bởi vì biết Trương Dương bọn họ chỉ có hai người, sở dĩ cũng không nhiều chuẩn bị, lấy bốn cái dao trộn, lưỡng huân lưỡng làm, rất tinh xảo. Bành quân tường nhận ra và Trương Dương cùng đi đến là thị ủy bí thư Đỗ Thiên Giã, nhưng hắn không có lên tiếng, ở sinh ý chàng thượng lăn lộn nhiều năm như vậy, điểm ấy ánh mắt vẫn phải có, đỗ thiên giã như vậy điệu thấp đến đây chính là không muốn làm cho người khác nhận ra, chính mình tốt nhất cách làm chính là quyền đương không thấy được hắn. Đỗ thiên giã đoan khởi rượu trong chén, nhìn thủy nguyệt các ngoại bóng đêm sơ lâm nhã vân hồ, trong lòng không khỏi sinh ra một chút cảm khái, từ đảm nhiệm thị ủy bí thư sau khi, ít có tượng hiện tại như vậy thả lỏng quá thời điểm. Trương Dương dơ lên chén rượu nói, công tác là công tác, sinh hoạt là sinh hoạt, ở trước mặt công chúng ngươi là Giang Thành Thị ủy bí thư, lén ngươi còn là Đỗ Thiên Giã, làm quan là chuyện tốt, mà nếu quả chức quan đem nhân đã khống chế, thì không phải là cái gì chuyện tốt, na cũng không phải là quan viên, trái lại thành quan nô. Đỗ Thiên Giã đối trương dương cái này thuyết pháp sâu biểu tán thành, cùng hắn huyết chám cốc nói, chúng ta ngày hôm nay không nói chuyện quan trường, uống rượu nói chuyện phiếm. Trương Dương nói, ngươi cũng khoái 40 tuổi người, chân dự định cả đời đánh quang ôn, Đỗ Thiên Giã cười nói, thế nào đột nhiên nhớ tới nói những này. Có đúng hay không trước đó vài ngày khứ Bắc Kinh, thính ba mẹ ta cảm giảm. Cũng không trách bọn họ nhị lão lại nhảy, dù sao ngươi bây giờ lớn như vậy mấy tuổi, bất hiếu có tam, vô hậu vi đại, nhà ai phụ mẫu không trông cậy vào sớm một chút báo tôn tử. Đỗ Thiên Giã nói, ta ca ca tỷ tỷ ra đều có hài tử A, ta đầu vai trách nhiệm sẽ không lớn như vậy. Trương Dương hạ xuống chén rượu nói, người còn là quên không được linh tỷ. Đỗ Thiên Giã không nói gì, hai mắt nhìn rượu trong chén, sau đó nhất ngưỡng một nâng cốc làm. Trương Dương nói, người nếu có thể từ Kinh Thành đi tới, vì sao không thể từ nơi này đoạn cảm tình chung đi tới Nhi? Đỗ Thiên Giã nói, ta đã không muốn chuyện này, ta bây giờ đối với cảm tình thái độ là thích ứng trong mọi tình cảnh, đi tới một bước kia toán một bước kia ba. Trương Dương thấy hắn không muốn nhắc lại chuyện này, cũng không hào tiếp tục nói thêm gì đi nữa, quá khứ hai người thì là đơn thuần bằng hữu quan hệ, hiện tại Đỗ Thiên Giã thành thượng cấp của hắn lãnh đạo, có một số việc dù sao vẫn là cần cố kỵ, thì là Đỗ Thiên Giã bất kể rác, mình cũng không thể nói đắc quá mức hỏa. Người bán hàng tiến đến thượng nhiệt thái thời điểm, hướng Trương Dương nhỏ giọng nói, Trương chủ nhiệm bên ngoài có người tìm. Trương Dương cùng Đỗ Thiên Giã nói một tiếng, đi ra cửa nhìn, tìm người của hắn là Tô Tiểu Hồng, lúc này Tô Tiểu Hồng đang ở khúc trên cầu đứng, nàng ở bên cạnh Lưu Vân các nội ăn. Nghe nói Trương Dương cũng tới, Sở Dĩ nhượng người bán hàng cùng hắn chào hỏi. Trương Dương cười nói, Hồng tỷ, với ai ăn ni? Tô Tiểu Hồng hướng Lưu Vân các phương hướng nhìn thoáng qua nói, Chạm phòng dịch một đám người, hiện tại sinh ý nào có tốt như vậy làm, tương quan bộ môn cũng phải chuẩn bị. Trương Dương có thể thông cảm của nàng khó xử, cười nói, gặp phải phiền phức tìm ta. Tô Tiểu Hồng mỉm cười nói, chân gặp phải phiền toái ta còn là đi tìm cảnh sát nhân dân, hiện tại khiếm của ngươi đã nhiều ba cũng không muốn tái khiếm người tình. Trương Dương Nguyên chuẩn bị cùng nàng khai cú vui đùa, có thể có một gã nữ hài tử che miệng ba từ hà phong các trung hoàng hốt chạy bừa chạy ra, khi hắn và Tô Tiểu Hồng trong lúc đó chạy tới, không đợi nàng đi vài bước, thì qua, địa một tiếng phun ra. Ở tử điếm trường hợp như vậy cũng không ít thấy, Trương Đại Quan Nhân cũng rất ít khứ chú ý loại sự tình này, bất quá lần này bất đồng, bởi vì hắn nhận ra, tên kia ra rượu nữ hài tử dĩ nhiên là nhất chiêu minh tinh người bán hàng tô viện viện. Nhà đầu kia lưu lại ở nhất chiêu thành thành thật thật chiếu cố thị ủy bí thư, cư nhiên chạy đến nơi đây đến uống rượu, Trương Dương trong lòng cảm thấy hiếu kỳ. Tô Tiểu Hồng theo Trương Dương nói ánh mắt nhìn lại, không khỏi nhíu mày, nàng nhẹ giọng nói, người nhận được nhân ra. Trương Dương gật đầu nói, thế nào hát thảm như vậy a? À? Tô Tiểu Hồng cười nói, người như thế thương hương tiếc ngọc còn không nhanh biểu hiện biểu hiện. Trương Dương nhún vai, thấy Tô Viện Viện đi toilet, không bao lâu lại sắc mặt tái nhợt đi ra, Tô Viện Viện cúi đầu, phảng phất rất sợ người khác nhận ra nàng đến, sở dĩ cũng không thấy được Trương Dương, từ Trương Dương bên người đi qua trực tiếp hướng về Hà Phong các đi. Trương Dương cảm thấy hiếu kỳ, và Tô Tiểu Hồng cáo từ, đi theo Tô Viện Viện phía sau, nhìn Tô Viện Viện dọc theo khúc kiểu đi hướng Hà Phong các, thằng nhãi này lòng hiếu kỳ từ trước đến nay đều rất nặng, huống chi Tô Viện Viện là đỗ thiên Giá chuyên trách người bán hàng hắn đi tới hà phong các ngoại khuynh nghĩ lắng nghe động tĩnh bên trong chưa phát giác ra nhíu mày nghe được bên trong có một nam tử nói tô tiểu thư chúng ta tái uống một chén tô viện viện nói các cục trưởng ta ta thực sự không thể uống tô tiểu thư không để cho ta mặt mũi không phải không phải rất nhanh bên trong thì vang lên tiếng vỗ tay nghe được một thanh âm khen tô tiểu thư quả nhiên thống khoái tô viện viện nói các cục trưởng ngươi xem ca ca ta sự tình. Chúng ta uống rượu trước, quay đầu lại hát thời điểm rồi hãy nói. Trương Dương nghe đến đó trong lòng đã hiểu bảy tám phần, xem ra tô viện viện là vì ca ca của nàng sự tình mời khách, đây cắt cục trưởng là ai. Nghĩ tới nghĩ lui không có kết quả gì, Trương Dương tiên về tới Thủy Nguyệt Các. Đỗ Thiên Giã nhìn hắn đi lâu như vậy, có chút bất mãn chừng hắn một cái nói, chuyện gì xảy ra mà, đem ta một người nhưng ở chỗ này. Gặp phải vị ấy thân nhân, Trương Dương cười nói, là gặp phải thân nhân, bất quá không phải ta, là của ngươi. Đỗ Thiên Giã có chút buồn bực nhìn hắn. Trương Dương lúc này mới đem vừa gặp phải tô viện viện tình cảnh nói một lần, Đỗ Thiên Giã nghe được tô viện viện ra rượu, lại nghe đến nàng bởi vì ca ca sự tình thỉnh nhân ăn, nhất thời thì hơi tức giận Trương Dương, khứ đem nàng gọi tới cho ta. Trương Dương nói, như vậy hình như không tốt lắm đâu, đây là công tác thời gian ở ngoài, nhân ra muốn cùng ai ăn là tự do của nàng, người thị ủy bí thư không có quyền can thiệp. Đỗ Thiên Giã nói, ta cũng không dự định can thiệp, người cũng không phải thị ủy bí thư, người đi gọi nàng có cái gì không đúng. Trương Dương cười khổ nói, không ngờ như thế ngươi là muốn đem ta đương thương khiến. Không được sao? Trương Dương uống một chén rượu, đứng lên nói, có thể cho ngươi đỗ bí thư đương thương là vinh hạnh của ta. Đêm đó tô viện viện mở tiệc chiêu đãi chính là công thương cục cục trưởng Cát Minh Thành. Cát Minh Thành không phải là cái gì hảo điều, là một nổi danh lão sắc quỷ thấy tô viện viện tuổi còn trẻ đẹp hắn thì động tâm tư đêm đó cùng nhau ăn cơm còn có công thương cục ba gã cán bộ tô viện viện là thông qua công thương cục công tác một vị đồng học mời ra cát minh thành bất quá đêm nay bữa tiệc bắt đầu công thương cục vài người thì liên tiếp hướng nàng mời rượu tô viện viện vốn không muốn hát nhưng ca ca sự tình lại đắc cầu cát minh thành chỉ có thể kiên chỉ uống mấy chén nàng về điểm này tử lượng na chịu được đối phương nhiều người như vậy luân phiên oanh tạc lập tức hôn mê Tô Viện Viện cũng may không quên chính mình đến đây mục đích chủ yếu cắt cục trưởng. Ta chuyện của đại ca. Cát Minh Thành cười ở Tô Viện Viện trên lưng bàn tay vỗ vỗ, đâu có, đâu có. Tô Tiểu Thư nếu đã mở miệng, ta thế nào cũng phải chiếu cố chiếu cố hắn, bất quá chuyện này huyên náo rất lớn, có chút vướng tay chân, cảo bất hảo đại ca ngươi là muốn ngồi tù. Tô Viện Viện sợ đến khuôn mặt càng phát ra tái nhợt, cắt cục trưởng. Ngươi giúp một chút mang, cần ta môn làm cái gì ngài chỉ để ý nói, nhất định không nên hắn ngồi tù mới tốt. Cát Minh Thành cười nói, tô tiểu thư uống nhiều quá, chúng ta vẫn còn đi thôi, tìm một chỗ hát hát, đùa giỡn nhất đùa giỡn. Thằng nhãi này cố ý ở tô viện viện eo nhỏ nhắn thượng vỗ vỗ. Lúc này phòng phòng cửa bị đẩy ra, trường đại quan nhân đi đến, hắn giả ra có chút xấu hổ hình dạng, không có ý tứ, không có ý tứ, đi nhầm phòng. Cát Minh Thành nao nao, hắn nhận ra Trương Dương, Trương Dương cũng nhận ra hắn, tâm nói ta còn tưởng là ai đó. Nguyên lai là người cái này lão lưu manh, khi hắn đi vào vừa vặn thấy Cát Minh Thành bắt tay đặt ở tô viện viện eo nhỏ nhắn thược, Trương Dương cười ha hả ta tưởng là ai nhi. Cát Minh Thành bị đột nhiên xông vào Trương Dương lại càng hoảng sợ, thằng nhãi này là nhân vật nào, hắn cũng biết nhất thanh nhị sở, cuống quyết đem đặt ở tô viện viện trên lưng bàn tay rụt trở về, đứng dậy cười nói Trương chủ nhiệm A, à, trùng hợp như thế, ngài cũng ở nơi đây uống rượu hắn chủ động hướng Trương Dương đưa tay ra. Trương Dương đi tới, bất quá hắn không phải cùng Cát Minh Thành nắm tay khứ, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Cát Minh Thành liếc mắt, đi tới tô viện viện bên người, thân thủ cầm lấy cánh tay của nàng đem nàng cấp kéo lên, ta nói người còn phục vụ minh tinh nhi Đỗ bí thư đêm nay phản chưa từng tin tức, người chạy đến nơi đây tọng tới, người phạm sai lầm, biết không? Vừa nói chuyện thời điểm, hắn mới vừa rồi lạnh lùng nhìn Cát Minh Thành, Cát Minh Thành không khỏi từ đáy lòng dùng mình một cái, hắn nghe ra Trương Dương ngôn từ trung ẩn chứa ý uy hiếp, hắn biết Tô Viện Viện là nhất chiêu người bán hàng, nhưng hắn cũng không biết Tô Viện Viện là thị ủy bí thư Đỗ Thiên Dã chuyên trách người bán hàng. Nếu như biết, mượn hắn một cái lá gan hắn cũng không dám đối tô viện viện sản sinh tìm cách. Tô viện viện lúc này cảm giác say cấp trên, cả người mềm nê như nhau tựa ở trương dương đầu vai, trương dương nắm ở eo nhỏ của nàng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, các cục trưởng thực sự là rộng lượng a đem một cái tiểu cô nương quán thành như vậy, thật có của ngươi. Theo Trương Dương quá khứ tính tình, nhất định phải phần thưởng Cát Minh Thành hai cá đại nhĩ chim mới vừa rồi giải hận, nhưng bây giờ không giống nhau, Trương Đại Quan Nhân làm việc không nhất định phải thân lực thân vi, đối phó người như thế còn có tốt hơn phương pháp. Chuyện đêm nay chỉ cần như thực chất hướng Đỗ Thiên Giã hội báo một chút, dĩ Đỗ Thiên Giã tinh thần trọng nghĩa, khẳng định không tha cho Cát Minh Thành lão tiểu tử đó. Cát Minh Thành xấu hổ cười nói, tột tiểu thư tính tình ngay thẳng, Trương Dương để ý cũng không để ý đến hắn, đỡ Tô Tiểu Hồng đi ra phòng. Công thương cục trùng vẫn có không nhận ra Trương Dương, trong đó một gã cán bộ thấy Trương Dương như vậy kiêu ngạo, không nhịn được nói, người ai a? À? Dựa vào cái gì mang đi người của chúng ta a? À? Hắn tiến lên ngăn cản Trương Dương lối đi, nhân ra đây là tưởng ở cục trưởng trước mặt biểu hiện nghi. Trương Dương chỉ thiếu chút nữa cơ hội như vậy, một cước thì đá vào tiểu tử kia trên bụng, bị đá hắn bay lên không đảo bay ra ngoài đem phòng môn cấp phá khai, tiếp tục bay ra hơn một trượng xa, mới vừa rồi té lăn trên đất, trương đại quan nhân một cước này, liên hắn buổi tối ăn na ít đồ tất cả đều đoán đi ra. chương 252, đi nhận chức. Bên này động tính rất nhanh thì hấp dẫn không ít người ánh mắt. Trương Dương không coi ai ra gì, đỡ tô viện viện đi vào thủy nguyệt các. Đỗ thiên giã từ Trương Dương đi rồi, vẫn chú ý tình huống của bên này, thấy Hà Phong các bay ra một người, chỉ biết thằng nhãi này nhất định lại nhịn không được động quyền cước. Trương Dương đem say như chết tô viện viện giao cho Đỗ Thiên Giã, tràn ngập tức giận nói cát minh thành cái này lão lưu manh, chân không phải thứ gì, đem nhất nữ hài tử quán thành như vậy, giả như ta tái vãn một bước, không chừng đây lão lưu manh kiền xảy ra chuyện gì đến. Đỗ Thiên Giã không nói gì, có chút thương tiếc nhìn một chút tô viện viện. Trương Dương đóng cửa phòng cửa phòng, cười cười nói, người yên tâm, nhà đầu kia vẫn còn hoa cúc khuê nữ, Đỗ Thiên Giã xoay người chừng hắn liếc mắt. Không bao lâu bành quân tường vội vã đi đến, Trương Dương đánh người tịnh không phải là cái gì hiếm lạ sự, bất quá hôm nay thị ủy bí thư ở đây, thì không thể không tồn cá cẩn thận. Công thương cục đám người kia không dám nháo sự, mang theo bị đánh đồng sự vội vã ly khai tiểu điếm, Trương Dương nhượng bành quân tường đem Tô Tiểu Hồng gọi tới hỗ trợ, dù sao hắn và Đỗ Thiên Giã hai cá đại lão ra mang theo Tô Viện Viện cũng không giống như hợp. Tô Tiểu Hồng đi vào Thủy Nguyệt Các, đường ánh mắt của nàng và đỗ thiên giã gặp nhau không khỏi ồ lên một tiếng nàng kinh thanh nói là ngươi đỗ thiên giã cũng sửng sốt một chút là ngươi tô tiểu hồng nhận thức đỗ thiên giã tịnh không kỳ quái dù sao đỗ thiên giã là giang thành thị ủy bí thư nhưng đỗ thiên giã nhận thức tô tiểu hồng để nhân không giải thích được đây tô tiểu hồng là một người làm ăn hơn nữa làm được là tiêu khiển nghiệp cùng đỗ thiên giã bắt gậy tre cũng đánh không đến cùng nhau trương dương buồn bực nhìn tô tiểu hồng nói chuyện gì xảy ra mà. Tô Tiểu Hồng cũng không có đem trước mắt Đỗ Thiên Giã và thị ủy bí thư liên hệ cùng một chỗ, nàng tràn ngập cảm kích nói, cảm tạ ngươi, ngày đó nếu như không phải ngươi kéo ta một bà, chỉ sợ ta cũng bị ô tô cấp đụng phải. Đỗ Thiên Giã đạm nhiên cười nói, chuyện nhỏ, không cần nhớ ở trong lòng. Tô Tiểu Hồng nhìn một chút ghé vào trên bàn tô viện viện nói, thế nào đem nhân ra quán thành như vậy? Trương Dương giờ khóc giờ cười nói, chúng ta cũng không quán nàng chính cô ta hát đắc. Người giúp chúng ta đem nàng đưa trở về. Tô Tiểu Hồng Minh Bạch Trương Dương đây là sợ người khác nói nhàn thoại, gật đầu nói thành, ta xa ở bên ngoài, nhà nàng đang ở nơi nào. Đây vừa hỏi đem Trương Dương và Đỗ Thiên Giã đều vẫn ở, nhân cho nhau nhìn song song lắc đầu. Đỗ Thiên Giã nói, người hỗ trợ đem nàng đưa đến nhất chiêu ba. Trương Dương và Tô Tiểu Hồng cùng nhau đem Tô Viện Viện cái lên xe, Đỗ Thiên Giã tắc mở ra Trương Dương xe díp đi trước, nguyên bản không có việc gì bất quá bởi vì thân phận của hắn tất nhiên muốn cố kỵ rất nhiều xảo bất lưu thần sẽ chọc phiền phức tô tiểu hồng mở ra của nàng xe audi đi tới nhất chiêu cửa nàng nhịn không được vấn chương dương vừa ngươi na bằng hữu là ai a à? ngươi chân không nhận ra đến ai a à? ít thừa nước đục thả câu ha à. chúng ta giang thành đại lão bản a à. tô tiểu hồng sửng sốt một chút lúc này mới đem đỗ thiên giã và TV tin tức thượng cái kia thị ủy bí thư liên hệ tới, nghĩ không ra cái kia ở nguy hiểm trước mắt lôi chính mình một bả dĩ nhiên là thị ủy bí thư đỗ thiên giã. Hai người đem tô viện viện đưa đến nhất chiêu, đem nàng vãng đỗ thiên giã bên trong phòng khách ném thì xoay người rời đi. Tô Tiểu Hồng lái xe đi ra nhất chiêu rốt cục không nhịn được nói, nữ hài từ kia cùng đỗ bí thư cái gì quan hệ. Trương Dương cười nói, không có gì, chính là nhất phổ thông người bán hàng. Tô tiểu hồng vẻ mặt không thể tin, một cái hát đa mỹ nữ phục vụ viên, một cái đầu não thanh tỉnh trẻ trung khỏe mạnh thị ủy bí thư. Trời biết muốn xảy ra chuyện gì. Đỗ Thiên Giã vốn định tìm người tới chiếu cố tô viện viện, nhưng hôm nay là thứ bảy, viên Mỹ Văn không ở, nhượng những thứ khác người bán hàng qua đây, hình như lại có chút không thích hợp, nhìn ở trên ghế salon ngã đầu thì thủy tô viện viện, Đỗ Thiên Giã không khỏi lắc đầu cười khổ. Hắn đi rót chén nước, đi tới tô viện viện trước mặt nhẹ giọng nói tiểu tô đứng lên uống nước tô viện viện như trước ngủ say bất tỉnh đỗ thiên giã nghĩ xem bất tỉnh nàng chỉ có thể đem chén trà buông lúc này tô viện viện bỗng nhiên ngồi dậy một ngụm thổ ở đỗ thiên giã ngực đỗ thiên giã cố không hơn lau đi trên thân uế vật đi lấy chậu rửa mặt giúp nàng thanh lý tô viện viện hầu như liên mật đều nôn đi ra giúp nàng thanh lý hoàn mình mới khư tắm gian vào tắm rửa thay đổi y phục chờ hắn đi ra tô viện viện cũng đã ngủ Đỗ Thiên Giã không thể tránh được thở dài. Bang Tô Viện Viện tháo giày, giúp nàng ở trên ghế salon nằm xong, lại tìm mau thảm bang Tô Viện Viện đắp lên. Thủy, Thủy. Đỗ Thiên Giã cầm lấy Thủy, đỗ Tô Viện Viện, nhìn mơ mơ màng màng nàng từng ngụm từng ngụm đem chén kia Thủy uống vào. Tô Viện Viện lăn qua lăn lại đến hừng đông một điểm mới vừa rồi ngủ, vừa cảm giác khi tỉnh lại, phát hiện sắc trời đã sáng choang, của nàng phản ứng đầu tiên chính là khứ mặc y phục trên người, phát hiện y phục của mình xuyên êm đẹp, đứng dậy thời điểm, mau thảm trượt rơi trên mặt đất, tô viện viện nhặt lên mau thảm, đây mới ý thức tới chính mình thẳng đang làm việc tiểu lâu nội, đầu óc của nàng vẫn đang một mảnh hỗn độn thực sự vô pháp nhớ tới tối hôm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nàng lung la lung lay đứng lên, đi tới ngoài cửa, thấy đỗ thiên giã đang ở sân lý ngoạn xà kép chỉ bằng vào chứ song trưởng chống đỡ đứng trồng ngược ở trên thanh song song, 12 tháng giang thành đã rất lạnh nhưng Đỗ Thiên Giã vẫn đang chỉ mặc một cái tiểu lưng, hạ thân cũng chỉ là một cái đơn bạc cầu khố, song trường cơ thể đường cong rất hiện mỹ, nắng sớm hạ, mồ hôi hột sáng quắc sinh quang. Đỗ Thiên Giã khóe mắt dư quang thấy tô viện viện xuất hiện, hắn ở xa kép thượng một cái quanh co sau khi, vững vàng rơi trên mặt đất, cười nói, ngươi đã tỉnh. Tô viện viện phảng phất một cái làm sai sự hài tử, kiểm nhi hồng hồng cúi đầu xuống, hiển nhiên tối hôm qua chính mình vẻ say rượu tất cả đều nhượng đỗ bí thư thấy được đỗ thiên giã mỉm cười nói ta đi tắm lại nói đến đỗ thiên giã tắm thời điểm tô viện viện cuống quýt khứ dưới lầu toilet rửa mặt sau đó đem phòng khách sửa sang lại một chút phòng khách quét sạch rất sạch sẽ bất quá từ bên trong nồng đậm mùi rượu có thể thôi chắc đến tối hôm qua mình nhất định ra rượu nhớ tới ở đỗ bí thư trước mặt như vậy thất thố tô viện viện hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào đỗ thiên giã xuống tới lúc sau đã thay đổi thường phục hắn tịnh không có nói ra tối hôm qua bất cứ chuyện gì rất sợ tô viện viện nan kham, mỉm cười nói ta vừa mới mới ra khứ mua bữa sáng, cùng nhau chịu chút ba. Tô viện viện ừ một tiếng, theo đỗ thiên giã đi tới nhà hàng. Ở vi ba lô chung nóng bánh kem, đặt ở đỗ thiên giã trước mặt. Đỗ thiên giã nói, nay thiên chủ nhật, người ăn cơm chiều trở về ra nghỉ ngơi thật tốt ba. Tô viện viện nghe được đỗ thiên giã nói như vậy, cho là hắn bởi vì chuyện tối ngày hôm qua muốn đem mình đánh đuổi, cuống quyết nói, đỗ bí thư, xin lỗi ta biết sai rồi ngươi đừng đuổi ta đi đỗ thiên giã biết nàng hiểu lầm ý của mình chưa phát giác ra cười nói ai nói ta muốn cản ngươi đi ta là cho ngươi về nhà nghỉ ngơi một ngày tô viện viện mặt đỏ càng phát ra lợi hại nàng nhỏ giọng nói xin lỗi tối hôm qua ta thất thố đỗ thiên giã nói ngươi nhà đầu này có chuyện gì có thể trực tiếp hướng ta nói nếu như có thể hỗ trợ ta nhất định giúp ngươi Tô viện viện lắc đầu nói, ta không muốn phiền phức đỗ bí thư. Đỗ thiên giã nói, không muốn phiền phức ta thì đi ra ngoài bồi nhân ra uống rượu, tối hôm qua nếu như không phải ta trùng hợp gặp phải ngươi, còn không biết muốn uống thành bộ dáng gì nữa. Tô viện viện nghĩ nan kham, lại cảm thấy ủy khuất, phanh mắt mà đỏ lên. Đỗ thiên giã đã gặp nàng như vậy thần thái, biết nàng nữ hài tử ra mặt mũi mỏng, cũng là không nói tiếp, nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm đi, ca ca ngươi chỉ là bán giả, căn cứ tương quan quy định, phạt tiền là không tránh khỏi. Tối đa chỗ dĩ hành chính câu lưu, sẽ không bị hình phạt, người không cần sợ hãi. Cảm tạ đỗ bí thư. Người không cần cảm tạ ta, bất cứ chuyện gì đều phải theo lẽ công bằng xử lý, nên làm cái gì bây giờ phải làm sao bây giờ. Người đi tìm người cầu tình cũng vô dụng, nhân tình lớn hơn nữa không hơn được nữa pháp luật. Đỗ bí thư, ta đã biết, sau đó ta không bao giờ. Nữa kiền chuyện ngu xuẩn lúc này trương dương từ ngoài cửa đi đến đỗ thiên giã không nghĩ tới hắn tới sớm như thế cười nói ăn cơm chưa cùng nhau được thông qua điểm ăn rồi trương dương ở trên ghế salon ngồi xuống lại nghe đến một cổ đặc hơn mùi rượu không khỏi nhíu mày nói thật lớn mùi rượu mà một câu nói càng làm tô viện viện nói xong đỏ mặt trương dương cười tủm tỉm nhìn tô viện viện nói đi a Suốt cuộc là minh tinh người bán hàng tô viện viện bị trương dương vừa nói vành mắt mà đỏ lên, đứng dậy trừng trương dương liếc mắt, bước nhanh bảo đi ra cửa. Đỗ thiên giã trách cứ, tiểu tử ngươi đây há mồm thì không thể thích điểm đức, nhân ra một cái tiểu cô nương mặt mũi mỏng, tại sao có thể tiếng người ra trên mặt nghi. Trương dương cười nói, yêu a, à, cái này hộ thượng, tối hôm qua đỗ bí thư nhất định rất khổ cực ba. Đỗ thiên giã mắng, đánh rắm. Trương dương vui tươi hớn hở nói, người đừng có hiểu lầm a, à, ta là nói chiếu cố phục vụ minh tinh, chưa nói ngươi làm gì vi phạm tính giai cấp nguyên tắc sự tình. Đỗ Thiên giã lau miệng, đi tới trên ghế salon ngồi xuống, cũng thấy chứ mùi rượu có điểm gây mũi, chỉ chỉ trên lầu nói hay là đi ta thư phòng nói. Trương Dương theo Đỗ Thiên Giã đi tới thư phòng, hai người sau khi ngồi xuống, Trương Dương nói, Cát Minh Thành chân không là vật gì tốt, đây lão lưu manh cư nhiên đánh người ra tiểu cô nương chủ ý. Đỗ Thiên Giã cười cười không có nói chuyện này, trương dương ngày hôm qua xuất hiện khẳng định đã đem cát minh thành sợ đến không nhẹ bằng không công thương cục đám người kia chắc chắn sẽ không thối đắc nhanh như vậy trương dương thấp giọng nói có muốn hay không động động hắn đỗ thiên giã chừng hắn liếc mắt người đương giang thành là nhà của một mình ngươi trương dương nói ngươi không phải giang thành đại lão bản sao ta là huynh đệ ngươi ít theo ta lôi kéo làm quen ta phiền rất trương dương cười nói đi Người không lo ta là huynh đệ không thể nói là, nhưng tô viện viện là giảm phái tới chuyên môn phục vụ cho ngươi, ở triều đại tùy lúc ấy sẽ là của ngươi thiếp thân nha hoàn. Nói như vậy, thiếp thân nha hoàn sớm muộn gì cũng là muốn cấp chủ nhân làm thiếp, nói cách khác. Tô viện viện là nữ nhân của ngươi. Hỗn đàn ăn khớp, đỗ thiên giã thói quen hắn loại này phương thức nói chuyện, chỉ là mắng một câu. Trương Dương nói, cắt minh thành lần này làm là đúng người bất kinh a. À. Đỗ Thiên Giã nói, người ít ở chỗ này theo ta xúi dục, chỉ bằng vào chuyện này ta cũng không thể nã kế tiếp cán bộ. Trương Dương nói, ta toán phát hiện, càng là có thực quyền bộ môn, càng là dễ sinh sôi. Đỗ Thiên Giã nói, ngày hôm qua ta đã nghĩ với người đảm vấn đề. Trương Dương có chút mẫn cảm nói, lại có nhân cáo ta. Đỗ Thiên Giã lắc đầu nói, không liên quan gì đến ngươi, ngươi còn nhớ rõ ta quá khứ với ngươi đề cập qua chiêu thương bạn Đồng Hồng Ngọc sự tình. Trương Dương gật đầu, đồng hồng ngọc đã xảy ra chuyện. Đỗ Thiên Giã nói, nàng đã bị song quy, ủy ban kiểm tra kỷ luật đã sơ bộ nắm giữ nàng lợi dụng chức quyền tham ô nhận hối lộ sự thực, thứ hai hội nghị thường kỳ thượng sẽ tuyên bố chuyện này. Trương Dương nhớ tới trước nàng nhi tử lương vượt qua khai hào xa và an đạt văn phát sinh xung đột sự tình, từ sự kiện kia là có thể nhìn ra đồng hồng ngọc có chút vấn đề. Đỗ Thiên Giã nói, ta cùng tả thị trường thương lượng quá, người đi trước chiêu thương bạn chủ trì công tác xí sửa bạn bên kia công tác ngươi tạm thời phóng vừa để xuống nhượng mã hoa thành đồng chí chủ trì công tác cụ thể sự vụ vẫn còn cần ngươi đi xử lý trương dương nói chủ trì công tác ý của ngài ta đi chiêu thương bạn đến tột cùng là phó chủ nhiệm vẫn còn chính chủ mặc cho đương nhiên là phó chủ nhiệm bằng không ta xong rồi ma cho ngươi đi chủ trì công tác trương dương nói xí sửa bạn như vậy chiêu thương bạn vẫn là như vậy xí sửa bạn bên kia hoàn hảo nói dù sao lúc đó ngoại trừ ta ra không có kỳ lãnh đạo của hắn, chiêu thương bạn bất đồng, ngoại trừ đồng hồng ngọc ở ngoài, tất cả lớn nhỏ phó chủ nhiệm còn có ngũ cá, bọn họ mỗi người tư lịch đều so với ta lão, nếu như ta cũng vậy phó chủ nhiệm, ai chịu phục ta? Đỗ Thiên giá cười nói, người nhất định có biện pháp. Trương Dương nói, ta lại không tìm các người muốn chính xử, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm chỉ bất quá xoa một chữ, đơn giản là cá xương hào, các người vẫn còn linh hoạt điểm. Đỗ Thiên Giã nói, cứ như vậy ba, người tiền đảm nhiệm thường vụ phó chủ nhiệm. Trương Dương ngạc nhiên nói, thường vụ phó chủ nhiệm, đây phó chủ nhiệm cũng có thường vụ. Đỗ Thiên Giã cười híp mắt nói, ta nói có dĩ nhiên là có. Vì vậy Trương Đại Quan Nhân thì công khai làm tới chiêu thương bạn thường vụ phó chủ nhiệm, thường vụ hai chữ này biểu lộ hắn và cái khác phó chủ nhiệm bất đồng, cũng ý nghĩa hiện tại chiêu thương bạn muốn do Trương Dương đương ra làm chủ. Trương Dương vừa đi, xí sửa bạn đây bang tiểu thanh niên đều muốn đi theo khứ, kết quả bị Trương Dương mắng một trận, hắn đi chiêu thương bạn chủ trì công tác cũng bất quá là tạm thời sự tình, huống chi giảm cũng không dự định thu hồi hắn xí sửa bạn quyền lực, xí sửa bạn công tác hay là hắn phụ trách. Trương Dương đối chiêu thương bạn công tác có thể nói là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, ở Xuân. Dương thời điểm, hắn thì kiền đây việc, khứ giang thành cục du lịch sau khi, rất nhanh thì đảm nhiệm giang thành chiêu thương bạn phó chủ nhiệm cho đến hôm nay, cũng trợ giúp Giang Thành thiết thực đã làm nhiều lần chiêu thương dẫn tư công tác. Đồng hồng Ngọc Phòng làm việc đã bị Thanh Lý Tịnh bắt đầu sửa chữa, bên này lắp đặt thiết bị đương nhiên và thị ủy bí thư đỗ thiên giã trong nhà không thể đánh đồng, tha là như thế cũng động tĩnh không nhỏ. Trương Dương Minh bạch cái gì gọi là trên làm dưới theo, đỗ thiên giã là một không thích phô trương lãng phí nhân, hắn cũng phải làm hảo, hơn nữa mới tới chiêu thương bạn, mơ ước vị trí này nhân rất nhiều, mình làm vị trí này, nhất định sẽ lọt vào không ít người ghen ghét, trương dương mọi việc đều tận lực làm được điệu thấp. Hắn cường điệu phòng làm việc lắp đặt thiết bị tận khả năng giản đơn, ở yêu cầu của hắn hạ, phòng làm việc trích trà soát tường, bên trong gia cụ cũng không có thay đổi. Khương Lượng đã khứ đỗ thiên giã chỗ đương bí thư, hiện tại chiêu thương bạn đã không có trương dương thân tín, giảm vẫn còn rất coi trọng trương dương lần này công tác biến động. Nhượng thì tổ chức bộ trưởng từ biêu tự mình đem Trương Dương dẫn tới chiêu thương bạn, từ Bưu chỉ là đi rồi cá đi ngang qua sân khấu, đem Trương Dương đưa giới thiệu hắn sau đó phân công quản lý công tác, rồi rời đi. Kế tiếp hội nghị thì giao cho Trương Dương, Trương đại quan nhân nhìn chung quanh một chút tiểu bên trong phòng họp, chiêu thương bạn năm tên phó chủ nhiệm toàn bộ đến, ngoại trừ đây 5 vị phó chủ nhiệm, còn có 4 gã cán sự, nho nhỏ cơ cấu lãnh đạo lực lượng có chút khổng lồ, hợp đến một cái bán lãnh đạo lãnh đạo một cái can sự. Trương Dương cười híp mắt nói, ta không cần làm tự giới thiệu chúng ta tất cả mọi người nhận thức quá khứ dặm mặt yêu cầu ta đem công tác trọng điểm đặt ở xí sửa bạn hiện tại chiêu thương bạn gặp trắc trở những người lãnh đạo quyết định nhượng ta quay về chiêu thương bạn chủ trì công tác ta biết chiêu thương bạn công tác so với xí sửa bạn lui nhiều lắm thế nhưng thân là viên chúng ta là không có tuyển chọn hắn nhấc một ngụm trà sau đó chậm rãi đặt chén trà xuống ánh mắt dạo qua một vòng rơi vào phó chủ nhiệm tiếu quế đường trên thân khi hắn đến đây chiêu thương bạn chủ trì công tác trước Tiếu Quế Đường ở Chiêu Thương bản quyền lực gần với Đồng Hồng Ngọc, nguyên bản tất cả mọi người cho rằng Đồng Hồng Ngọc gặp chuyện không may, Tiếu Quế biểu diễn tại nhà không hề lo lắng leo lên chủ nhiệm vị trí. Nhưng sự thực chứng Minh tịnh không phải như vậy, dặm đem Chiêu Thương bản giao cho trẻ tuổi nhất, cũng là Tư Lịch tối cạn Phó Chủ nhiệm Trương Dương. Tuy rằng như vậy, Chiêu Thương bản nhưng lại ít có người đưa ra ý kiến, tất cả mọi người rõ ràng Trương Dương bối cảnh, canh thấy được thành tích của hắn, ở Trương Dương đảm nhiệm Chiêu Thương bản Phó Chủ nhiệm trong lúc hắn sở kéo đến đầu tư ngạch chiếm đi niên một năm tổng ngạch 70%, như vậy bản lĩnh không phải mỗi người đều có. Trương Dương cười nói, ta biết, chư vị ở đây so với công tác của ta kinh nghiệm phong phú, sau đó mong muốn mọi người chỉ điểm nhiều hơn. Tiêu Quế Đường cười nói, Trương chủ nhiệm khách khí, công tác của người thành thích mọi người hữu mục cộng đổ, chúng ta tin tưởng giảm ánh mắt, cũng tin tưởng Trương chủ nhiệm năng lực. Mặc dù nói rất trái lương tâm, nhưng Tiếu Quế Đường biểu hiện ra làm rất khá, có vẻ rất thành khẩn. Nói tới công tác thành tích trương đại quan nhân tự nhiên lòng tin bạo bằng, phóng nhãn chiêu thương bạn đám người kia, ai cũng không thể và thành tích của hắn đánh đồng, nếu như không phải hắn, chiêu thương bạn liên năm nay nhiệm vụ đều hoàn phải không. Lần này hội nghị chỉ là cường điệu một chút công tác chức trách, cụ thể công tác phân công còn muốn chờ sau này hãy nói, hội nghị triệu khai hơn nửa canh giờ thì vội vã kết thúc. Trở lại phòng làm việc của mình, chiêu thương bạn mới tới kế toán mạnh mai hãy cùng qua đây, quá khứ kế toán cũng cùng chiêu thương bạn chủ nhiệm Đồng Hồng Ngọc cùng nhau bị bắt, mạnh mai quá khứ ở nước tự ủy kiền, cũng là thượng cấp lãnh đạo cấp điều tới được. Trương Dương Ý bảo mạnh mai ở đối diện với của mình ngồi xuống, mỉm cười nói tiểu mạnh tìm ta có việc. Hắn xưng hô mạnh mai vì tiểu mạnh, tịnh không phải là bởi vì nhân gia niên linh tiểu, trên thực tế mạnh mai năm nay đã 31, so với hắn cần phải lớn hơn, đây là cấp bậc duyên cớ, thượng cấp lãnh đạo xương hô thuộc hạ, quan dĩ chữ nhỏ không có gì không thích hợp. Mạnh Mai nói, trương chủ nhiệm, ta là tới phản ứng chiêu thương bạn khoản sự tình, hiện tại chiêu thương bạn khoản rất loạn, chứng nét mặt rất nhiều đều không thể chống lại, ta đã tìm thời gian một tuần chỉnh lý khoản, hôm nay hay là không có nhiều ít manh mối. Trương Dương nói, không phức tạp như thế ba. Mạnh Mai không ngừng kêu khổ nói, làm sao sẽ không có phức tạp như thế rất phức tạp, đồng hồng ngọc một mình hoàn lấy cá tiểu kim khố, chỉ cần là thanh lý đây bút khoản tiền để đầu ta thương yêu không dứt. Trương Dương cười nói, nếu để ý không rõ, ngươi thì tạm thời đừng để ý tới, một lần nữa thành lập một cái khoản. Chiều thương bạn vẫn có không ít tiền. Chậm rãi chỉnh lý lâu, đừng có gấp, quá khứ khoản hỗn loạn là đồng hồng ngọc sự tình, theo chúng ta không quan hệ, từ hôm nay trở đi, ngươi phải muốn đem khoản khiến cho thanh thanh sở sở, ngươi có thể làm được sao? Mạnh Mai gật đầu. Trương Dương nói, chiêu thương bạn khoản phỏng chừng còn phải bị tra một chút, người phối hợp hảo ủy ban kiểm tra kỷ luật và kiểm sát cơ quan công tác. Mạnh Mai nghe xong Trương Dương công tác an bài sau khi rời đi, nàng vừa xuất môn, phó chủ nhiệm Tiếu Quế Đường lại đi đến, Tiếu Quế Đường cũng là cá kẻ nghiện thuốc, sau khi ngồi xuống lập tức thì đâm vào một điếu thuốc lá, Trương chủ nhiệm, ta tới là với người đàm xuất ngoại khảo sát sự tình. Trương Dương tuy rằng vẫn luôn là chiêu thương bạn phó chủ nhiệm, nhưng chiêu thương bạn xuất ngoại khảo sát sự tình hắn nhưng không có nghe nói qua. Tiêu Quế Đường nói, Đồng Hồng Ngọc gặp chuyện không may trước, chiêu thương bạn đã định ra rồi xuất ngoại khảo sát sự tình, lần này khảo sát do chiêu thương bạn đứng ra tổ chức, triệu tập một nhóm giang thành thì có đại biểu tính xí nghiệp tiến về Âu Châu khảo sát. Trương Dương Tâm nói Lão Tử cũng là chiêu thương bạn phó chủ nhiệm, chuyện trọng yếu như vậy Đồng Hồng Ngọc cư nhiên không nói với ta, nhưng nghĩ lại ngẫm lại đồng hồng ngọc bởi vì nàng nhi tử lương vượt qua sự tình đối với mình canh cánh trong lòng, suốt ngoại khảo sát đẹp như vậy xoa đương nhiên không biết lo lắng đến trên đầu của mình. Tiêu Quế Đường nói, sớm định ra chúng ta chiêu thương khảo sát đoàn cuối tháng này sẽ định ra nhân viên, sang năm một tháng đi ra ngoài. Kỳ thực suốt ngoại khảo sát nhân viên danh sách trên cơ bản cũng đã định xuống, bây giờ nhìn đến Đồng Hồng Ngọc gặp chuyện không may, sở dĩ Tiếu Quế Đường đem danh sách sự tình giấu giếm không nói, nếu như Trương Dương biết mình không ở danh sách nội nhất định phải giận dữ. Trương Dương cười nói, tiếu chủ nhiệm nói đây chút có ý tứ. Tiếu Quế Đường nói, ta là muốn hỏi, xuất ngoại khảo sát đoàn sự tình là dựa theo nguyên kế hoạch tiếp tục sao? Trương Dương rất quả quyết lắc đầu nói, chuyện này tiên tạm dừng, chờ tất cả ổn định rồi hãy nói, chiêu thương bạn đi ra chuyện lớn như vậy, chúng ta bây giờ thì tổ chức xuất ngoại khảo sát, nhất định sẽ đưa tới không ít không phải chê, Tiêu Quế Đường Minh Bạch Trương Dương theo như lời hiểu rõ xác thực rất có đạo lý, để định ra tới đây phân suất ngoại khảo sát danh sách, chiêu thương bạn mấy lãnh đạo hao tốn rất lớn một phen công phu, mắt thấy sẽ đến lúc đó, không nghĩ tới Đồng Hồng Ngọc tại đây đương lúc xảy ra sự tình. Từ Trương Dương thái độ hiện tại và phản ứng đến xem, phỏng chứng na phân suất ngoại khảo sát nhân viên danh sách muốn đẩy đảo làm lại. Trương Dương nói, tiếu chủ nhiệm, còn có việc sao? Tiêu Quế Đường nói, nghe nói dặm sang năm cho chúng ta còn muốn ra nhiệm vụ, trương chủ nhiệm, người nhất định phải đứng vững A. Hắn theo như lời đứng vững là nhượng Trương Dương đứng vững giảm áp lực, cố gắng đem nhiệm vụ giảm thấp đến nhỏ nhất. Trương Dương đánh đáy lòng đối chiêu thương bạn đám người này không có gì hay ấn tượng, từ lúc Đồng Hồng Ngọc đảm nhiệm chiêu thương bạn chủ nhiệm thời điểm, hắn chỉ biết đám người này đa số không có gì năng lực, đều là điển hình ở thể chế trung pha trộn tên giảo hoạt, nã không ra bất luận cái gì mắt sáng thành tích. Làm việc núp ở phía sau mặt, hưởng thụ thành quả thời điểm nhưng lại trùng ở phía trước, trong ngày thường chỉ biết là hàm hàm khẩu hiệu, tới rồi chân chính suốt lực thời điểm, rồi lại rụt trở về. Trương Dương nói, giang thành tưởng phát triển, phải mỗi người đều phát huy ra lực lượng của chính mình, giảm có giảm khó xử, nếu như chúng ta không để cho giảm xuất lực, như vậy giảm khứ dựa vào ai? Tiêu Quế đường cười cười không có chuyện nói, tâm nói người đứng nói không đau thắt lưng, giả như dựa theo lệ cũ sạm hàng năm đô hội đem chiêu thương nhiệm vụ thượng thiêu 20% tả hiếu, nếu quả thật như vậy, cũng không tin ngươi sốt ruột. Trương Dương lười cùng tiếu quế đường lời vô ích, đứng lên nói ta còn phải khứ tả thị trường nơi nào đây một chuyến. Tiếu quế đường biết nhân ra hạ lệnh trục khách, tự nhiên bất hảo tiếp tục ở trong phòng làm việc ngồi xuống, đứng dậy cáo từ ly khai. Trương Dương tắc đi tới đại thị trường tả viên chiều phòng làm việc, hắn xác thực và tả viên chiều hẹn được rồi gặp mặt. Tả viên triều thấy Trương Dương tiến đến, thả tay xuống trên đầu văn kiện, cười nói Trương Dương tới. Trương Dương cung kính kêu một tiếng tả thị trường, ở trên ghế salon ngồi xuống. Tả viên triều nói, ta cho ngươi đến, là muốn và ngươi nói chuyện chiêu thương bạn công tác. Trương Dương nói, chiêu thương bạn ta vừa mới cương tiếp nhận, bây giờ còn không nhiều ít manh mối. Tả viên triều cười nói, ngươi từ Xuân Dương mà bắt đầu cảo chiêu thương bạn công tác, đối với ngươi mà nói cánh trên cũng không chắc trở, năng lực cá nhân mọi người hữu mục cộng đổ, mấu chốt là có thể không điều động toàn bộ chiêu thương bạn công tác nhiệt tình, nhất năng lực cá nhân cường thịnh trở lại cuối cùng là hữu hạn, chỉ có đoàn kết chu vi đồng chí mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Tả thị trường, chiêu thương bạn lãnh đạo nhiều lắm, cụ thể can sự nhân quá ít, bao quát ta ở bên trong 6 phó chủ nhiệm, trong đó còn có hai cá chính sử cấp bậc, các ngươi để cho ta tới đương ra, bất hảo quản ni. Trương Dương cố ý cảm thán nói. Tả viên triều vừa nghe chỉ biết thằng nhãi này cố ý nói như vậy. Hắn mỉm cười nói, nếu như không có chắc trở còn có thể cho ngươi đi sao? Lời này nói xong thực sự, trương dương từ đi tới giang thành sau khi hầu như thành chuyên trách cứu hỏa đội viên, trên căn bản là nơi đó có cần liền đem hắn phái tới chỗ nào. Bất quá dặm cũng không có bạc đãi hắn, tỉnh thập giai thanh niên chính là đối trương dương công tác thành tích khẳng định. Trương Dương đối đồng hồng ngọc sự tình hết sức tò mò, tả thị trường, đồng hồng ngọc sự tình có lớn hay không? Tả viên triều cũng không man hắn, nàng chủ yếu là tham ô công khoản, sơ bộ nhận định sự thực đã có hơn 2.000 vạn, hiện tại đang ở truy đòi chung. Trương Dương đảo hít một hơi lãnh khí, chân nhìn không ra cái kia bình thường thoạt nhìn cười đến hòa hợp êm thấm chiêu thương bạn chủ nhiệm cư nhiên ăn uống lớn như vậy. Tả viên triều lại nói, càng là quyền lực bộ môn, càng là nhu phải cẩn thận, chúng ta cả ngày đem liêm khiết hai chữ này đọng ở ngoài miệng, nhưng ở phía trên này bị té nhào nhân vẫn còn một tên tiếp theo một tên. Đây cũng là bởi vì bình thường đối với mình yêu cầu không nghiêm duyên cớ, tham mộ hư vinh, ham hưởng thụ, quên mất ta đảng gian khổ mộc mạc nghiêm dĩ kiềm chế bản thân tác phong. Trương Dương nở nụ cười. Cười cái gì? Tả thị trưởng nói khẩu khí canh như là bí thư. Tả viên triều cũng nở nụ cười, tỉnh ủy tuyên truyền bộ đã đem thập giai thanh niên danh sách bình đã chọn được, chúc mừng ngươi a. À. Trương Dương thật cao hứng, nhưng cũng không có cái gì ngoài ý muốn chi hỉ, trên cơ bản bị tiến cử đến tỉnh lý, được tuyển tỉnh thập sai đều là ván đã đóng thuyền sự tình, huống chi tỉnh ủy tuyên truyền bộ trưởng Trần Bình Triều nhi tử Trần Thiệu Bân quan hệ với hắn rất tốt. Trương Dương rất khiêm tốn tới một câu, đa tả lãnh đạo coi trọng và chi trì. Ta sau đó hội càng thêm nỗ lực. Tả viên Triều nói, cuối tuần tỉnh lý sẽ có trao giải nghi thức, người đi Đông Giang sau khi, khứ tiếp một người. Trương Dương thấy Tả Viên Triều biểu tình trịnh trọng, đoán được chuyện này rất trọng yếu, gật đầu nói Tả Thị trưởng xin cứ việc phân phó. Tả Viên Triều nói Hàn Quốc làm tinh tập đoàn chủ tịch Kim Thượng Nguyên. Trương Dương chưa nghe nói qua Kim Thượng Nguyên người này, thế nhưng làm tinh tập đoàn tên cũng sớm có nghe thấy, đây là Hàn Quốc lớn nhất điện tử xí nghiệp, ở quốc tế thượng cũng là đỉnh cấp tập đoàn tài chính công ty một trong. Trương Dương nói thấy hắn làm gì? Tả viên triều nói, ta tháng trước ở Hàn Quốc khảo sát thời điểm đã từng và Kim Thượng Nguyên từng có gặp mặt một lần, bất quá cũng không có nói chuyện, ta biết, hắn có ở Trung Hoa Trung Quốc đầu tư ý nguyệt, lần này khứ Đông Giang hắn là muốn thi xét Đông Giang đầu tư hoàn cảnh, theo ta nói biết hắn muốn khảo sát địa phương ngoại trừ Đông Giang bên ngoài còn có Lam Sơn, cũng không bao quát chúng ta Giang Thành, sở dĩ ta muốn cho ngươi thỉnh hắn đến Giang Thành nhìn. Trương Dương cười nói, ta lại không nhận ra hắn, như thế không duyên cớ vô cớ chạy tới, nhân ra có thể đáp ứng. Người có khi là biện pháp, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể cứu hoàn thành ta giao cấp nhiệm vụ của ngươi, đừng quên, ngươi bây giờ là chiêu thương bạn chủ nhiệm, vẫn còn tình thập giai thanh niên, nhận chức chi sơ, thế nào cũng phải giao ra một phần mắt sáng phiếu điểm 3. Trương Dương nói ta là chiêu thương bạn thường vụ phó chủ nhiệm, nhưng không phải là cái gì chủ nhiệm. Làm tốt chuyện này ta giúp ngươi đem cái kia phó tự xóa. Thực sự, Trương đại quan nhân nhất thời tinh thần tỉnh táo, hai mắt sáng sủa phi thường. Tả viên chiều gật đầu nói, đương nhiên là thực sự, bất quá người muốn đem Lam Tinh tập đoàn đầu tư kéo đến chúng ta giang thành đến. Trương Dương quay về phòng làm việc không lâu sau, thị ủy tuyên truyền bộ trưởng Dương Khánh sinh ra được tự mình đánh tới điện thoại, hắn là thông chi Trương Dương cuối tuần tiến về Đông Giang đi tham gia tỉnh thập giai thanh niên trao giải điển lễ. Trương Dương và Dương Khánh sinh trong lúc đó không có bao nhiêu giao tình, bất quá ngại vô nhân ra cấp bậc vẫn còn rất khách khí. Dương Khánh Sinh nói xong chuyện này, vừa dỗi rãnh hàn huyên vài câu, hữu ý vô ý nhắc tới mình cũng gặp qua đi tham gia lần này trao giải điển lễ. Hắn hội đái một chiếc thương vụ cỏ xa tiền vãng Đông Giang, nhượng Trương Dương cùng nhau ngồi xe tiến về, Trương Dương khoái trá đáp ứng. Vừa quải thượng Dương Khánh Sinh điện thoại, kế toán mạnh mai lại đã tới, nàng cầm hậu hậu nhất đạp ngân phiếu định mức, vẻ mặt đau khổ hướng Trương Dương nói, Trương chủ nhiệm, hiện tại trướng mặt những tiền kia đều bị đông lại, cần chi trả các loại phí dụng có hơn 40 vạn, ta na lộng số tiền kia khứ. Trương Dương nhíu mày, hơn 40 vạn, cái gì phí dụng? Mạnh Mai nói, đều là trước quý sổ sách, có hoạt động kinh phí, có chiêu đãi phí, còn có xoa lộ phí, ta tính toán cũng bị lại càng hoảng sợ. Trương Dương nói, tiền áp chưa ba, chờ đồng hồng ngọc sự tình tra rõ, chiêu thương bạn tài khoản tuyết tan rồi hãy nói. Mạnh Mai nói, Trương chủ nhiệm, ngài đắc cùng na bang phó chủ nhiệm nói bọn họ mỗi một người đều đe dọa dường như tất cả đều muốn ta cấp chi trả còn nói ta nếu như không chi trả công tác thì không có biện pháp tiến hành rồi trương dương cười lạnh nói chân hắn chê cười cái gì gọi là công tác không có biện pháp tiến hành rồi không hoa công khoản khó chịu có đúng hay không một cái quý hơn 40 vạn chiêu đãi phí dụng thật đúng là đi a à. hắn tiện tay rút hé ra hóa đơn đây là trương phản điếm san phí kim ngạch là 8888, hóa đơn là tân đế hào, Trương Dương đem na trương hóa đơn đặt ở trên bàn, lấy tay chỉ điểm điểm nói, hơn 8 ngàn, ăn cái gì phản a Mạnh Mai nói, thiếu phó chủ nhiệm, nói là chiêu đãi một vị đầu tư thương. Trương Dương nói, sau đó bản địa chiêu đãi phản thống nhất an bài ở Thủy Thượng Nhân gia chọn dùng nguyệt kết. Địa phương khác hóa đơn giống nhau không để cho chi trả. Mạnh Mai sửng sốt, đây... Trương Dương nói, ta nói là chính thức bữa tiệc, bên ngoài ăn xong diện điều hồn đồn chuyện như vậy đương nhiên không tính là ở bên trong. Mạnh Mai nói, những này hóa đơn làm sao bây giờ? Trương Dương hỏi ngược lại, chiêu thương bạn hiện tại khoản bị đông cứng kết liễu, trong tay ta không có tiền, người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Trương chủ nhiệm, ngài là không phải có thể cùng dặm phản ánh phản ánh, tiền buông ra chúng ta bộ phận khoản, cũng dễ giải quyết hạ hoạt động kinh phí vấn đề, chiêu thương bạn công tác tính chất đặc thù, nếu như không có tiền thật đúng là không dễ làm. Trương Dương cười nói, chuyện gì chưa từng tra rõ ni, ta thế nào không biết xấu hổ khứ nói. Đây bốn người vạn hóa đơn tiên nhưng chỗ ba. Mạnh Mai lại nói, nhưng Trương Mục dù sao cũng phải có điểm tiện A, không phải công tác thế nào khai triển. Trương Dương nói, người mở miệng một tiếng Trương Mục không có tiền, ta cũng không phải thần tài, cuối tuần ta còn phải đi công tác, liên của chính ta xoa lộ phí cũng phải ứng ra, ta đây khiếu làm gương tốt ba mạnh mai không lời nào để nói. Trương Dương lại nói, được rồi, người thông chi mọi người, sau đó vượt quá 500 đồng tiền kinh phí phải đắc do ta ký tên. Trương Dương cũng không phải cá coi trọng tiền tài nhân, hắn sở dĩ từ nhập chủ chiêu thương bạn bắt đầu thì đối quyền sở hữu tài sản trọng điểm nắm trong tay, mục đích gì là thông qua quyền sở hữu tài sản khống chế chiêu thương bạn, củng cố quyền lực của mình, hắn tổng kết một bộ chính mình phương pháp quản lý, đi tới một cái tân hoàn cảnh trước, ở không rõ trong đó đến tột cùng có bao nhiêu tiềm tàng mâu thuẫn điều kiện tiên quyết, tận lực chọn dùng thủ đoạn nhượng những này mâu thuẫn sớm trở nên gay gắt. Trong quá khứ cái này gọi là tân quan nhận chức tam đem hỏa, cháy sạch chính là này không hài hòa gì đó, đả kích chính là này không nghe lời đối thủ. Kỳ thực loại thủ đoạn này cũng không đặc biệt, ở thể chế trung thường thấy nhất bất quá, Trương Dương chỉ là làm so với người khác càng thêm rõ ràng một ít mà thôi. Mạnh Mai có chút bất đắc dĩ rời đi chủ nhiệm phòng làm việc thân là chiêu thương bạn kế toán, chứng nét mặt cư nhiên không có tiền có thể dùng, không thể không nói là một loại lớn lao châm chọc. Bất quá nàng đối vị này chiêu thương bạn tân nhâm đương ra năng lực vẫn còn sớm có nghe thấy, tin tưởng hắn đến nhất định sẽ đem chiêu thương bạn lăn qua lăn lại ra một chút việc đến. Trương Dương buổi chiều hẹn được rồi đái vô tử lương đi gặp thường vụ phó thị trưởng Lý Trường Vũ, vô tử lương muốn ở Giang Thành khai y viện, tư nhân xây dựng y viện ở Giang Thành mà nói có chữ vượt thời đại ý nghĩa. Lý Trường Vũ gần nhất cuối cùng cũng thanh tịnh một ít, từ lần trước cầu sụp xuống sự kiện sau khi, tam đường vòng bao quanh vòng thành phố công trình tiến triển coi như thuận lợi. Đỗ Thiên Giã nhiều lần cường điệu muốn hắn trọng điểm trảo giáo dục cải cách, Lý Trường Vũ cũng đã làm nhiều lần thực tế công tác, hiện tại An Ngữ Thần đã sơ bộ đáp ứng ở Giang Thành đầu tư quản lý trường học, mặc dù chỉ là một cái làm thí điểm nơi làm thí điểm, dù sao ý nghĩa giáo dục cải cách rốt cuộc bắt đầu khởi bước. Phu tử lương đến, ý nghĩa chữa bệnh cải cách đồng bộ triển khai, Lý Trường Vũ đối với lần này vẫn còn thập phần hoan nghênh. Trương Dương vì Vu Tử Lương và Lý Trường Vũ giới thiệu qua hậu, Lý Trường Vũ rất nhiệt tình mời bọn họ ngồi xuống, Tịnh nhượng bí thư đủ cảnh phong cấp rót hai chén Thái Bình Hầu khôi. Trương Dương hôm nay nhiệm vụ chủ yếu chính là cá dẫn tiến nhân, Lý Trường Vũ và Vu Tử Lương lúc nói chuyện, hắn rất tốt sắm vai một cái lắng nghe người vai. Vu Tử Lương đem mình phản hồi Giang Thành Khai Y viện mục đích chủ yếu nói rõ hắn sở dĩ cự tuyệt nước ngoài lương cao hậu thù đi tới Giang Thành, nguyên nhân chủ yếu là nhớ nhà tình kết, còn có hắn đối quốc nội kinh tế phát triển trường kỳ xem trọng, Giang Thành chữa bệnh xoay ngang tương đối lạc hậu, hắn mong muốn chính mình đến có thể cấp Giang Thành chỉnh thể chữa bệnh xoay ngang mang đến một ít cải biến. Lý Trường Vũ tuy rằng rất muốn ở chữa bệnh thượng làm ra một ít cải cách, thế nhưng hắn đối tư nhân y viện phương thức này tỉnh không có gì nắm chặt, toàn bộ nói chuyện với nhau trong quá trình vấn rất tỉ mỉ. Phu tử lương không sợ người khác làm phiền hướng Lý Trường Vũ giải thích nói rõ, Lý Trường Vũ liên tiếp gật đầu, ở chỗ tử lương nói xong quyết định của chính mình và tư tưởng sau khi, Lý Trường Vũ đưa ra một điểm rất trọng yếu, có thể không lo lắng và bản địa y viện tiến hành hợp tác, như vậy có thể cho xong phương sở trường góc bù, cũng có thể đưa đến vi giang thành bồi dưỡng chữa bệnh nhân tài tác dụng. Phu tử lương nói, Lý Thị Trường, ta đến giang thành sau khi khảo sát giang thành mấy nhà đại hình y viện, thứ cho ta nói thẳng, ta đối giang thành chữa bệnh hệ thống hiện hữu quản lý hình thức là kiềm giữ bảo lưu thái độ, ta cùng thê tử là cảo chuyên nghiệp, chúng ta y viện thành lập sau khi, chúng ta hội cam kết một cái chuyên nghiệp quản lý đoàn đội, sở dĩ ta không muốn ở y viện quản lý thượng đã bị quá nhiều quấy dày. Vụ tử lương đối quốc nội chữa bệnh thể chế tệ đoan là có sở lý giải. Lý Trường Vũ nói, ta minh bạch phu bác sĩ y tứ, bất quá ta cho rằng, nếu như người có thể cú lo lắng và giang thành bản địa y viện hợp tác, sinh ra xã hội hiệu quả và lợi ích hội lớn hơn nữa. Vu Tử Lương nói, ta cùng thị lập y viện tả viện trưởng chuyên môn tham thảo quá vấn đề này, chúng ta hội tiến hành kỹ thuật thượng toàn phương diện hợp tác, thế nhưng quản lý phương diện ta nhưng kiên trì quan điểm của ta, sẽ không để cho người khác tham gia. Lý Trường Vũ gật đầu nói, Vu bác sĩ ý tứ ta hiểu được. Vu Tử Lương ly khai Lý Trường Vũ phòng làm việc, theo Trương Dương khứ chiêu thương bạn ngồi một hồi, hắn cảm giác được Lý Trường Vũ thái độ cũng không phải như vậy trong sáng. Trương Dương, ta cảm thấy Lý Phó Thị Trường hình như đối với ta tư tưởng không phải thái cảm thấy hứng thú. Trương Dương vừa vẫn luôn ở bên thính, cũng không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, nghe được Vu Tử Lương nói như vậy, hắn không khỏi cười nói, Lý Phó Thị Trường không phải nói hoan nghênh sao. chương 253, mời khách. Vu Tử Lương nói, lời của hắn ta có thể cú nghe được hắn đối với ta cảo tư nhân y viện cũng không phải thái tán thành tưởng chọn dùng phương thức hợp tác trương dương nói kỳ thực hợp tác cũng không sai song phương lấy thừa bù thiếu kỹ thuật lực lượng phương diện cũng sẽ có điều tăng mạnh vu tử lương nói ta đối quốc nội chữa bệnh quản lý hình thức không một cách tự tin đây mới là ta kiên trì muốn nắm giữ quyền quản lý nguyên nhân căn bản trương dương nói chữa bệnh quản lý thượng sự tình ta không hiểu nhưng ta biết bất cứ chuyện gì cũng không thể một lần là xong cải cách cũng là cái dạng này, giáo dục và chữa bệnh cải cách so với xí nghiệp cải cách độ khó lớn hơn nữa. Hai người này hệ thống liên quan đến đến các mặt thái rộng khắp, sở dĩ thập phần mẫn cảm, bước chân không thể bước đắc quá lớn. Lý phó thị trường không có làm ra minh xác tỏ thái độ nguyên nhân phỏng trừng thì là như thế, chữa bệnh thường sự tình đích xác cần cẩn thận. Vô tử lương trầm mặc xuống phía dưới. Trương Dương nói, người tới Giang Thành khai y viện mục đích không có khả năng chỉ là nhớ nhà tình kết ba. Phu tử lương nhấp một ngụm trà nói, nhớ nhà tình kết là một mặt, ta cũng xem trọng giang thành chữa bệnh thị trường, ở sáng tạo kinh tế hiệu quả và lợi ích song song tưởng sản sinh lớn nhất xã hội hiệu quả và lợi ích. Trương Dương nói, nói một cách thẳng thừng vẫn còn muốn kiếm tiến. Phu tử lương bị hắn những lời này nói xong có chút xấu hổ, không chỉ là để kiếm tiền, nếu như ta đơn thuần là muốn kiếm tiền, ở nước ngoài, ở quốc nội thành phố lớn chẳng phải là cơ hội càng nhiều. Ta tại sao muốn đến Giang Thành? Trương Dương cười nói, ta chỉ là luận sự, ngươi nhưng đừng nóng giận. Vô tử lương nói, ta không tức giận, ta thừa nhận ta có chứa nhất định kinh tế mục đích, ở hôm nay thời đại, ta không thể nào làm được vô tư kính dân. Không có thu nhập, ta lấy cái gì xây dựng y viện, lại lấy cái gì khứ phát triển nó. Ái tâm cũng phải dùng kinh tế làm cơ sở. Trương Dương gật đầu, ta đảo cảm thấy lý thị trưởng đề nghị thật tốt, người Vu bác sĩ xoay ngang cao tới đâu, ở Giang Thành đây phiến địa phương, nhân gia dân chúng đối với người nhận thức độ khẳng định không bằng Giang Thành bệnh viện lớn, sau đó người gặp Lâm Nguyên nhân vấn đề, hơn nữa người bày đặt Giang Thành hiện hữu chữa bệnh tài nguyên không sử dụng, tất cả đều dựa vào từ bên ngoài tiến cử tất phải trên diện rộng độ tăng thành phẩm. Vu Tử Lương có chút con mọt sách khí, hắn biện bạch nói, ta sợ hợp tác hội mang đến nhiều lắm ràng buộc. Trương Dương nói, ràng buộc là khó tránh khỏi, nhân sống trên đời không có khả năng ly khai ràng buộc hai chữ, Bất luận kẻ nào cũng không thể tự do vô xã hội ở ngoài. Vu Tử Lương nói, ta tái suy nghĩ một chút. Hắn thở dài nói, thật không rõ, không phải là khai một nhà y viện, làm sao sẽ cùng chữa bệnh cải cách quải thưởng câu. Trương Dương nói, người và Lý Thị Trường vị trí vị trí bất đồng. Người thấy được chính là một nhà y viện, mà Lý Phó Thị Trường thấy chính là Giang Thành chữa bệnh hệ thống sở đối mặt vấn đề. Người nghĩ ở Giang Thành khai y viện, phải muốn lo lắng đến Giang Thành tình huống cụ thể chắc hẳn phải vậy là không được. Vu Tử Lương nói, ta còn là thích hợp cảo chuyên nghiệp, loại này quản lý thượng sự tình ta không ở đi. Trương Dương nói, người và tả viện trưởng quan hệ không tệ, người có thể đi cố vấn hắn. Vu Tử Lương cười nói, ta cùng hắn cũng không phải rất thuộc, ở nước Mỹ thời điểm, nữ nhi của hắn tả hiểu tình cùng thê tử ta đã học, biết chúng ta đi giang thành khảo sát y viện, cho nên mới giới thiệu cha của nàng cho chúng ta nhận thức. Trương Dương nghe được tả hiểu tình tên chưa phát giác ra ngẩn ngơ, lại nói tiếp đã đã lâu không có cùng nàng liên lạc, không biết tả hiểu tình hiện tại ở nước Mỹ bài vở và bài tập tiến hành thế nào. Vô tử lương cũng không biết tả hiểu nắng ấm Trương Dương trong lúc đó na đoạn tình duyên, tiếp tục nói tả viện trưởng người này cũng không phải tệ. Ta cùng hắn rất trò chuyện đắc đến. Trương Dương cười nói, đi tới quốc nội, tất cả sẽ căn cứ tình hình trong nước, từ thực tế xuất phát, người không ngại lo lắng một chút lý phó thị trường kiến nghị, ta cảm thấy và địa phương chứa bệnh cơ cấu hợp tác không phải là cái gì chuyện xấu. Cùng ngày tan tầm sau khi, Trương Dương vốn định khứ tần chuyện lương nơi nào nhìn, nhưng lại nhận được tả ủng quân điện thoại, thỉnh hắn cùng nhau ăn cơm, thuận tiện đàm một ít chuyện. dứt bỏ và tả hiểu tình chi quan hệ giữa không nói, Trương Dương đối tả ủng quân đối nhân xử thế vẫn còn kính trọng, hắn và tả ủng quân hẹn được rồi ở lộng lẫy hoa viên đối diện lão Bắc Kinh xuyến thịt dê gặp mặt. Trương Dương nói trước 10 phút đến, cho đến địa phương phát hiện tả ủng quân đã đính được rồi phòng nhượng hắn không nghĩ tới chính là vua tử lương và chu tú lệ phu phụ cũng tới trương dương thấy vua tử lương nhịn không được oán giận nói vua bác sĩ người buổi chiều ở phòng làm việc của ta thời điểm tại sao không nói ăn sự tình vua tử lương nói ta cũng vậy vừa nhận được tả viện trưởng điện thoại tả ủng quân nói ta cũng vậy đến lúc hưng khởi mời các người ăn ý tứ trương dương khoái ngồi đi tả ủng quân chuẩn bị rượu cũng là thanh gian trần cất có hai ngày trước kinh nghiệp, Trương Dương Tiên kiểm tra một chút rượu này đích thực ngụy. Chu Tú lệ cười nói, tả viện trưởng, phu nhân của ngài thế nào không có tới. Tả ủng quân sửng suốt một chút, kỳ thực hắn gọi thê tử cùng nhau qua đây, nhưng tương tâm tuệ vừa nghe có Trương Dương, lập tức cự tuyệt qua đây. Nàng và Trương Dương trong lúc đó vẫn còn tồn tại vật ách tắc. Tả ủng quân nói, nàng bồi tỉ tỉ nàng chiếu cố điền bân, sở dĩ không thể tới. Trương Dương đoán được nhất định là bởi vì mình duyên cớ. Tạ ủng quân nói, ta ngày hôm nay mời các ngươi qua đây chính là vì cảm tạ hai người các ngươi đối điển bân trợ giúp. Trương Dương cười nói, ta cũng không làm cái gì, đều là vu bác sĩ công lao. Vu tử lương khiêm tốn cười cười, chúng ta ba người thiếu khuyết bất luận cái gì một cái đây thai giải phẫu đều làm không dưới đến, đây là tập thể lực lượng. Trương Dương nhân cơ hội nói, cho nên nói mọi người thập củi lửa diễm cao. Vụ tử lương đương nhiên có thể nghe ra trương dương nói hậu hàm nghĩa, cười cười, đem rượu trong chén làm, tịnh không nói tiếp nữa. Tạ ủng quân nói, phu bác sĩ, ta đưa ra do chúng ta y viện với người liên hợp xây dựng chuyên khoa y viện kiến nghị lo lắng thế nào. Phu tử lương hướng trương dương nhìn thoáng qua, biểu tình có vẻ có chút làm khó. Tạ ủng quân cũng ý thức được điểm này, hắn mỉm cười nói, ngày hôm nay không nói chuyện cái đề tài này, sau này hãy nói, ta hoàn có một việc. Gần nhất hội hồng thập tử và chúng ta y viện làm một cái hiến ái tâm hoạt động, phi giang thành 20 danh mẹ hóa con côi lão nhân miễn phí làm bệnh đục tinh thể giải phẫu, giải phẫu phí dụng do chúng ta y viện và hội hồng thập tử cộng đồng gánh chịu, sở dĩ ta muốn thỉnh chu bác sĩ hỗ trợ. chu Tú Lệ không cần suy nghĩ thì gật đầu nói, chuyện này rất có ý nghĩa, phi giang thành mẹ hóa con côi lão nhân giải trừ ốm đau là tâm nguyện của ta, tả viện trưởng ta nguyện ý gia nhập các người trị liệu tiểu tổ, Tả ủng quân cười nói, thật tốt quá, ta mời các người phu phụ một chén. Trương Dương cũng đuổi kịp nói, ta cũng mời ngươi môn, loại này vô tư kính dâng tinh thần đáng giá chúng ta học tập. Tả ủng quân sớm nhất tiếp xúc được phu tử lương phu phụ thời điểm, là thật tâm tưởng đem hai người bọn họ thỉnh đến Giang Thành Đệ nhất Bệnh viện Nhân dân, nếu như đây đôi vợ chồng nguyện ý qua đây. Giang thành đệ nhất bệnh viện nhân dân chữa bệnh thực lực không thể nghi ngờ hội đi trên một cái đại bậc thang, thế nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện vô tử lương mục đích không ở hơn thế, cho nên mới lại nghĩ tới và vô tử lương phu phụ hợp tác, bất quá từ hiện nay vô tử lương phản ứng đến xem, hắn đối hợp tác hứng thú cũng không phải quá lớn. Cơm tối sau khi chấm dứt, vô tử lương đôi vợ chồng ở tử điếm cách nơi này không xa, hai người sóng vai tản bộ đi trở về, tạ ủng quân nhìn bóng lưng của bọn họ không khỏi lắc đầu cảm thán nói. Hai người bọn họ đều là nhân tài hiếm có, đáng tiếc không muốn tiếp thu ta mời. Trương Dương cười nói, nhân gia tưởng ở Giang Thành khai y viện. Chính mình đương ra tác chủ. Tạ ủng quân nói, ta biết, cho nên muốn ngưu cầu cùng hắn hợp tác mặt khác một loại phương thức. Hắn là đối quốc nội chữa bệnh quản lý hình thức không một cách tự tin, buổi chiều ta chuyên môn dẫn hắn đi gặp Lý Phó Thị Trường. Lý Phó Thị Trường cũng kiến nghị hắn ngưu cầu và địa phương y viện hợp tác, bất quá ta nhìn hắn đối với lần này không có quá lớn hứng thú. Tạ ủng quân nói, vụ bác sĩ rất thích hợp cảo chuyên nghiệp, hắn cũng không thích hợp làm quản lý, nếu như hắn đồng ý theo chúng ta y viện hợp tác, ta muốn đối với song phương đều mới có lợi. Trương Dương và Tạ ủng Quân cũng giống như vậy cái nhìn, nhưng vụ tử lương hiển nhiên ở nước ngoài đã bị phương Tây quản lý hình thức tương đối nhiều, đối quốc nội tình hình trong nước tịnh chưa quen thuộc, cho nên mới phải kiên trì ý nghĩ của hắn. Trương Dương nói từ từ sẽ đến ba, chỉ cần hắn quyết định ở lại Giang Thành khai y viện, vô luận thế nào phương thức đều muốn là một loại chuyện tốt tả ủng quân tràn đầy đồng cảm nói có thể đem nhân tài như vậy ở lại chúng ta giang thành đối giang thành nhân dân trích mới có lợi a à? hắn hỏi trương dương thế nào nhận thức vô tử lương trương dương lúc này mới đem bởi vì liên hoàn thông nhau sự cố và vô tử lương phu phụ quen biết sự tình nói ra tả ủng quân nói ta và vợ chồng bọn họ trước cũng không nhận ra chu bác sĩ là hiểu tình lão sư hiểu tình giới thiệu bọn họ chạy tới trương dương gật đầu Tả ủng quân cũng đã biết Trương Dương và tỉnh trưởng Tống Hoài Minh nữ nhi xác lập luyến ái quan hệ sự tình, đối nữ nhi và Trương Dương chuyện giữa không khỏi có chút tiếc nuối. Bất quá tả ủng quân cũng là một cái khai sáng nhân, làm phải không người yêu như nhau có thể làm bằng hiếu, hắn mỉm cười nói của người hành châm phương pháp rất lợi hại, vu bác sĩ đối với người rất là tôn sùng. Trương Dương khiêm tốn nói, tổ truyền kỳ thủ bí phương, tả viện trưởng không phải giúp ta tuyên dương. Tả ủng quân biết hắn sợ phiền phức gật đầu cười trương dương lần này tiến về đông giang không chỉ là muốn tham gia tỉnh thập giai thanh niên trao giải điển lễ còn có một món quan trọng là chính là tham gia lương thành long và lâm thanh hồng hôn lễ dự tính muốn ở đông giang ngây ngô một đoạn thời gian bởi vì thị ủy tuyên truyền bộ lần này cũng đi ngũ cá nhân bọn họ phái một chiếc thương vụ xa trương dương cũng là không có mình lái xe trương dương hiển nhiên là lần này hành trình diễn viên giang thành đài truyền hình cũng chuyên môn phái đương hồng mỹ nữ chủ bá từ nhã bội cùng nhau tiến về đây từ nhã bội còn có một thân phận, nàng là tổ chức bộ trưởng từ biêu nữ nhi bảo bối, nam bằng hữu vương quân ở tỉnh đài truyền hình đảm nhiệm văn nghệ bộ đạo diễn. Vương quân là tỉnh ủy tuyên truyền bộ phó bộ trưởng, tỉnh đài truyền hình thai trường vương trọng dương nhị nhi tử, hai nhà cũng được cho môn đương hộ đối. Cùng xa chỉ có trương dương và từ nhã bội hai người trẻ tuổi, sở dĩ hai người cộng đồng trọng tâm câu chuyện tự nhiên hơn một ít, từ nhã bội tuy rằng không tính là tuyệt thế mỹ nữ, nhưng thắng ở khí chất rất tốt, hơn nữa tài ăn nói của nàng rất tốt, khiến người ta ấn tượng rất thoải mái. Trương Dương đối với nàng và vương quân lưỡng người chọn lựa ở bất đồng thành thị công tác có chút kỳ quái, không khỏi hỏi, người thời gian tới công công là tỉnh thai thai trường, vì sao ngươi không đi đông giang công tác, ở lại giang thành làm cái gì? Từ nhã bội nói, ta thừa dịp không kết hôn trước đà bồi theo ta ba, chờ ta kết hôn đi đông. Giang, sau đó cơ hội gặp mặt khẳng định thì thiếu, Dương Khánh Sinh nói, chờ các người kết hôn thời điểm, từ bộ trưởng nói không chừng đã thăng nhiệm tỉnh tổ chức bộ trưởng, cơ hội gặp mặt như nhau rất nhiều. Từ nhã bội cười nói, ta đảo mong muốn ba ta lên tới trung tổ bộ, nhưng trung ương lãnh đạo vị tất nguyện ý a. À. Cùng xa mọi người nở nụ cười. Từ nhã bội nói, kỳ thực ta ở lại Giang Thành phải không tưởng người khác nói nhàn thoại, ta đi tỉnh thai làm ra bất luận cái gì thành tích, nhân ra đô hội tưởng hắn ba ở chiếu cố ta, ta ở lại Giang Thành công tác, Nguyễn đi chứa nhiều phiền phức, không có nhà hắn chiếu cố, ta như nhau có thể làm ra một phen sự nghiệp. Những lời này ai cũng không tin. Nàng tuy rằng không khứ Đông Giang, nhưng ở lại Giang Thành như nhau có cha nàng chiếu cố. Thử hỏi Giang Thành ai không có việc gì dám cùng tổ chức Bộ trưởng nữ nhi không qua được. Từ nhã bội sở dĩ có thể ở Hải Lan đi rồi có thể cấp tốc leo lên Giang Thành đệ nhất nữ chủ bá vị trí. Ngoại trừ nàng tự thân có nhất định thực lực ở ngoài, gia đình của nàng bối cảnh đưa đến tương đương tác dụng. Ở tuyên truyền bộ trưởng Dương Khánh Sinh xem ra, từ nhã bội tới trước giang thành đài truyền hình tái bình thường bất quá, nếu như nàng đi tỉnh thai, Vương Trọng Dương dành cho nàng các phương diện chiếu cố, nhất định sẽ chọc người không phải chê, mà tuyển chọn giang thành làm ván cầu, trực tiếp để thăng tới nhất định cao độ, sau đó tái tiến về tỉnh thai đảm nhiệm chủ bá sẽ trở nên đương nhiên, chiếu cố cũng cần kỹ xảo. Từ nhã bội lần này đi vào nhiệm vụ là toàn trình theo dõi đưa tin thập giai thanh niên tin tức, bởi vì không phải là cái gì trọng yếu tin tức, sở dĩ đài truyền hình trích phái ra nàng một cái. Camera cũng do thị ủy tuyên truyền bộ lão phùng đến lúc đảm nhiệm. Xe của bọn hắn đi tới tỉnh chính phủ nhà khách, liền xem đến một chiếc hắc sắc Cadillac đứng ở bãi đỗ xe, một vị thân mặc màu đen da dê săn trang, phong độ chỉ có nam tử cười đón qua đây, hắn chính là vương quân, lớn lên coi như là dáng vẻ đường đường, bất quá làm cho người ta khán bất quá mắt chính là sau đầu đâm một cây tiểu biệt, đại lão ra trang phục rất là quái dị. Từ Nhã Bội ở trên xe thấy Vương Quân, mừng rỡ mặt mày đều cười lên hoa, không đợi xa hoàn toàn dừng hẳn, thì từ trên xe nhảy xuống, vui chạy vội tới Vương Quân trước mặt, nhào vào trong ngực của hắn, Vương Quân ôm Từ Nhã Bội ở trên mặt hắn hung hăng hôn một cái. Trương Dương đảo hoàn mà thôi, Dương Khánh Sinh không khỏi nhíu mày, hắn loại đến tuổi này dù sao vẫn là phong kiến một ít, không quen nhìn thanh niên nhân vô cùng nhiệt tình phương thức biểu đạt. Từ nhã bội kiểm nhi hồng hồng nắm vương quân thủ đem hắn đưa đồng hành mọi người trước mặt, vì hắn nhất nhất dẫn kiến, vương quân khá lịch sự, từng cái cùng bọn họ nắm tay, cười nói, buổi trưa hôm nay ta thỉnh mọi người ăn, ngay tiếp khách lâu. Dương Khánh sinh cười nói, không cần khách khí, ngươi và nhã bội lâu như vậy không gặp mặt nhất định có rất nhiều lời nói, chúng ta đám người này sẽ không đương bóng đèn, một câu nói đem tất cả mọi người chọc cười. Vương quân nói, tốt lắm, hai ngày nữa rồi hãy nói, dù sao các người ở Đông Giang cũng không phải một ngày. Bạn trai hào phóng như vậy, từ nhã bội cũng cảm giác rất có mặt mũi. Trương Dương tuy rằng và tuyên truyền bộ cùng cỏ xa tiền đến, nhưng là của hắn đi công tác phí dụng tuyên truyền bộ là không có trách nhiệm, hắn cũng không có và người khác cùng ở tập quán, mình mở cá tiêu chuẩn gian, ở trong phòng hơi tác thu thập, cấp Lương Thành Long gọi điện thoại, Lương Thành Long chính ở bên ngoài nói chuyện làm ăn, trong lúc nhất thời vô pháp qua đây, Nhượng tài xế cấp Trương Dương tặng lượng Toyota máu vua qua đây, Trương Dương ở Đông Giang trong lúc không có xa khẳng định không có phương tiện. Buổi trưa và tuyên truyền bộ đồng chí cùng nhau ở tỉnh chính phủ nhà khách nhà hàng giản đơn ăn bữa cơm, sau khi ăn xong lương thành long tài xế liền đem xa cấp đưa tới, Trương Dương đi trước tranh giao lâm giáo khu, hắn lần này tới cũng không cùng triệu tĩnh chào hỏi, nhưng tới rồi trường học nhưng lại phát cá không. Hôm nay là chủ nhật, đại học ký túc xá đều trống rỗng, các đều đi ra ngoài chơi lái xe tới đến tennis chàng, xa xa thấy Triệu Tính và Đinh Bân ở sân bóng chơi bóng, từ hai người biểu tình khán hoàn thập phần ngọt ngào, Trương Dương cũng là không quấy rối bọn họ, trực tiếp lái xe ly khai vườn trường, hay là Triệu Tính thực sự trưởng thành, tình cảm của nàng cũng không cần chính mình nhiều lắm can thiệp. Cương vừa ly khai Đông Giang trường sư phạm đại học, Trần Tiểu Bân điện thoại thì đánh qua đây, hắn là thính lương Thành Long nói Trương Dương tới rồi, vui tươi hớn hở nói, Trương Dương, tiểu tử ngươi lúc này nhưng mặt mày rạng rỡ thập giai thanh niên, lợi hại lớn, lần này tới Đông Giang muốn an bài thật kỹ. Trương Dương cười mắng, người cũng quá không trượng nghĩa, ta đến Đông Giang là khách nhân, hẳn là người an bài ta, cư nhiên không biết xấu hổ nhượng ta mời khách. Trần Thiệu Bân nói, người khả năng không biết, từ ngươi chúng cử tỉnh thập giai sau khi, có bao nhiêu người dân gửi thư ký đến tuyên truyền bộ cáo ngươi, may mà ta ở lão ra tử trước mặt mất mạng khen ngươi, giúp ngươi nói tốt, không phải ngươi cái này thập giai thanh niên đã sớm thất bại đó là ngươi nên làm, nếu không chúng ta tại sao là bằng hữu ni. Trần Thiệu Bân cũng chỉ là nói một chút nhường hắn mời khách mà thôi, nghe nói như thế Trần Thiệu Bân nở nụ cười, người ở chỗ A, nhanh lên đến Hải Đức người ba, ta cùng Lê Khoan Thai, Bạch Hiến đều ở đây mà ngoạn ni, ta một người bồi lưỡng nữ nhân, ăn không tiêu A. Trương Dương cười ha ha, thành, ta lập tức tới ngay. Trần Thiệu Bân gần nhất thường xuyên cùng Lê Khoan Thai, Bạch Hiến cùng nhau chơi đùa, nguyên nhân rất đơn giản, hắn một mực truy lê khoan thai lê khoan thai và bạch yến lại là bạn tốt bạch yến là lương thành long tình nhân nhưng lương thành long lập tức sẽ kết hôn cả ngày và lâm thanh hồng sống chung một chỗ ít có thời gian bồi nàng sở dĩ cái này trọng trách tất cả đều giao cho trần thiệu bân trên vai trần thiệu bân và lê khoan thai tuy rằng biết không ngừng thời gian nhưng tiến triển cũng không phải quá lớn hắn nói chuyện điện thoại xong cũng không muốn ngoạn bảo linh một người ngồi ở chỗ kia nhìn hai vị mỹ nữ trận đấu Bô linh chàng lão bản Đinh Triệu Dũng đã đi tới, tại bên cạnh hắn ngồi xuống nói, Thiệu Bân, không chơi. Trần Thiệu Bân nói, ta đối đồ chơi này mà nguyên bản sẽ không nhiều ít hứng thú, hôm nay là cho nàng lưỡng đương tới. Đinh Triệu Dũng cười nói, cấp lưỡng Mỹ nữ đương là nam nhân đều kiền, người không muốn kiền, ta đến. Trần Thiệu Bân chừng hắn liếc mắt, na luân xong ngươi. Đinh Triệu Dũng biết hắn đối lê khoan thai thấy rất chặt, thấp giọng nói thế nào. Cánh trên không có. Trần Thiệu Bân thở dài, ta người này thái chính trực. Đinh Triệu Dũng nói, bạn học cũ, kỳ thực đối với nữ nhân cũng phải làm nên xuất thủ thì thì xuất thủ, nói không chừng nhân ra sẽ chờ người chủ động nghi. Trần Thiệu Bân gật đầu, thấy Trương Dương từ đàng xa đã đi tới, vươn tay hướng Trương Dương dơ dơ. Đinh Triệu Dũng cười đứng dậy, nghênh hướng Trương Dương, nhiệt tình hướng hắn đưa tay ra. Trương chủ nhiệm, chúc mừng ngươi được tuyển thập sai thanh niên trương dương có chút buồn bực nói chuyện này thế nào truyền nhanh như vậy a à? lại không thượng tin tức lại không đăng báo chỉ thế nào ai cũng biết nữa đinh triệu dũng nói tuyên truyền bộ trưởng công tử tuyên truyền năng lực đương nhiên không phải bình thường cường trương dương cười lớn cùng đinh triệu dũng nắm tay hai người trở lại trần thiệu bân bên người ngồi xuống bạch hiến và lê khoan thai nhìn thấy trương dương tới song song hướng hắn khoát tay áo hai người đều bỏ qua ván này qua đây ân cần thăm hỏi trương dương Trần Thiệu Bân có chút chua nói, Trương Dương hắn chính là nữ nhân duyên A, à, hắn thứ nhất, các ngươi liên bô linh đều đừng đánh. Bạch Hiến nói, nhân gia anh Tuấn ma. Đinh Triệu Dũng cười nói, lời này ta nhưng không vui, hắn anh Tuấn, hai chúng ta cũng không kém. Lê Khoan Thai nói, Trương Dương là khách nhân, chúng ta đương nhiên sẽ đối hắn khách khí một ít. Trương Dương cười nói, hai vị Mỹ nữ đều là chúng ta bình hải danh ngôi sao ca nhạc, hát nhất định là không cần phải nói, bất quá ta thế nào cảm thấy các ngươi nói song so với hát đắc hoàn hảo thính. Bạch Yến và Lê Khoan Thai song song nở nụ cười, Bạch Yến cười nói, vậy cũng phải phân đối với người nào. Trần Thiệu Bân tiếp lời nói, đối, đối với ta cho tới bây giờ chưa nói quá dễ nghe. Đinh Triệu Dũng nhượng người bán hàng thượng mấy chén đồ uống, hắn đối Trương Dương vẫn còn rất khách khí, bọn họ sự quan hệ giữa hai người rất phi diệu, Đinh Bân và Triệu Tĩnh mến nhau sự tình, Trương Dương kiềm giữ phản đối, kỳ thực đinh gia nhân cũng không phải thế nào tán thành, nhưng hai người đúng là vẫn còn một lần nữ yêu thừa, điều này cũng làm cho hai nhà nhân có chút bất đắc dĩ. đinh triệu dũng đối trương dương thử người đã có điều lý giải, nếu như đệ đệ đinh bân và triệu tính tương lai đi tới cùng nhau hoàn hảo nói, nếu như tương lai hai người không thành, hay hoặc là phản bội vi thù, trương dương thằng nhãi này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. trần thiệu bân nói đính được rồi, đêm nay vẫn còn vọng giang lâu, người mời khách dựa vào cái gì nha, ta giàu gì cũng là nhất khách nhân, người không biết xấu hổ nhượng ta mời khách. Trương Dương kháng nghị nói. Trần Thiệu Bân cười nói, người mời khách chẳng khác nào viên ba mời khách, ta cũng không tin hắn không biết xấu hổ cho người tính tiền. Trương Dương thở dài nói, người cũng là tỉnh công đi hoạt động tín dụng chỗ đại lãnh đạo, làm như thế nào sự nhỏ mọn như vậy. Hoạt động tín dụng chỗ lại không phải nhà chúng ta, ta cũng không thể không có việc gì thì công khoản ăn uống ba đừng quên bản thân là đảng viên trương dương nói ta còn đảng viên ni ngươi còn thập giai thanh niên ni chúng ta nhiều người như vậy có thể lên làm thập giai thanh niên chính là ngươi a à, lợi hại lớn đêm nay không ăn ngươi ăn ai a à. bạch hiến nói ta cùng khoan thai mặc kẻ ai mời khách chúng ta đều theo khứ trần thiệu bân cười nói bạch hiến người hôm nay là quyết tâm muốn cho chúng ta đương nữa bạch hiến cười nói đúng vậy ta đương ta còn đem khoan thai lôi cùng nhau, bất quá chúng ta là bán nghệ không bán thân, các người đám người này cũng không nên đánh cái gì phôi chủ ý. Trương Dương nói, bán mình đa khó nghe, chúng ta quốc gia cán bộ ghét nhất bị chính là hai chữ này, đương cần ta môn thời điểm, chúng ta có thể không giảng buộc hiến thân. Một đám người song song nở nụ cười, bạch hiến cười mắng, lưu manh tật lại tái phát. Lúc này vọng giang lâu lão bản viên ba đã đánh tới điện thoại, hắn làm cho người ta đem vọng giang lâu lớn nhất phòng chuẩn bị xong, đêm nay hắn làm ông chủ cấp Trương Dương đón gió tẩy trần. Trương Dương bên này cúp điện thoại, Trần Thiệu Bân cười nói, ta nói đúng không, viên ba đối với ngươi là tương đương mua sổ sách, chỉ cần ngươi tới Đông Giang, hắn nhất định hội mời khách. Trương Dương nhìn đồng hồ, cự ly buổi tối ăn còn sớm rất, Bạch Hiến và Lê Khoan Thai tiếp tục ngoạn cầu đi, Đinh Triệu Dũng lại khứ bắt chuyện người khác. Trương Dương hướng Trần Thiệu Bân nói, ta lần này tới Đông Giang còn có một chuyện này, nghe nói qua Lam Tinh tập đoàn Kim Thượng Nguyên sao. Trần Thiệu Bân gật đầu nói, đương nhiên nghe nói qua, Lam Tinh tập đoàn là Hàn Quốc có thực lực nhất tập đoàn tài chính một trong, hai ngày này hắn sẽ đến Đông Giang, thế nào? Đánh thượng nhân ra chủ ý. Trương Dương cười nói, ta đây không phải bị dặm mặt phái đi chủ trì chiêu thương bạn công tác ma. Trần Thiệu Bân nói, ta giúp ngươi lưu ý, quay đầu lại ta hỏi một chút lão gia tử xem hắn ở bình hải cụ thể hành trình trương dương nói cảm tạ người đừng theo ta hư tình giả ý na gì lê khoan thai nhưng là của ta a à. trương dương cười nói ta nói người thế nào thì ít như vậy tiền đồ người chính là cho ta mượn nhất lá gan ta cũng không dám đối thời gian tới tẩu tử hạ thủ lời này nhượng trần thiệu bân nghe được có chút thoải mái hắn vỗ vỗ trương dương bả vai nói đây coi như tiếng người Trương Dương điện thoại lại vang lên, lần này là Lâm Thanh Hồng đánh tới, nàng và Lương Thành Long cùng một chỗ, viên ba cũng thông chi bọn họ, bất quá hai người đang ở vội vàng chọn áo cưới ni, buổi tối lúc ăn cơm tài năng khứ vọng giang lâu. Trương Dương cúp điện thoại, có chút làm khó hướng xa xa Bạch Yến nhìn một chút, thấp giọng hướng Trần Thiệu Bân nói, buổi tối Lâm Thanh Hồng cũng muốn quá khứ. Trần Thiệu Bân nói, nàng quá khứ, ta đây cùng Bạch Yến nói một tiếng. Vừa vặn Bạch Hiến đi tới bên cạnh bàn uống nước, Trần Thiệu Bân nói, Bạch Hiến, buổi tối Lâm Thanh Hồng cũng muốn đi. Bạch Hiến dường như không có việc ấy buông chén nước nói, nàng khứ của nàng, ta đi ta, ta cũng không phải hướng về phía Lương Thành Long khứ, ta trùng trương dương khứ. Nói xong nàng xoay người rời đi. Trần Thiệu Bân cái này trợn tròn mắt, hắn bất đắc dĩ nhìn Trương Dương nói, nhân ra nói là hướng về phía ngươi đi, ngươi xem rồi bạn ba. Trương Dương nhíu mày, ta nói, hôm nay chuyện này hình như có điểm không đúng lắm bạch yến và lương thành long gần nhất thế nào a à? không sai a à? dù sao bình thường hai người bọn họ đơn độc cùng một chỗ thời điểm vẫn còn nhu tình mật ý trương dương lắc đầu ở giang thành thời điểm lương thành long thì hoài nghi lâm thanh hồng biết hắn cùng bạch yến chuyện này đêm nay chúng ta đem bạch yến đái quá khứ chuyện này sợ rằng không tốt sao trần thiệu bân nói ta đây cấp lương thành long gọi điện thoại hỏi hắn làm sao bây giờ Lương Thành Long hội này chỉnh cùng Lâm Thanh Hồng cùng nhau ni. Nghe nói chuyện này hậu chỉ là đánh qua loa mắt, hắn chỉ nói cú không được thì đã cúp điện thoại. Bạch Yến hôm nay thái độ thần kỳ kiên quyết, nàng nhất định phải khứ vọng Giang lâu. Điều này làm cho Trương Dương và Trần Thiệu Bân cảm thấy rất vướng tay chân. Trương Dương đã dự cảm đến đêm nay Bạch Yến sai ông ý cũng không phải muốn cho mình đón gió tẩy chân, mình và nàng trong lúc đó cũng không na phân giao tình hai người đem Đinh Triệu Dũng kêu đến cùng nhau cộng lại, Đinh Triệu Dũng cũng thấy chứ chuyện này rất khó bạn, bất quá hắn đảo có một chủ ý, Đinh Triệu Dũng nói cùng lắm thì đã nói nàng là người khác nữ bằng hiếu. Trương Dương và Trần Thiệu Bân đều đưa ánh mắt rơi vào Đinh Triệu Dũng trên mặt, Đinh Triệu Dũng đây mới ý thức tới chính mình cho mình đào một cái hố, hắn cuống quyết nói ta buổi tối còn có việc không qua được a. À? Trần Thiệu Bân cười nói, người không đi ai khứ, ta nhưng thật ra muốn giúp chứ chịu tiếng xấu thay cho người khác, Động lòng người ra không tin, Trương Dương cũng là có chủ nhân, chỉ có người thích hợp nhất, bạn học cũ, người nếu như không giúp, cũng không trưởng nghĩa A. Trương Dương nói, người cũng là đảng viên, đảng và nhân dân cần nhất người thời điểm tới rồi, có chắc trở muốn lên, không có chắc trở sáng tạo chắc trở ta cũng muốn thưởng. đinh Triệu Dũng vẻ mặt đau khổ nói, ta lần này là chính mình cho mình sáng lập một cái chắc trở. Hắn nghĩ chia sẻ hỏa lực, lại cấp bạn học cũ Âu Dương như hạ gọi điện thoại, đêm nay càng nhiều người. Hỏa điểm lại càng phân tán, chỉ mong không ra sự mới tốt. Lương Thành Long nội tâm là cực kỳ thấp thỏm, nhưng hắn cũng biết Lâm Thanh Hồng khôn khéo. Chính mình nếu như từ chối nói buổi tối có việc không đi vọng giang lâu, nhất định phải khiến cho của nàng hoài nghi. Hơn nữa coi như mình không đi, thập có Lâm Thanh Hồng cũng sẽ khứ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể kiên trì khứ lần này. Về phần sự tình kết quả cuối cùng làm sao, chỉ có thể nhìn chính mình vận khí. 6 giờ tối bán, bọn họ trước sau đã tới vọng giang lâu. Trương Dương thuận tiện đem Quảng Thịnh phân cục cục phó Trương Đức phóng cấp kêu qua đây, thấu cú một bàn 10 người nhân. Trương Đức bỏ vào nhập phòng câu nói đầu tiên là, trước tiên là nói về được rồi, đêm nay ai cũng chớ cùng ta thưởng. Ta đến tính tiền. Viên ba cười nói, ta là người này lão bản, ta cũng không thu người tiến. Trương Đức phóng nói, đắc, ngươi không thu tiền là ba. Na cuối tuần ta an bài phân cục cuối năm ăn liên hoan, ngươi cho ta bị 20 chắc phạt, ta một phân tiền cũng không cho ngươi một đám người song song nở nụ cười, Trương Đức Phóng rất hội làm việc, đêm nay mời khách danh tiếng nhất định sẽ rơi vào trên đầu của hắn, đồng dạng hắn sẽ không để cho viên ba có hại, công an phân cục 20 trác phản, lợi nhuận cũng đủ đem đêm nay đây trác phản cấp khỏa thường. Trương Đức Phóng cùng Bạch Yến cũng rất thuộc, cười nói, Bạch Đại Mỹ nữ thế nào một người tới đây chứ, chúng ta vị tiên sinh kiên ni. Bạch Yến tức giận chừng hắn liếc mắt, lúc này Lương Thành Long và Lâm Thanh Hồng thủ tay trong tay đi đến, Trương Đức Phóng nhất thời dừng lại nói, tâm nói chân hắn tà tính, lương thành long chân thật lợi hại, đại tiểu lão bà đều mang đến. Nhưng nhìn một chút vẻ mặt của mọi người, lập tức sẽ hiểu cái gì, hắn cười tưởng ở Trần Thiệu Bân bên người ngồi xuống, lại bị Bạch Yến một bà cấp lôi quá khứ, cái này Bạch Yến bên trái ngồi Đinh Triệu Dũng, hữu biên ngồi Trương Đức Phóng. Trương Dương và Trần Thiệu Bân đều yên lòng, hai người bọn họ an toàn, coi như là chịu tiếng xấu thay cho người khác, cũng là Đinh Triệu Dũng và Trương Đức Phóng vấn đề và đinh triệu dũng sớm có chuẩn bị bất đồng trương nước phóng lần này là vội vã ra trận ngồi xuống sau khi hắn sẽ hiểu chính mình đêm nay mới có thể sắm vai vai trong lòng thầm kêu không may trương dương lần lượt lâm thanh hồng ngồi xuống mỉm cười nói nhân đến đông đủ chúng ta bắt đầu đi lâm thanh hồng biểu tình cũng không dị dạng nàng cười nói không có ý tứ ta cùng a long đi chọn áo cưới sở dĩ chậm một ít đêm nay bữa cơm này để ta làm đông Trần Thiệu Bân không khỏi nở nụ cười. Ta nói đêm nay thế nào mỗi một người đều cướp mời khách. Lê Khoan Thai nhỏ giọng nói, người cảm thấy tất cả mọi người tượng ngươi dễ giận như vậy a? À. Trần Thiệu Bân nói, ta là đối những người khác đều keo kiệt, nhưng đối với ngươi chuyên gia. Âu Dương Như Hạ nhịn không được thối nói, ít buồn nôn a. À. Đừng quên đêm nay diễn viên là Trương Dương. Lương Thành Long kiến nghị nói, đến, chúng ta kính Trương Dương một chén chúc mừng hắn vinh lấy được Bình Hải tỉnh 1993 niên độ thập giai thanh niên. Đinh Triệu Dũng nói, rất phía chính phủ A. Trương Dương nâng chén nói, ta đầu tiên muốn cảm tạ các vị lãnh đạo, cảm tạ các vị khách, cảm tạ Trung ương Đài Truyền hình, Bình Hải Đài Truyền hình, Đông Giang Đài Truyền hình, cùng với các vị trình diện tin tức truyền thông ký giả, cảm tạ ở trước máy truyền hình quan tâm ta TV khán giả, cảm tạ Bình Hải hơn 9.000 vạn cho ta chi trì dân chúng, cảm tạ các ngươi, ta vinh dự không chỉ có thuộc về tự ta, cũng thuộc về mọi người, thuộc về mọi người. Mọi người vừa đồng thanh vui cười, Lê Khoan Thai chát động chứ một đôi sáng mắt to, Trương Dương, người thật tài tình. Trần Thiệu Bân ho khan một tiếng, điệu thấp, người hàng này không hiểu được điệu thấp sao. Tiệc rượu lúc mới bắt đầu đang cùng hài bầu không khí chung tiến hành. Xem ra Lâm Thanh Hồng Tịnh không yêu hoài nghi Bạch Yến, Bạch Yến cũng không có làm ra cái gì khác người cử động, đợi được mọi người tương hỗ mời rượu thời điểm, Lâm Thanh Hồng chống lại Bạch Yến, nàng bưng chén rượu lên nói ta bình thường ở trên TV thấy Bạch Tiểu Thư diễn xuất, của người ca sướng rất khá, ta đặc biệt thích thính na thủ trong gió hứa hẹn, thanh tình tịnh mậu, thập phần cảm động. Bạch Yến đoan khởi nước trái cây, mỉm cười nói, đó là biểu diễn, ta thích na bài hát ca từ. Lâm Thanh Hồng nói, kỳ thực trên đời này hứa hẹn thường thường đều là giả. Bạch Yến gật đầu, nhìn Lâm Thanh Hồng trên tay nhẫn kim cương nói, giới chỉ rất đẹp. Lâm Thanh Hồng rất ngọt mật nhìn Lương Thành Long một cái nói, A à Long mua cho ta. Rất quý trọng ba, không quan tâm bao nhiêu tiền, quan tâm hắn có phần này tâm ý. Nghe được Lâm Thanh Hồng những lời này, Bạch Yến trong nội tâm đau dảo bàn đau đớn, bất quá tự thủy trí chung nàng không có hướng Lương Thành Long nhìn lên một cái. Lâm Thanh Hồng nói, Bạch Tiểu Thư thế nào không uống rượu? Bạch Hiến nói một câu hợp tình hợp lý mà có nhượng mọi người hết hồn nói, ta thật không có thể uống rượu. Ta mang thai, uống rượu đối thai nhi khỏe mạnh tai hại. Trương Dương khán thanh thanh sở sở, trong nháy mắt này, Lương Thành Long trên mặt huyết sắc hoàn toàn tiêu thất. Trương Dương có thể tưởng tượng đến Lương Thành Long tâm tình bây giờ, đối với hắn chưa phát giác ra sinh ra đồng tình tâm. Lâm Thanh Hồng biểu tình vẫn đang đạm nhiên tự nhiên, mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, có thể làm mẫu thân thật tốt. Bạch Yến nói cảm tạ, nhưng ta còn chưa nghĩ ra đến tột cùng có muốn hay không đứa bé này. Lâm Thanh Hồng nói, vì sao không nên, có đúng hay không phụ thân của hài tử không dự định muốn hắn. Tất cả mọi người trầm mặc xuống phía dưới, trong lúc nhất thời phòng nội bầu không khí nặng nề có chút áp lực, nhìn như bình tĩnh đối thoại chung giấu giếm chứ đao quang kiếm ảnh. Trần Thiệu bân hướng Lê Khoan Thai nháy mắt, đáng tiếc Lê Khoan Thai thở ơ, hắn bất đắc dĩ lại hướng Âu Dương như hạ nháy mắt, Âu Dương như hà hội ý, cười nói, chúng ta hình như lệch khỏi quỹ đạo chủ đề, cá nhân sự tình sẽ không muốn bắt đến trên bàn tham thảo ba. Bạch Hiến mỉm cười nói, kỳ thực không có gì, ta sở dĩ do dự có muốn hay không đem đứa bé này sinh hạ đến, tịnh không phải là bởi vì phụ thân của hắn, mà là bởi vì ta, ta sợ chính mình tương lai sẽ không bộ mặt đối đứa bé này. Lâm Thanh Hồng thở dài nói, vô luận thế nào, hài tử đều là vô tội, Bạch Hiến, phụ thân của hài tử có ở nhà hay không chàng, có muốn hay không chúng ta giúp ngươi chủ trì công đạo? Ánh mắt của nàng rơi vào Trương Đức Phóng trên mặt. Trương Đức Phóng cười khổ nói, ta nhưng là cảnh sát a, à. Thằng nhãi này mang bất điệt cỡi khai can hệ. Đinh Triệu Dũng có chút cười cười xấu hổ, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về hắn, cho là hắn cũng muốn biểu lộ chính mình. Đinh Triệu Dũng nhưng lại cầm lên Bạch Yến trước mặt một chén rượu nói, Bạch Yến, những chuyện kia chúng ta lại nói đến, rượu này ta thay người uống. Hắn dẫn đầu đem chén kia rượu cấp làm, Lương Thành Long trong đôi mắt toát ra ánh mắt cảm kích, Đinh Triệu Dũng cử động không thể nghi ngờ là đang vì hắn giải vây. Trương Dương cười nói, đúng vậy, nhân ra chuyện này làm cho người ta ra chính mình khứ nói, đến. Chúng ta uống rượu. Bạch Hiến ánh mắt lạnh lùng nhìn Lương Thành Long. Lương Thành Long không dám và ánh mắt của nàng chính diện đụng vào nhau, chuyển hướng Lâm Thanh Hồng cười cười. Lâm Thanh Hồng ôn nhu nói, A à Long, người có phải là không thoải mái hay không? Thế nào kiểm như thế Bạch? Nào có, Lương Thành Long đứng lên nói, ta khả năng chân uống nhiều quá, ta. Khứ toilet. Lâm Thanh Hồng bưng chén rượu lên cùng Trương Dương uống một chén nói, Trương Dương, người đại lão xa từ Giang Thành đến, đêm nay nhất định phải không sai không về. Trương Dương cùng nàng cạn một chén, đã nhìn ra đây manh mối càng ngày càng không đúng, bất quá Lâm Thanh Hồng vẫn còn dị thường lãnh tính, nàng nhìn một chút Trần Thiệu Bân, lại nhìn một chút Đinh Triệu Dũng, các ngươi đây bang bạn học cũ cũng cú khổ cực. Đinh Triệu Dũng, ta mời ngươi một chén, quá khứ ta không cảm thấy ngươi người này thế nào, nhưng hôm nay ta phát hiện ngươi còn đính trưởng nghĩa. Đinh Triệu Dũng kiểm có chút nóng dần lên, ân, hảo. Lâm Thanh Hồng uống xong chén rượu này lại rót một chén. Bạch Hiến đã mở chai rượu cấp trước mặt mình chén rượu đảo mãn, đoan khởi đối Lâm Thanh Hồng nói, Lâm Tổng, ta mời ngươi một chén, chúc ngươi hạnh phúc. Lâm Thanh Hồng đạm nhiên cười nói, ngươi không phải là không có thể uống sao. Cùng người khác không uống, nhưng người Lâm cũng có thể hát. Lương Thành Long lúc này từ bên ngoài đi vào, hắn nhìn mắt đục đỏ ngầu Bạch Yến, lúc này nội tâm của hắn ngược lại bình tĩnh lại, đem Bạch Yến trong tay chén kia rượu cầm qua đây, ngửa đầu một mạch uống vào, sau đó lại đem Lâm Thanh Hồng trước mặt chén rượu cũng đoan khởi đến uống xong, lớn tiếng nói, đừng đùa nơi nào cách lãng, có hỏa thì hướng về phía ta đến, là ta xin lỗi các ngươi. Bạch Yến đứng lên cầm lấy chén kia nước trái cây bát ở Lương Thành Long trên mặt sau đó xoay người đi ra ngoài cửa lương thành long chật vật đứng ở nơi đó lâm thanh hồng cũng đứng lên phủi cho hắn một cái vang dội lỗ tai theo bạch yến đi ra ngoài hảo hảo một hồi tiệc tối đã hoàn toàn không có bầu không khí ở đây đủ biết ăn nói hạng người nhưng lúc này ai nhanh mồm nhanh miệng đều không phải sử dụng đến trương dương mấy người bọn hắn mắt to chừng đôi mắt nhỏ cũng không biết chuyện này làm sao xong việc lê khoan thai và âu dương như hạ song song đứng dậy các nàng ra đi xem, rất sợ Lâm Thanh Hồng và Bạch Yến sẽ phát sinh tranh chấp. Chương 254, phanh gấp và tông vào đuôi xe. Bạch Yến cố nén để không rơi nước mắt, nhưng khi cô ta bước vào cửa lớn của vọng giang lâu, nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi, cô ta bước nhanh vào một góc, ngồi xuống nhỏ giọng khóc nức nở. Một bàn tay nhỏ trắng nõn thò ra, nhẹ nhàng chạm lên vai cô ta, đưa cho cô ta một chiếc khăn tay. Bạch Yến ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Thanh Hồng ở trước mặt gọi vàng dùng tay lau nước mắt trên mặt, cô ta không muốn ở trước mặt Lâm Thanh Hồng biểu hiện ra sự nhu nhược của mình. Lâm Thanh Hồng nói, tôi cho cô 100 vạn, bỏ đứa bé đó đi, từ hôm nay đừng có xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Bạch Hiến phẫn nộ nhìn Lâm Thanh Hồng, cô ta nói gần từng chữ, đừng cho rằng có tiền là có thể vũ nhục tôi, tôi tham tiền, tôi rất hư vinh, nhưng tôi hiện tại đã hiểu, thứ quan trọng nhất trên đời này là sự tôn nghiêm. Lâm Thanh Hồng, tôi không có tiền như cô nhưng tôi có quyền được yêu, vừa rồi là tôi nói dối thôi, tôi không mang thai, cô không cần phải lo lắng, giữa cô và Lương Thành Long sẽ không tồn tại bất kỳ chướng ngại nào đâu. Lúc này Lê San San và Âu Dương Như Hạ đều chạy ra. Bạch Yến xoay người bước về phía bãi đỗ xe. Lâm Thanh Hồng nhìn bóng lưng của Bạch Yến, trong lòng dâng lên tư vị không nói thành lời, phức tạp tới cực điểm. Trong phòng chỉ còn lại 6 người đàn ông, 5 người trong đó dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lương Thành Long, Trần Thiệu Bân thở dài, nói tôi liều mạng muốn ngăn cô ta lại, đáng tiếc là không ngăn được. Trương Dương nói, chuyện này đều tại tôi, nếu không phải vì mở tiệc tẩy trần cho tôi thì sẽ không xảy ra chuyện này đâu. Trương Đức Phóng nói, anh yên tâm, chúng tôi sẽ không nói ra ngoài đâu. Đinh Triệu Dũng bảo, xem ra Lâm Thanh Hồng đã biết từ trước rồi. Viên Ba nói, chúng ta có uống nữa không đây? Lương Thành Long lớn tiếng nói, uống, vì sao lại không uống? tôi còn mẹ nó không tin rằng tôi không có đàn bà thì không sống được. Trương Dương nâng chén lên, nói, nói chung vẫn phải trả giá, Lương Huynh, anh đi trước một bước đi, mấy người chúng tôi theo anh. Câu nói này nhận được sự hưởng ứng của mọi người. Lương Thành Long hào tình vạn trượng, rót đầy một chén thủy tinh, nâng chén lên nói, chúng ta cạn chén. Mấy người đồng thời cạn chén này, Lương Thành Long đề nghị uống thêm một chén nữa, trừ Trương Dương ra, người khác không có đủ tử lượng để theo gã. Lương Thành Long nâng chén lên, nói tôi bực lắm, cậu sao tốt số thế, tới lượt tôi thì sao lại xảy ra chuyện. Trương Dương biết gã uống nhiều rồi, nếu không sẽ không nhắc đến chuyện của mình, cười nói, đó là bởi vì tôi hưởng ứng sự hiệu triệu của quốc gia, ít sinh con mà trồng nhiều cây. Trần Thiệu Bân nói, nói tới đây không biết là nên chúc mừng cậu hay là nên cảm thấy bất hạnh cho cậu, bạn học cũ, cậu hình như sắp làm cha rồi đó. Lương Thành Long hậm hực trừng mắt lườm gã một cái. Thằng nhóc này rõ ràng là nhắc tới chuyện không nên nhắc mà. Gã đã có mấy phần say say, nâng chén lên không biết làm vãi ra bao nhiêu rượu, nói: "Nào, chúng ta không nhắc tới những chuyện đáng buồn đó nữa, cùng lắm thì tôi cả đời này ở một mình." Lần này thì không có ai hưởng ứng cả, bởi vì mọi người đều nhìn thấy Lâm Thanh Hồng từ bên ngoài bước vào. Lương Thành Long nhìn thấy Lâm Thanh Hồng đã đi rồi còn quay lại, bất giác nớ ra, gã muốn uống chén này nhưng lại bị Lâm Thanh Hồng đoạt lấy chén lạnh lùng nói anh uống nhiều rồi theo em về thôi lương thành long còn muốn cậy mạnh cả đám người đều đánh mắt ra hiệu với gã gã tuy đã hơi say nhưng đầu óc vẫn còn giữ được mấy phần tỉnh táo đấu tranh tư tưởng một lúc liền theo lâm thanh hồng đi khỏi bọn họ vừa đi cũng tới lúc mọi người tan tiệc trương đức phóng có chút bực bội nói sao tôi vừa mời khách đã gặp phải chuyện xui thế này nhỉ trần thiệu bân nói đi ở bờ sông rồi cũng có ngày ướt dày mọi người sau này cẩn thận nhé. Mấy người đồng thời hướng ánh mắt về phía Trương Dương, chấm phẩy. Trương Dương mỉm cười nâng chén lên, nói cạn chén vì đồng chí Lương Thành Long đã hy sinh anh Dũng. Cạn chén. Lúc Trương Dương đi vào trong bãi đỗ xe, nhìn thấy một chiếc Cadillac màu đen ở bên cạnh rất quen mắt, nghĩ một lát thì không ngờ lại là xe của Vương Quân, Đông Giang này cũng không lớn, không ngờ ở đây còn có thể gặp được xe của gã hắn vừa khởi động xe thì nhìn thấy vương quân và một cô gái thân hình yểu điệu bước ra. Trương Dương vốn cho rằng cô gái đó là từ nhã bội, nhưng nhìn thấy hình thì có vẻ không giống, từ nhã bội không được cao như vậy, đợi khi hai người bước tới gần, phát hiện cách ăn mặc của cô ta có chút lẳng lơ, thật sự không phải là từ nhã bội. Vương quân ôm cô gái đó rất chặt, vừa nhìn đã biết là quan hệ giữa hai người không tầm thường. Trương Dương vốn chẳng bao giờ quan tâm đến loại chuyện này, liền lặng lẽ lái xe bỏ đi quay về sở chiêu đãi của chính phủ tỉnh, lúc đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì từ nhã bội chạy tới gọi hắn tới phòng Dương Khánh sinh đánh bài, Trương Dương vốn không hứng thú với trò đánh bài, chỉ nói rằng mình uống nhiều rồi, vội vàng trốn vào trong phòng. Chuyện của vương quân hắn vẫn quyết định không nói với từ nhã bội, có một số chuyện cô ta không biết vẫn tốt hơn là biết. Trên đường quay về, đầu óc của Lương Thành Long dần dần tỉnh táo lại, gã len lén nhìn Lâm Thanh Hồng, vẻ mặt của Lâm Thanh Hồng vẫn rất bình thường, nhưng lâm thanh hồng càng biểu hiện bình tĩnh thì trong lòng lương thành long càng thấp thỏm lâm thanh hồng lấy một bình nước ngọt trong ngăn để đồ rồi đưa cho gã uống chút nước cho tỉnh rượu đi lương thành long ừ một tiếng mở nắp bình nước khoáng rồi uống một ngụm gã muốn nói xin lỗi với lâm thanh hồng nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào lâm thanh hồng nói xin lỗi lương thành long cơ hồ là cho rằng mình nghe lầm gã kinh ngạc thốt lên cái gì cơ lâm thanh hồng nói vừa rồi ở trước mặt bạn của anh em không nên làm vậy lương thành long nói người nên nói xin lỗi phải là anh anh lâm thanh hồng ngăn không cho gã nói tiếp bỏ đi em hôm nay rất mệt không muốn nhắc tới chuyện này nữa lương thành long biết bình đuối lý gã thấp giọng nói sau này anh sẽ không qua lại với cô ta nữa ánh mắt của lâm thanh hồng hướng ra ngoài cửa sổ giống như căn bản không nghe thấy câu này của lương thành long sáng sớm ngày hôm sau Trương Dương nhận được điện thoại của Trần Thiệu Bân, Chủ tịch tập đoàn Lam Tinh Kim Thượng Nguyện hôm qua đã tới Đông Giang, hiện tại đang trú ở Nam Quốc Sơn Trang ở ngoại thành phía Nam Đông Giang. Nơi này không xa lạ gì với Trương Dương, trước đây hắn đã từng cùng Tần Thanh tới đây ăn cơm và phát sinh tranh chấp với trưởng phòng phòng thủy lợi Bình Hải Phó Đạo Cường. Hành trình lần này của Kim Thượng Nguyên vô cùng bí ẩn, Trần Thiệu Bân cũng tốn rất nhiều công sức mới nghe ngóng được từ chỗ lão gia tử, gã từ đó mới nói chỗ ở của Kim Thượng Nguyên cho Trương Dương hay. Trương Dương sau khi biết được tin tức này liền lập tức đến Nam Quốc Sơn Trang, lễ tiao giải thanh niên 10 tốt sau đại hội mới tổ chức, hắn hôm nay cũng không có an bài gì. Kim Nguyên thượng sống ở biệt thự số 1 của Nam Quốc Sơn Trang, biệt thư nằm ở hướng cao nhất của núi Tích Thúy, từ đây có thể quan sát được toàn bộ cảnh sắc của Nam Quốc Sơn Trang. Trương Dương đi tới trước cửa lớn thì bị bảo vệ giữ lại trương dương cười nói tôi là người của văn phòng tỉnh ủy tìm kim thượng nguyên tiên sinh có chuyện quan trọng người bảo vệ đó nói kim tiên sinh không có nhà ra ngoài tản bộ rồi trương dương nói đi dạo ở chỗ nào người bảo vệ đó quan sát hắn với ánh mắt cảnh giác anh có giấy chứng nhận không trương dương kinh thường nhìn gã một cái nói anh là ai một quan viên của chính phủ như tôi mà phải để anh tra hỏi à lúc này hắn nhìn thấy một người đang chạy về phía này chính là một người trung niên mặc quần áo thể thao màu xám. Người đó bảo dưỡng rất tốt, trong bộ dạng chưa quá 40 tuổi, nhìn từ vẻ bề ngoài thì không thể nhận ra y là người Hàn Quốc hay là người Trung Quốc. Trương Dương đứng ở trước cửa, quả nhiên người bảo vệ đó mở cửa cho y, hắn chắc chắn người trung niên này chính là Kim Thượng Nguyên, liền bước tới cười nói chào Kim Tiên Sinh. Kim Thượng Nguyên chẳng nói chẳng rằng, căn bản không thèm để ý tới Trương Dương, tiếp tục đi tới cửa lớn. Trương Dương lại chào, chào Kim Tiên Sinh. Người bảo vệ đó bước lên cản đường Trương Dương, xin cậu đừng làm phiền Kim Tiên Sinh. Trương Dương tức giận nói, tôi tìm ông ta có chuyện. Bảo vệ cũng gầm lên, có tin tôi bắt cậu không hả? Anh con mẹ nó là người nước nào vậy? Bắt tôi hả, à? anh giỏi thì thử xem. Lúc này một giọng nữ êm tai vang lên phía sau hắn, Trương Dương. Trương Dương ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Kim Mẫn Nhi mặc quần áo thể thao màu trắng từ phía sau chạy đến. Cô ta vừa đi vận động về, trên trán lấm tấm mồ hôi, mặt ửng đỏ trông rất kiều diễm. Trương Dương lập tức bật cười, Mãn Nhi, lại làm phiên dịch à. Kim Mẫn Nhi thản nhiên cười nói, tôi đang chuẩn bị gọi cho anh đây, không ngờ anh lại đến tìm tôi rồi. Cô ta có chút hiếu kỳ nói, anh sao lại biết tôi tới Đông Giang. Hỏi xong, cô ta lập tức tự giải thích, tôi quên mất, anh là 007 mà. Trương Dương cười ha ha, nói, lần này tôi không phải là đến vì cô, tôi là tới tìm Kim Thượng Nguyên Tiên Sinh. Kim Mẫn Nhi nói, bác tôi á. Trương Dương vừa nghe thấy Kim Thượng Nguyên là bác của Kim Mẫn Nhi, lập tức bỏ được khối đá đang treo trong lòng, cái khác thì không dám nói, nhưng dựa vào mặt mũi của mình, bảo Kim Mẫn Nhi mời Kim Thượng Nguyên tới Giang Thành một chuyến thì cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Kim Mẫn Nhi cười nói, vào đi. Đã có cô ta dẫn đường, bảo vệ ở trước cửa đương nhiên không làm khó Trương Dương nữa. Kim Thượng Nguyên biết Trương Dương là bạn của Kim Mẫn Nhi, thái độ lập tức biến thành thân thiện hơn, y mời Trương Dương tới phòng khách ngồi, Kim Mẫn Nhi liền cười nói với Trương Dương, hai người nói chuyện trước đi nhé, tôi đi thay quần áo. Trương Dương gật đầu, Kim Thượng Nguyên bảo nhân viên phục vụ mang tới cho Trương Dương một tách cà phê, mỉm cười nói, vừa rồi tôi không biết Trương Tiên Sinh là bạn của Mẫn Nhi, nếu có chỗ không phải thì xin bỏ quá cho trương dương cười nói đâu có đâu có xin kim tiên sinh đừng trách tôi mạo muội mới đúng kim thượng nguyên hớp một ngụm cà phê nói không biết trương tiên sinh tìm tôi có chuyện gì trương dương nói thẳng luôn là thế này tôi đang phục trách phòng chiêu thương của thành phố giang thành nghe nói kim tiên sinh có ý mở nhà máy ở bình hải cho nên đặc biệt mời kim tiên sinh tới bình hải tham quan tin tức của các anh rất linh thông mục tiêu khảo sát của tôi lần này là đông giang và lam sơn Giang Thành không thuộc phạm vì khảo sát của tôi. Khảo sát thêm một nơi cũng không sao mà, ít nhất thì cũng có thêm cái để so sánh. Kim Thượng Nguyên cười cười không nói gì. Trương Dương bảo, thực không dám giấu, lần này tôi sở dĩ tới mời Kim Tiên Sinh, là chủ ý của thị trưởng tả, ông ấy lúc đi khảo sát ở Hàn Quốc đã từng gặp Kim Tiên Sinh. Trí nhớ của Kim Thượng Nguyên rất kinh người, lập tức nhớ ra tiên của tả viên chiêu, thị trưởng tả viên chiêu ư. Đúng, Tôi ở Hán Thành đã từng có duyên gặp mặt một lần với ông ấy, có điều lúc đó cũng không nói chuyện nhiều. Trương Dương cười nói, Kim Tiên Sinh có đồng ý không? Kim Thượng Nguyên không tỏ thái độ ngay lập tức. Kim Mẫn Nhi tắm xong liền đổi sang một chiếc áo nhung, quần bò bó sát người càng làm nổi bật đôi chân thon dài của cô ta, trong thanh thuần lộ ra vẻ hoạt bát. Cô ta tự lấy một tách cà phê, uống một ngụm rồi đi tới ngồi xuống cạnh Kim Thượng Nguyên, "Bác, bác à Trương Dương đang nói gì đấy?" Kim Thượng Nguyên quay sang nói với Kim Mẫn Nhi, nhật trình của bác ở Bình Hải được an bài thế nào rồi. Kim Mẫn Nhi nói, hôm nay du ngoạn ở Đông Giang, ngày mai khảo sát khu phát triển của Đông Giang, buổi chiều thì gặp mặt lãnh đạo Đông Giang, ngày mai tới Lam Sơn, ở Lam Sơn 2 ngày. Sau đó về Hán Thành. Kim Thượng Nguyên nói, bác muốn tới Giang Thành xem thử. Kim Mẫn Nhi nói, nhật trình lần này đã kín rồi, chủ tứ nhĩ muốn về Hán Thành mở cuộc họp ban giám đốc có điều bác tháng sau phải tới Bắc Kinh mở đại hội các đại lý, lúc đó có thể an bài. Audio điện tử võ tấn bền Kim Thượng Nguyên nhìn Trương Dương, mỉm cười, thế này đi, tôi tháng sau sẽ tới Giang Thành, ngày giờ cụ thể thì tôi sẽ bảo mẫn nhi thông chi trước cho các anh. Trương Dương vốn cũng không hy vọng Kim Thượng Nguyên sẽ tới Giang Thành ngay, nhiệm vụ mà tả viên chiêu giao cho hắn không quy định thời gian, và lại, việc đầu tư của tập đoàn lam tinh là chuyện lớn cũng không thể quyết định trong khoảng thời gian ngắn được trương dương cười nói vậy thì tốt quá tôi lập tức sẽ hồi báo chuyện này cho chính phủ tỉnh kim thượng nguyên nói không cần phải chuẩn bị nhiều đâu có gì xem nấy là tốt nhất trương dương gật đầu hắn lại đề ra lời mời không biết kim tiên sinh trưa nay có thời gian không tôi muốn mời ngài đi ăn cơm kim thượng nguyên cười nói văn hóa ẩm thực của người trung quốc đích xác là muôn màu muôn vẻ nhưng tôi không thích loại trường hợp đó, bỏ đi. Y nhìn đồng hồ, nói tôi còn phải tới giáo đường cầu nguyện, mẫn nhi, cháu thay ta tiếp đãi trương tiên sinh nhé. Kim Thượng Nguyên là một giáo đồ cơ đốc kiên thành, cho dù là tới nước khác vẫn không quên chuyện đi cầu nguyện. Trương Dương cũng đứng dậy cáo từ, tôi cũng phải đi rồi. Kim Mẫn Nhi tiến hắn ra ngoài cửa, mỗi lần nhìn thấy Kim Mẫn Nhi luôn khiến Trương Dương không khỏi nhớ tới Xuân Tuyết Tình, hai người thực sự là quá giống nhau, Trương Dương trước khi đi lại nói cô có rảnh không, tôi mời cô đi ăn cơm. Kim Mẫn Nhi cười khúc khích, nói tôi cũng không có việc gì làm, có điều tôi muốn tới Hồ Huyền Thanh chơi, anh có thời gian đi cùng tôi không? Trương Dương dẫu sao cũng đang rảnh, càng thân với Kim Mẫn Nhi thì chuyện của tập đoàn Lam Tình càng dễ làm hơn, hắn lập tức đáp ứng, Kim Mẫn Nhi liền leo lên xe của hắn, đi ra tới cảnh cửa sơn trang vừa rồi thì nhớ ra là quên không mang túi sách, liền vội vàng nói, hỏng rồi, quên túi rồi trương dương phanh gấp một cái một chiếc xe hồng kỳ không ngờ xe ở phía trước lại phanh gấp dầm một cái đâm vào đít xe hoàng quan trương dương và kim mẫn nhi đẩy cửa bước xuống xe trên xe hồng kỳ cũng có ba nam tử bước xuống lái xe tức giận nói có biết lái xe không đấy hả kim mẫn nhi án náy nói xin lỗi xin lỗi lái xe vẫn tức giận nói yên nhau cũng không nhìn chỗ các người đi tìm chỗ không có người ấy trương dương vừa nghe thấy vậy liền bốc hỏa vốn là hắn đối lý hắn cũng định xin lỗi người ta tử tế, cho dù là đền tiền cũng không sao cả, nhưng đối phương lại không nói đạo lý như vậy, còn cố ý không buông tha người ta, tính tình của trương đại quan nhân chính là như vậy, người không nói đạo lý, vậy ta còn không nói đạo lý hơn người, hắn trợn trừng hai mắt lên, giữ tợn nói, sao? Ông lái sát như vậy là có lý à? Lái xe cũng nổi giận, mày đột nhiên phanh gấp thì có lý à? Trương Dương nhìn chỗ va chạm của hai chiếc xe, xe hồng kỳ không sao, chỉ chóc một mảng sơn, thanh bảo hiểm ở phía sau xe hoàng quan thì móc một khối lớn, xe Nhật Bản luôn không chịu được va chạm. Hắn cười lạnh nói, tôi không bắt ông bồi thường đã là may cho ông rồi đấy, mọi người ai đi đường nấy. Lái xe ỉ bên mình nhiều người, hơn nữa đạo lý lại ở phía mình, gã xông tới nắm cổ áo Trương Dương, mày không được đi. Trương đại quan nhân làm gì có chuyện để cho người ta tóm cổ áo mình, lập tức thò tay ra bắt cổ tay của gã, nhấc chân đá vào bụng dưới gã, khiến cho gã tài xế ngã rúi rụi. Hai người khác ở trong xe cũng vây đến, lúc này một người ở trong xe Hồng Kỳ mới bước ra, làm gì vậy? Làm gì vậy? Trương Dương liếc nhìn, hắn nhận ra người này là Ngô Minh, Phó Bí Thư Thị ủy Lam Sơn. Ngô Minh cũng nhận ra Trương Dương, cho nên mới ra mặt gặp gỡ, y cười nói, chủ nhiệm Trương, khéo quá nhỉ, chúng ta lại đâm xe ở đây. Trương Dương tuy không thích Ngô Minh, nhưng ngại thân phận của đối phương, cũng chỉ đành gật đầu tỏ ý chào hỏi y lái xe của ngô minh bỏ dậy ôm bụng nói bí thư ngô hắn đánh người ngô minh cười nói là hiểu lầm thôi tôi và chủ nhiệm trương là bạn bè trương dương cười cười lấy lệ thầm nghĩ con mẹ nói ai là bạn bè với mày chứ ngô minh nhìn chỗ va chạm xe hồng kỳ của mình quả thật là không có tổn thương gì y cười nói xe nhật đúng là không chịu nổi va chạm lúc nói không chỉ là có cảm giác tự hào dân tộc cũng có cảm giác thắng lợi vì chiếm được tiện nghi. Trương Dương gật đầu, móc ví ra ra, lấy 200 đồng, nói: "Tôi đột nhiên phanh gấp, là lỗi của tôi, cầm lấy đi sơn lại đi." Ngô Minh nói: "Bỏ đi, là bạn bè mà." Y đánh mắt ra hiệu cho lái xe, mấy người liền leo lên xe. Trương Dương và Kim Mẫn Nhi quay đầu xe, sau đó lái về biệt thự số 1, Kim Mẫn Nhi chạy đi lấy túi, có chút áy náy nói: "Đều là tại tôi không tốt, liên lụy anh đâm xe." trương dương cười nói không sao đâu xe cũng không phải là của tôi đâm thế nào cũng chẳng có vấn đề gì kim mẫn nhi cười nói hôm nay tôi mời anh ăn cơm trương dương cùng kim mẫn nhi chơi ở hồ huyền thành cả buổi sáng lúc trưa hai người tới vọng giang lâu ăn cơm viên ba chuẩn bị cho họ một cái bọc nhỏ bảo đầu mấy đi làm mấy món ăn đặc sắc của vọng giang lâu lúc gã tới kính tửu lại nhắc tới chuyện tối qua cười khổ nói tôi thấy lần này lương thành long thảm rồi Lâm Thanh Hồng không dễ tha cho anh ta đâu. Trương Dương lại không thấy vậy, Lâm Thanh Hồng không giống như những phụ nữ bình thường, đầu óc của cô ta vô cùng tỉnh táo, tối qua trừ tát cho Lương Thành Long một cái ra thì không có biểu lộ gì nhiều, lúc đi đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Trương Dương nói, hôn nhân của hai người bọn họ vốn rất đột nhiên, tôi luôn cảm thấy bọn họ kết hôn cứ như là làm sinh ý vậy. Viên ba mỉm cười gật dầu, tôi cũng thấy vậy, Lâm Thanh Hồng không đơn giản, Lương Thành Long là nhân vật gì chứ, Đông Giang chúng ta có ai là không biết hắn đâu. Nhưng lại bị thu thập cho ngoan ngoãn như cún. Lúc bọn họ nói chuyện, Kim Mẫn Nhi chỉ chuyên tâm thưởng thức món ăn tinh trí. Viên ba không khỏi nhìn Kim Mẫn Nhi thêm mấy cái, thầm nghĩ cảnh giới của Lương Thành Long và Trương Dương cũng tương tự nhau, người ta lớn nhỏ đều ăn, trong ngoài cũng ăn, bên cạnh có nhiều hồng nhan chi kỷ như vậy, không ngờ còn có thể hài hòa với nhau, loại trường hợp chính diện giao phong như hôm qua trước giờ chưa phát sinh, đây chính là cảnh giới trương dương nói ngày mai có lễ trao giải thanh niên người tốt buổi tối tôi định bày hai bàn để mừng công viên ba cười nói tôi đã sai người chuẩn bị rồi giữ lại giang phong các bày hai bàn ở bên trong trương dương gật đầu nói chuyện này liên quan tới thể diện thế nào cũng phải làm viên ba nói cậu không cần phải lo lắng tất cả cứ để tôi lo liệu nếu không phải là trương dương giúp đỡ gã cũng không thể thuận lợi tiếp quản vọng giang lâu đừng nói là mấy bữa cơm chiêu đãi cho dù trương dương trường kỳ ăn ở đây viên ba cũng sẽ chẳng coi vào đâu gã lại nhớ tới một chuyện đúng rồi phương văn nam tới đông giang rồi trương dương nhíu mày nói tới làm gì nói là muốn tố lên viện cao hơn của tỉnh tiếp tục kiện điền ra trương dương không khỏi cười khổ phương tổng từ sau khi con trai chết cả người đều thay đổi rồi viên ba gật đầu đồng cảm cũng không trách được anh ta ai gặp phải loại chuyện này cũng đều không chịu nổi tôi thấy anh ta hiện tại rất cực đoan trong đầu trừ chuyện đường vòng tròn ba của giang thành ra thì cũng không còn chuyện gì khác tôi nghe nói anh ta cơ bản đều chuyển nhượng mấy cửa hàng ăn rồi chắc là không còn tâm trí đâu mà làm sinh ý nữa trương dương nói các anh là bạn học cũ anh nên khuyên bảo anh ta đi ai khuyên anh ta cũng không nghe tôi gần đây có nghe nói tới một chuyện nói rằng bí thư thị ủy giang thành hồng vĩ cơ sở dĩ phải đi toàn là nhờ anh ta ban cho không biết là thật hay là giả Trương Dương không trực tiếp thừa nhận chuyện này, mà huyền chuyển nói, không có lửa thì làm sao có khói. Viên ba nói, anh ta làm vậy chẳng khác nào là chặn đường lui làm sinh ý của tôi, anh nghĩ xem, người làm quan biết chuyện này, ai sẽ hợp tác với anh ta nữa. Vào cái thời buổi này, không có chút quan hệ trên quan trường, làm ăn khó khăn lắm. Trương Dương nói, nếu như anh ta vẫn khăng khăng cố chấp, kết cục chỉ có một. Viên ba nhìn Trương Dương, hai người không tiếp tục nói về vấn đề này nữa trương dương nhớ tới chuyện gặp vương quân ngày hôm qua liền chuyển đề tài anh có quen với vương quân con trai của đài trưởng đài truyền hình vương trọng dương không viên ba gật đầu nói nhỏ rất quen có điều thằng nhóc này không phải là hạng tốt lành gì rượu chè cờ bạc không gì không biết trương dương nói tôi hôm qua nhìn thấy hắn và một nữ nhân từ đây đi ra viên ba khinh thường nói hắn chẳng có bản sự gì cả nếu như không phải cha hắn là đài trưởng đài truyền hình chẳng ai thèm chơi với hắn đâu lúc này nhân viên phục vụ mang thức ăn lên viên ba đứng dậy cáo từ kim mẫn nhi nói không ăn được nhiều như vậy đâu trương dương cười nói cô đừng lo tôi không để cô mời khách đâu kim mẫn nhi nói tôi không sợ phải mời khách tôi là không muốn phô trương lãng phí người trung quốc các anh không phải là chủ trọng gian khổ giản dị tiết kiệm ư trương dương cười ha ha nói nói tới gian khổ giản dị tiết kiếm thì không bằng được người hàn quốc các cô bữa nào cũng ăn kim chi thỉnh thoảng lắm mới ăn sủi cao giống như là đón năm mới vậy kim mẫn nhi nghe ra thành phần chế giễu trong lời nói của hắn anh khinh thường người hàn quốc chúng tôi tôi tức giận rồi đó trương dương vội vàng nâng chén rượu lên nói nói thực trước tôi quen cô đúng là coi thường người hàn quốc thật nhưng sau khi quen cô tôi mới phát hiện thì ra người hàn quốc cũng có người ưu tú Kim Mẫn Nhi chừng mắt lườm hắn một cái, không nhịn được mà bật cười, rồi cười đến nỗi cả người run rẩy. Trương Dương nhìn đến đần thối cả mặt, con mẹ nó, không phải là ta hoa mắt rồi chứ. Đây căn bản chính là Xuân Tuyết Tình mà. Ở cùng một chỗ với Kim Mẫn Nhi liền có thể khơi dậy tình kết hoài cựu của Trương Đại Quan Nhân, Kim Mẫn Nhi cũng vô cùng hiếu kỳ đối với Trương Dương. Cô ta đã định vị Trương Dương là một đặc công thân hoài tuyệt kỹ. Lần trước bị trúng đạn, cô ta được Trương Dương dùng tay lấy đạn ra, sau khi dùng thuốc của trương dương miệng vết thương đã khép lại không còn vết tích điều này khiến kim mẫn nhi kinh thán không thôi cô ta nói khẽ thuốc chữa thương của anh rất hữu hiệu bí phương tổ truyền đấy kim mẫn nhi nói chỗ còn lại tôi bảo bạn cần tới học viện y dược nghiên cứu rồi cô ấy cũng rõ được thành phần ở bên trong còn nói là muốn tới thỉnh giáo anh trương dương cố ý nghiêm mặt nói thế không hay đâu không có sự cho phép của tôi tự tiện nghiên cứu đồ của tôi rất không lịch sự Kim Mẫn Nhi cho rằng hắn thực sự tức giận rồi, hoảng hốt nói, là bạn của tôi thấy vết thương của tôi lành miệng mà không để lại vết tích gì cho nên thấy hiếu kỳ, tôi thì không chịu được cô nhiều lần này nỉ, cho nên mới đáp ứng. Trương Dương cười nói, tôi nói đùa với cô thôi, đừng sợ hãi. Kim Mẫn Nhi thấy hắn không tức giận, liền lý nhí nói, vừa rồi nghe giám đốc viên nói, anh chúng tuyển thanh niên người tốt của Bình Hải. Trương Dương không khỏi đắc ý gật đầu, tổ chức khăng khăng cấp vinh dự này cho tôi, cũng đành chịu thôi. Rời khỏi vọng giang lâu, Trương Dương nhận được điện thoại của Lương Thành Long, gã là Lâm Thanh Hồng mời Trương Dương tới tân phong của họ chơi. Trương Dương từ đó đoán ra hai người này rất có khả năng đã hòa hợp lại rồi. Hắn mỉm cười đáp ứng, Kim Mẫn Nhi đối với chuyện này cũng cảm thấy rất hứng thú, đề xuất đi cùng Trương Dương. Tân phòng của Lương Thành Long và Lâm Thanh Hồng ở trong vườn hoa hồng, đây là khu nhà xa hoa nhất Đông Giang, là một vị cảng thương đầu tư xây dựng, tập đoàn phong dụ của lương thành long tham gia một phần công trình cho nên lương thành long đặc biệt lưu lại một tòa biệt thự có vị trí tốt nhất để cho mình sử dụng tiểu khu quản lý rất tốt phía nam là hồ huyền thanh lăn tăn gợn sóng phía sau là núi bích vân về phong thủy đã chiếm đủ ưu thế sơn nam thủy bắc phía trước biệt thự của lương thành long có một con suối cát trắng từ con suối nhỏ này chảy thẳng ra hồ huyền thanh ngoài biệt thự có một bến cảng nhỏ trên bến cảng bỏ neo hai chiếc cano suối cát trắng là nhân tạo còn cát trắng ở hai bên suối cũng đặc biệt vận từ Hải Nam tới. Kim Mẫn Nhi bị phong cảnh ở đây khiến cho mê mẩn, nói nhỏ đúng là một nơi phong cảnh như tranh. Trương Dương đỗ xe ở phía trước biệt thự, nhìn thấy có công nhân đang làm vườn ở trong vườn hoa, thứ bảy tuần sau là Tết Nguyên Đán, kể ra ngày cưới của Lương Thành Long và Lâm Thanh Hồng chỉ còn lại 6 ngày. Lâm Thanh Hồng ở ngoài cửa chỉ huy công nhân, thấy Trương Dương và Kim Mẫn Nhi tới, Lâm Thanh Hồng mắt không khỏi sáng lên, khuôn mặt xinh đẹp của Kim Mẫn Nhi khiến cho ngay cả phụ nữ cũng phải ngước nhìn. Lâm Thanh Hồng nói, Trương Dương, vị này là Kim Mẫn Nhi tiểu thư, người Hàn Quốc. Lâm Thanh Hồng ngây ra, Trương Dương hiệu tại không ngờ lại cưa cả Mỹ nữ quốc tế, những người bạn của Lương Thành Long thật sự chẳng có mấy người được tốt lành. Lâm Thanh Hồng kỳ thực vốn có cảm giác rất tốt với Trương Dương, nhưng từ sau khi chuyện của Lương Thành Long và Bạch Yến phát sinh, cô ta liền có thành kiến đối với đám bạn học bằng hữu liên đối với Lương Thành Long, cho rằng bọn họ hợp lại lương mình. Có điều biểu hiện ngoài mặt của Lâm Thanh Hồng rất khá, vẫn lộ ra vẻ nhiệt tình thân mật. Lương Thành Long xuất hiện ở ban công tầng 2, vẫy tay với Trương Dương. Trương Dương bước lên lầu, Kim Mẫn Nhi thì theo Lâm Thanh Hồng đi tham quan tân phòng của họ. Lương Thành Long lộ ra vẻ có chút phờ phạc, gượng cười với Trương Dương, tới rồi à, còn mang theo cả bạn gái ư. Trương Dương cười nói, Kim Mẫn Nhi, đừng hiểu lầm, tôi và cô ấy là bạn bè bình thường thôi, người ta là có chút hiếu kỳ cho nên tới xem lương thành long thở dài nói chơi với lửa dễ bị bỏng cậu cẩn thận một chút gã hiện tại rất có thể hội rồi sao vẫn đang chiến tranh lạnh à lương thành long nhìn nhìn ra ngoài rồi hạ thấp giọng nói trong lòng tôi không nắm chắc tính khí của lâm thanh hồng tôi biết cô ta lần này không ngờ lại chịu nuốt cục tức có phải là có chút dị thường không trương dương nói cũng không phải đầu các anh đã đến mức này rồi tân phòng của làm rồi, giấy kết hôn cũng ký rồi, thiếp cưới cũng phát rồi, không thể nào còn chưa kết hôn đã ly hôn được. Lương Thành Long thở dài, nói tôi cả đêm không ngủ được, tôi lo cô ta muốn đối phó tôi. Trương Dương bật cười, không phải là Lương Thành Long, chuyện này xảy ra với ai thì người đó cũng dễ chịu gì. Hắn an ủi Lương Thành Long, anh và Bạch Yến cũng không phải là đi lại với nhau một hai ngày, trước khi anh quyết định đính hôn với Lâm Thanh Hồng đã xác định rồi, tôi thấy cô ta nghĩ thông thì không sao đâu lương thành long nói nhưng đứa nhỏ trong bụng bạch yến trương dương nói anh đi nói chuyện với cô ta đi chuyện này thì tôi không giúp anh được lương thành long nói người ta kết hôn là chuyện vui tôi con mẹ nó kết hôn quả thực là một đại bi kịch tôi lo lắng cô ta tùy thời đều có thể sẽ báo thù tôi hiện tại tôi sợ lắm tôi con mẹ nó không muốn kết hôn đâu lúc này lâm thanh hồng và kim mẫn nhi bước vào hai người vội vàng ngậm miệng lâm thanh hồng ý vị thâm trường liếc lương thành long một cái có phải là lại nói xấu sau lưng em không lương thành long cười nói lão bà em cho anh mượn gan anh cũng chẳng dám lâm thanh hồng lạnh lùng nói trên thế giới này còn có chuyện mà anh không dám làm ư lương thành long ho khan một tiếng gã cười cười chào hỏi kim mẫn nhi lâm thanh hồng nói em hẹn với bọn trần thiệu bân rồi bảo bọn họ tới hôm nay em mời các anh tới như nhân loan ăn dê nướng mông cổ coi như là bồi tội với các anh chuyện tối qua. Trương Dương nói, sợ là không được đâu, tôi còn phải đưa Kim Tiểu Thư về. Kim Mẫn Nhi thản nhiên cười nói, không sao, bác tôi tối nay phải đi gặp bạn, tôi đã nói với bác ấy rồi. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Lương Thành Long từ trong ánh mắt của Kim Mẫn Nhi nhìn Trương Dương cảm giác được có chút khác lạ, trong lòng thầm hâm mộ, cũng là nam nhân, sao tranh lệch nhau lớn như vậy. Thằng nhóc này bên cạnh mỹ nữ như mây, không ngờ có thể làm tới mức vạn hoa chung một khóm, hiện giờ ngay cả Mỹ nữ Hàn Quốc cũng liếc mắt đưa tình với hắn. Mình chẳng qua chỉ có hai người là Lâm Thanh Hồng và Bạch Yến, vậy mà đã sứt đầu mẻ chán rồi, thật sự là đồng nhân không đồng mệnh. Trong lúc nói chuyện, Trần Thiệu Bân, Đinh Triệu Dũng, Âu Dương như ba người cùng nhau tới, nhìn thấy Kim Mẫn Nhi, bọn họ đều có chút kinh ngạc. Lâm Thanh Hồng thấy Trần Thiệu Bân tới một mình, không nhịn được liền hỏi, Lê San San đâu? Không đi với anh à? Cô ấy không khỏe, Trần Thiệu Bân bĩu môi nói, kỳ thực nguyên nhân chân chính là Lê San San cũng nảy sinh phản cảm đối với Lương Thành Long. Lương Thành Long đoán được nguyên nhân, nhưng gã không tiện nói, mỉm cười bảo, đi nào, chúng ta lái cano đi. Đoàn người lên cano của Lương Thành Long, Lương Thành Long tự mình lại, Âu Dương Như Hạ bảo, bạn học à, cậu là một tài chủ lớn, sao không đổi du thuyền mà đi. Lương Thành Long nói, Hồ Huyền Thành có tí xíu thế này duy thuyền căn bản không chạy được. Đi cano vẫn là tốt nhất, nói xong liền khởi động, cano trong tiếng nổ rầm rầm lái tới hồ huyền thanh ở đối diện. Ngư nhân loan mà Lâm Thanh Hồng nói nằm ở bờ nam, bờ này vẫn chưa khai phá xong, có người còn nhận thầu dựng các ngôi nhà bạc ở đây, mỗi khi tối đến, không ít người trẻ tuổi tới chơi, nhân khí rất vượng, tuy tới đông quý, nhưng thời tiết của Đông Giang vẫn không quá lạnh, không trở ngại truy cầu mỹ thực của của mọi người. Lâm Thanh Hồng đã đặt một căn nhà bạt lớn nhất, mọi người đều không lập tức tiến vào mà nhìn một thanh niên khỏe mạnh đang ở chính giữa biểu diễn giết dê sống, trên hai cái lỗ đã treo hai con dê béo. Lâm Thanh Hồng giới thiệu, sư phụ phụ trạch nướng dê toàn bộ đều được mời từ mông cổ tới, tôi đã đặt một con, người của chúng ta hôm nay hơi ít, sợ rằng ăn kít. Trương Dương liếc nhìn con dê thuộc về họ, không khỏi bật cười, con dê này ít nhất cũng phải 40 cân, chắc chắn là không ăn hết rồi. Lương Thành Long gọi, vào nhà bạt đi, bên ngoài lạnh lắm. Mọi người tiến vào nhà bạt, ngồi khoanh chân quanh một cái bàn thấp, một thiếu nữ mặc trang phục dân tộc Mông Cổ mang trà bơ đến, bởi vì lúc trước đã an bài rồi, cho nên thức ăn được đưa lên rất nhanh, tuy món chính là thức ăn Mông Cổ, nhưng tới Đông Giang thì cũng phải nhập ra tùy tục, có thịt dê thái lát, có móng dê. Rượu sữa ngựa sau khi được đưa lên, mọi người cùng cạn một chén, Đinh Triệu Dũng chép chép miệng, nói quả thật là có mùi vị đặc biệt. Không ngờ thức ăn Tân Cương của nơi này vẫn rất chính tông. Trần Thiệu Bân cười nói, người ta là thức ăn mông cổ mà. Lương Thành Long nói, mặc kệ thức ăn mông cổ hay là thức ăn Tân Cương, mọi người ăn vui vẻ là được rồi. Trương Dương rót cho Kim Mẫn Nhi một chén sữa chua, Âu Dương Như Hạ lập tức kháng nghị, tôi cũng là con gái mà. Sao không chiếu cố tôi? Trương Dương cười nói, xếp hàng đợi đến lượt đi. Trần Thiệu Bân rất vô sỉ hỏi một câu, cậu ăn được hết chắc? Âu Dương Như Hạ hung hăng chừng mắt lườm Trần Thiệu Bân một cái, làm bạn với cậu nhiều năm như vậy rồi, cậu sao vẫn thô bỉ vậy nhỉ? Mọi người đồng thanh bật cười. Lương Thành Long nói, bữa ăn này không phải là ăn không đâu giấy, tôi mời mọi người tới đây chủ yếu là để thương lượng chuyện kết hôn của tôi vào thứ bảy. Âu Dương Như Hạ nói, chủ trì quay phim chụp ảnh tôi đã an bài xong rồi, cậu cứ yên tâm. Trần Thiệu Bân nói, xe cưới tôi phụ trách, lộ tuyến tôi cũng định xong rồi phía tôi không có vấn đề gì. Ninh Triệu Dũng nói, tôi phụ trách hậu cần. Lương Thành Long nói, không những là hậu cầu, hôm đó thu nhận tiền mừng, cùng với tất cả rượu nước, tất cả đều là cậu phụ trách, Triệu Dũng, nhiệm vụ của cậu gian nan đấy. Giống như là làm cu ly vậy, Ninh Triệu Dũng cười khổ nói. Lâm Thanh Hồng Ý vị thâm trường bảo, anh và Thành Long có quan hệ tốt, con người anh lại thật thà, những việc này đương nhiên phải tìm anh thì mới yên tâm rồi, người khác có ai lại nguyện ý làm giúp anh ấy đâu. Đinh Triệu Dũng hiểu Lâm Thanh Hồng lại nói ra chuyện tố qua, không khỏi ho một tiếng xấu hổ, được, tôi đáp ứng. Lương Thành Long lại nhìn Trương Dương, nói cậu là phú rể cho tôi. Phụ trách kính rượu. Trương Dương nói, là bảo tôi đi uống rượu chứ gì. Lương Thành Long cười nói, chính là uống rượu, mấy ông chú, ông cậu của Thanh Hồng đều có tử lượng nhất đẳng, luận là tử lượng thì phía chúng ta cậu có thực lực mạnh nhất, điên nhiên là cậu phải đi đầu rồi. Kim Mẫn Nhi giơ tay lên, nói, vậy tôi làm gì? Trương Dương có chút bực bội nhìn cô ta, tôi bảo này Mẫn Nhi, cô có vấn đề à? Cô không phải thứ năm là đi rồi ư? Kim Mẫn Nhi cười nói, bác tôi đi thôi, tôi định ở lại Đông Giang đón năm mới, sau đó tới Bắc Kinh, sao vậy, không hoan nghênh tôi tham gia hôn lễ của anh chị à? lương thành long và lâm thanh hồng vội vàng gật đầu hoan nghênh kim mẫn nhi đảo mắt lâm tiểu thư tôi làm phù dâu cho chị nhé lâm thanh hồng cười khổ nói tôi không dám đâu cô nếu làm phù dâu cho tôi phong đầu của tôi toàn bộ bị cô cướp mất rồi trương dương thầm nghĩ câu này của cô chuẩn giấy kim mẫn nhi là loại cấp số hỏa quốc ương dân đứng ở bên cạnh cô kiểu gì cũng cướp toàn bộ phong đầu của cô loại phù dâu này ai dám cần chứ dẫu sao thì hôm kết hôn tân nương mới là nhân vật chính, chẳng ai muốn để người khác cướp phong đầu của mình cả. Lâm Thanh Hồng lại sợ Kim Mẫn Nhi khó xử, liền cười nói, tôi đã có phù dâu rồi, hai phù dâu và kiều mộng viện và thời duy, em họ của cô ta. Kim Mẫn Nhi là bạn thân của Lâm Thanh Hồng, Lâm Thanh Hồng kết hôn đương nhiên là cô ta phải tới. Trương Dương cười nói, Mẫn Nhi, phía chúng ta còn có hai người đón dâu nữa, tới lúc đó cô giúp đỡ ôm chăn đi. Lương Thành Long gật đầu, còn thiếu một người. Đinh Triệu Dũng nhắc nhở, Trương Dương, em gái cậu không phải là ở Đông Giang à? Hắn không nhắc thì Trương Dương suýt nữa quên cả em gái mình, gật đầu nói, quyết định vậy đi, để Mẫn Nhi và Tiểu Tính cùng nhanh tới đón dâu, tôi thuận tiện giúp đỡ bắn pháo. chương 255, vụ oan hãm hại. Trần Thiệu Bân cười ha ha, nói tôi phát hiện đại hỷ sự gần đây không ít đâu nhé, ngày mai chủ nhiệm trương của chúng ta chúng cử thanh niên người tốt của tỉnh, sau lễ chúng mừng lại lập tức tới dự lễ cưới của hai vị đại phú hào là Lương Tổng và Lâm Tổng, lại đúng năm mới dương lịch, đúng là tam hỷ lâm môn. Lâm Thanh Hồng nói, còn có một hỷ nữa. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía cô ta, Lâm Thanh Hồng mỉm cười, nhưng lại không nói hỷ này là cái gì. Lương Thành Long gần đây đặc biệt mẫn cảm, trong lòng thầm nghĩ, cô ấy chắc sẽ không nói hỷ này là chuyện Bạch Yến mang thai chứ sao sáng đầy trời, Trương Dương lái xe đưa Kim Mẫn Nhi về Nam Quốc Sơn Trang, mở radio, bên trong đang phát bài, ở nơi xa xôi của Vương Lạc Tân. Trương Dương nghe rất nhập thần, một tiếng hát khẽ vang lên, Kim Mẫn Nhi không ngờ cũng biết bài này, cô ta hát cùng với đài, khóe mắt của Trương Dương nhìn thấy Kim Mẫn Nhi trong bóng đêm giống như là quay về quá khứ vậy. Tình cảnh xuân tuyết tình dựa vào lòng hắn hát khe khẽ, nhất thời trong lòng dâng lên trăm ngàn tình tự. Bài hát kết thúc, kim mẫn nhi nhìn trương dương nói nhỏ có phải là nhớ tới bạn gái trước đây của anh không trương dương không nói gì nhấn phanh xe nói tới nhà cô rồi kim mẫn nhi đẩy cửa xe nhảy xuống vẫy tay với trương dương hãy quên chuyện trước đây đi bởi vì thời gian vĩnh viễn sẽ không quay lại đâu cô ta quay người đi vào trong vườn trương dương ngẩng đầu lên xuyên quang cửa sổ trên nóc xe nhìn lên bầu trời đầy sao tất cả đều không thể quay trở lại Hắn Vĩnh VXN cũng không thể quay lại đại tùy, vĩnh viễn không thể gặp lại Xuân Tuyết tình. Nghi thức khen thưởng thanh niên người tốt của tỉnh được cử hành trong hội đường thanh niên tỉnh Bình Hải, Bí thư Đoàn ủy tỉnh Phùng Dịch Minh chủ trì nghi thức này, tham gia hội nghị lần này có Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền tỉnh Trần Bình Triều, Phó Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền, Đài trưởng Đài truyền hình tỉnh Vương Trọng Dương, cùng với các lãnh đạo của Bộ Tuyên truyền, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Giang Thành là Dương Khánh Sinh, Phó Bí thư thị ủy Lam Sơn Ngô Minh cũng ngồi trên đài chủ tịch có kinh lịch lĩnh thưởng trong cuộc thi thanh niên người tốt của Giang Thành, Trương Dương đối với tràng diện này đã rất thành thạo, chỗ khác biệt với Giang Thành là 9 người đứng trên bục lĩnh thưởng Trương Dương đều không quen, trong đó có một cán bộ quốc gia, có xí nghiệp gia ưu tú, cũng có kiểu mẫu lao động, những người này toàn bộ đều là tinh anh của các ngành các nghề, trong đó có một người cùng ngành với Trương Dương, chủ nhiệm phòng chiêu thương Đông Giang Lôi Quốc Đào, hắn năm nay 30 tuổi. Cũng là một cán bộ trẻ trung khỏe mạnh, cùng là phòng chiêu thương, nhưng lôi quốc đào lại là cán bộ cấp chính ban. Lôi quốc đào chủ động bắt tay Trương Dương, nói chủ nhiệm Trương, cửu ngưỡng. Trương Dương bắt tay với lôi quốc đào, bên dưới ánh đèn không ngừng lấp lóe nhắm vào họ. Lôi quốc đào ở trên quan trường đã lăn lộn nhiều năm, trước khi đảm nhiệm chức chủ nhiệm phòng chiêu thương Đông Giang từng đảm nhiệm chức huyện trưởng huyện Bảo Hòa, kinh nghiệm trên quan trường so với Trương Dương thì phong phú hơn rất nhiều lôi quốc đào nói nghe nói công tác chiêu thương của bình hải dưới sự dẫn lĩnh của anh làm rất có màu có mè trương dương cười nói tôi một mực đều chỉ treo tên ở phòng chiêu thương thôi gần đây mới phụ trách công tác cụ thể còn chưa được nửa tháng một câu nói này khiến cho lôi quốc đào có chút xấu hổ gã cười cười nói sau này chúng ta sẽ giao lưu nhiều hơn trương dương gật đầu trong lòng thì nghĩ cùng ngành là oan gia ta và ngươi không giao lưu được gì đâu lúc phóng viên phỏng vấn trương dương lập tức thể hội được lợi ích của có người quen từ nhã bội phỏng vấn mình chính là đại biểu giang thành đương nhiên là chú trọng vào hắn nhưng đài truyền hình đông giang đài truyền hình bình hải lúc phóng vấn âu dương như hạ cũng đã lên tiếng nhờ vả ống kính chủ yếu là nhắm vào trương đại quan nhân còn đặc biệt phóng vấn trương dương trong đó nhắc tới cải cách xí nghiệp của giang thành nhắc tới ngành du lịch của giang thành còn nhắc tới hội hiệp đào kinh mậu mùa thủ ở đông giang cách đây không lâu Trương Dương đại biểu cho nhà máy rượu Giang Thành đòi phía Hàn Quốc bồi thường, thông qua mấy cuộc phỏng vấn, hình tượng của Trương Dương không nghi ngờ gì nữa trở nên rực rỡ hơn nhiều. So sánh mà nói, chín vị thanh niên mới tốt khác rõ ràng là bị ghẻ lạnh, ngay cả chủ nhiệm phòng chiêu thương Đông Giang lôi quốc đảo cũng biến thành không được quan tâm. Âu Dương như hạ phát huy rất tốt, rất khéo léo dùng các câu hỏi để tô đậm thành thích của Trương Dương. So sánh mà nói, từ nhã bội rõ ràng là rơi vào thế hạ phong, cô ta hôm nay có chút không yên, mấy vấn đề đều không nhắc tới trọng điểm. Sau khi phỏng vấn kết thúc, Trương Dương cùng với nhóm Bộ trưởng Bộ tuyên truyền Dương Khánh sinh trước tiên về khách sạn nghỉ ngơi, buổi trưa bọn họ còn phải tới sở chiêu đãi của chính phủ tỉnh dùng cơm. Lúc bọn họ lái xe tới sở chiêu đãi, nhìn thấy từ nhã bội và bạn trai Vương Quân đang đang đứng cạnh đài phun nước nói gì đó, tình tự của từ nhã bội hình như rất kích động, vung tay muốn tát cho Vương Quân một cái, nhưng bị Vương Quân nắm lấy cổ tay gạt sang bên, sau đó Vương Quân quay người bước lên chiếc xe Cadillac của hắn rồi lái xe bỏ đi. Từ Nhã bội khóc lóc chạy về phòng của mình. Trừ Từ Nhã bội ra, đám đại biểu từ Giang Thành tới toàn bộ đều là đàn ông, không ai tiện đi khuyên cô ta, Dương Khánh Sinh cười nói, vợ chồng son giận dỗi nhau chút, người trẻ tuổi phát sinh cãi nhau là điều khó tránh khỏi. Trương Dương nhớ tới cảnh tối qua nhìn thấy ở trước phòng giang lâu, chẳng lẽ chuyện của Vương Quân bị Từ Nhã bội phát hiện ra rồi ư? gần đây không biết là làm sao, bắt đầu từ Lương Thành Long, từng chuyện bắt cá hai tay cứ vậy bại lộ, Trương Dương không khỏi liên tưởng tới mình, cũng may những cô gái ở bên cạnh nhắn đều thấu tình đạt lý, nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Ví dụ như lúc ở Bắc Kinh, mình liệu thương cho Trần Tuyết đã bị sở yên nhiên hiểu lầm, Trương Dương thường tự thầm nhắc nhở mình, có một số chuyện phải lấy cẩn thận làm đầu. Khi Trương Dương tới vọng giang lâu mở tiệc chúng mừng, trừ đám bằng hữu ở Đông Giang ra, Gia hắn mời cả mấy đại biểu của Giang Thành cùng đi. Có điều từ nhã bội đương nhiên không hiện thân, bởi vì tất cả đều nhìn thấy cảnh cô ta cãi nhau với vương quân, cho nên không có ai chủ động đi gọi cô ta. Từ nhã bội đội với tiệc chúc mừng tối nay mà nói cũng không quan trọng gì. Mọi người lúc ban đầu thì hơi lưu ý một chút, nhưng về sau rất nhanh liền quên đi sự tồn tại của cô ta, tất cả đều vây quanh Trương Dương bắt đầu chúc mừng. Bầu không khí tối nay rất vui, Trương Dương giống như là ngàn sao quanh trăng, cũng cảm thấy có chút phê phê, có cái danh hiệu thanh niên người tốt này, hắn lại có thêm một cân chính trị, sĩ đồ sau này của hắn tất sẽ càng đi càng thuận. Tiệc rượu đi được nửa đường, bầu không khí dần dần nóng lên, lúc mọi người luôn phiên kính rượu Trương Dương, Trương Dương nhận được điện thoại của Bộ trưởng Bộ Tổ chức thị ủy Giang Thành là Từ Bưu, hiện trường thực sự quá ồn ào, Trương Dương bước ra khỏi phòng, mặt mày áy náy nói, "Bộ trưởng Từ có chuyện gì vậy?" Ngữ khí của Từ Bưu lộ ra vẻ khẩn trương, y run giọng, nói "Tiểu bộ vừa gọi điện thoại tới." không nói gì cả mà chỉ khóc tôi lo nó có chuyện trương dương nói bộ trưởng từ ông đừng lo lắng cô ta hình như là mới cãi nhau với vương quân không có vấn đề gì lớn đâu từ biu nói không tôi hiểu con gái của tôi nó rất kiên cường chuyện bình thường nó sẽ không như vậy đâu trương dương cậu lập tức tới đông giang cậu giúp tôi đi xem nó thế nào ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện gì thương thay cho lòng cha mẹ sự quan tâm của từ biêu đối với con gái cũng là bình thường. Chuyện Trương Dương được thăng lên làm phó ban, từ biêu có giúp đỡ không nhỏ, cho nên Trương Dương thủy chung thiếu y một phần nhân tình. Từ biêu đã mở miệng, Trương Dương đương nhiên không thể cự tuyệt. Hắn đáp ứng lời thỉnh cầu của từ biêu, trước tiên gọi điện thoại cho từ nhã bội, phát hiện cô ta tắt máy. Sau đó lại gọi điện thoại tới phòng khách sạn, Thủy Trung không có ai bắt máy. Trương Dương cũng cảm thấy có chút không đúng. Sau đó hắn quay lại, nói với mọi người một tiếng, trước tiên kết thúc tiệc chúc mừng ngày hôm nay sớm, rất nhiều người đều chưa tận hứng, đặc biệt là mấy người bọn Trần Thiệu Bân, Trương nước phóng nhau nhau đòi tiếp tục chơi thêm một lát nữa. Bộ trưởng Bộ tuyên truyền thành phố Dương Khánh Sinh nhìn ra Trương Dương có việc, Dương Khánh Sinh hỏi nhỏ, "Tiểu Trương, có chuyện gì à?" Trương Dương gật đầu, nhỏ giọng kể lại chuyện từ Bưu Lo cho từ Nhã Bội, Dương Khánh Sinh cười nói, "Lão từ rất yêu thương đứa con gái bảo bối này. Thế này đi, các cậu chơi tiếp." tôi tuổi tác lớn rồi đang muốn về đây tiện xem xem cô ta thế nào vậy phiền chủ nhiệm dương rồi nhưng sự tình đúng là phát triển theo hướng xấu đi dương khánh sinh quay về không lâu liền gọi điện thoại nói là y gõ cửa phòng của từ nhãn bội rất lâu mà không có ai ra mở cảm thấy có chút bất diệu, liền bảo nhân viên phục vụ mở cửa phòng kết quả phát hiện từ nhã bội nằm bất tỉnh trên giường trên mặt đất còn có mấy lọ thuốc cô ta đã uống hai lọ Dương Khánh sinh sợ quá vội vàng đưa từ nhã bội tới bệnh viện rồi gọi ngay cho Trương Dương. Trương Dương nghe xong chuyện thì chẳng buồn uống rượu mừng công nữa, hắn bảo Dương Khánh sinh giữ kín chuyện từ nhã bội tự sát sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ. Lập tức tới bệnh viện nhân dân khu Bạch Sa. Trên đường Trương Dương gọi điện thoại cho Từ Biu, hắn không nhắc tới chuyện từ nhã bội tự sát, chỉ nói là từ nhã bội bị bệnh rồi, mình đang đưa cô ta tới bệnh viện nhân dân khu Bạch Sa để điều trị. Từ Biu rất lo cho con gái lớn tiếng nói trong ba tiếng nữa tôi sẽ tới nơi trương dương dặn dò y phải chú ý tới sự an toàn tới bệnh viện bạch sa hỏi phòng thư ký thôi nghệ của hắn ở bên cạnh hai người vẻ mặt đều ngưng trọng dương khánh sinh là người lính đội lần này từ nhã bội xảy ra chuyện y phải chịu trách nhiệm chủ yếu y hiểu con người của từ bân đối với con gái quý như minh châu sau khi biết chuyện này không hiểu sẽ có phản ứng gì trương dương nói nhỏ sao rồi dương khánh sinh nói đang tẩy ruột bác sĩ nói là đưa tới kịp thời, chắc không nguy hiểm tới tính mạng đâu. Trương Dương gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, bộ trưởng từ đã đi rồi, chắc 3 tiếng sau là tới bệnh viện. Dương Khánh sinh chậm một điếu thuốc, đi vào toilet, lúc này có hộ sĩ bước ra hỏi ai là người nhà của bệnh nhân. Trương Dương nói, tôi, từ bưu không có mặt, Trương Dương chỉ đành đứng ra. Hộ sĩ đó nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, Trương Dương có chút bực bội, mình không đắc tội với người ta, sao lại đối với mình như vậy? Nhưng lập tức nghĩ ra, hộ sĩ này 89 phần 10 tưởng hắn là bạn trai của từ nhã bội. Tiểu hộ sĩ nói, theo tôi vào đây, bác sĩ muốn nói chuyện với anh. Trương Dương đi theo cô ta vào phòng, người phụ trách cứu chữa từ nhã bộ là một bác sĩ nam hơn 30 tuổi, y lạnh lùng nhìn Trương Dương, làm việc sao lại không chịu trách nhiệm như vậy. Trương Dương cười cười, đang muốn giải thích thì bác sĩ gõ gõ vào bệnh án, nói cậu tốt nhất cũng kiểm tra toàn diện đi, Loại bệnh này phải trị liệu đồng thời cho cả hai người. Trương Dương càng nghe càng hồ đồ, "Xin lỗi, ý của bác sĩ là?" Bác sĩ nhìn Trương Dương, "Cậu là bạn trai của cô ấy, cô ấy bị bệnh lây qua đường tình dục mà cậu không biết ư?" Trương Dương ngây ra, "Con mẹ là sao vậy?" Hắn giải thích, "Anh hiểu lầm rồi, tôi là bạn của cô ấy chứ không phải là bạn trai của cô ấy." "Cậu không phải bạn trai của cô ta thì vào đây làm gì?" Trương Dương bị thái độ lãnh đạm của bác sĩ chọc giận, thái độ của anh kiểu gì đấy? Tôi là bạn của cô ấy, thì không thể quan tâm tới cô ấy à? À hát hát còn như vậy nữa tôi sẽ kiện anh lên bệnh viện đấy. Đối diện với sự cường thế của Trương Dương, bác sĩ đó lập tức mềm ra, thấp giọng nói, tôi cho rằng anh là bạn trai của cô ấy, cảm thấy con người anh quá vô trách nhiệm. Tình tự của bệnh nhân rất không ổn. Trương Dương cũng không định so đo với y, anh nói cô ấy mắc bệnh lây lan qua đường tình dục à. Bác sĩ đó gật đầu, nói, rất may, một nữ bác sĩ trực nhật ngày hôm nay vừa khám cho cô ấy xong, ấn tượng đối với cô ấy rất sâu, cô ta lâm bệnh, anh tốt nhất nên thông chi của bạn trai của cô ta đi, loại bệnh này phải trị liệu kịp thời, hơn nữa còn phải tránh để lây truyền. Trương Dương nhớ tới tên vương quân đuôi lợn đó thì lập tức lửa giận ngùn ngụt, thằng chó này chỉ chuyên hại người thôi, chẳng trách tình tự của từ nhã bội lúc sáng lại kích động như vậy, hèn chi cô ta sau cùng lại lựa chọn tuyệt lộ này. Trương Dương suy nghĩ vấn đề rất toàn diện, hắn nói với bác sĩ: "Bác sĩ, tôi cầu anh một chuyện, có thể giữ bí mật cho bệnh nhân không?" Bác sĩ nói: "Anh yên tâm đi, giữ bí mật cho bệnh nhân là trách nhiệm của chúng tôi mà." Trương Dương rất nghi ngờ câu nói này của y, thằng nhóc này vừa rồi dưới tiền đề chưa biết rõ thân phận của mình đã nói ra bệnh tình thực tế của Từ Nhã bội rồi, xem ra cũng chẳng phải dạng kín miệng. Chuyện này Trương Dương cũng không tiện làm chủ, vẫn phải đợi khi Từ Bưu tới mới xử lý được. Từ bưu một rưỡi sáng thì tới bệnh viện nhân dân khu Bạch Sa, từ nhã bội đã ngủ trong phòng giám hộ. Dương Khánh sinh, Trương Dương cho tới hiện tại vẫn chưa đi. Từ bưu lúc này nhìn thấy tình huống chân thực của con gái, đau lòng đến nỗi suýt nữa thì rơi nước mắt, có điều y dẫu sao cũng là một lão cán bộ công tác nhiều năm, đại cục quan rất khá. Y trước tiên cảm tạ Dương Khánh sinh và Trương Dương, sau đó bảo họ quay về nghỉ ngơi. Dương Khánh sinh thấy từ nhã bội đã thoát khỏi nguy hiểm, lại thấy Từ Bưu đã tới, cũng thả được khối đá trong lòng xuống, an ủi Từ Bưu mấy câu rồi rời khỏi bệnh viện trước. Trương Dương không đi ngay, hắn còn phải nói rõ tình hình thực tế cho Từ Bưu. Từ Bưu tới phòng giám hộ thăm con gái, xác định con gái đã ngủ, lặng lẽ đẩy cửa ra thì thấy Trương Dương chưa đi, lập tức hiểu hắn khẳng định có chuyện muốn nói riêng với mình, hai người đi tới trước phòng khám. Trương Dương nhỏ giọng kể lại chuyện vừa rồi bác sĩ đã nói cho Từ Bưu. Chuyện này không thể giấu Từ Bưu được. Từ Bưu nghe Trương Dương nói xong, tức đến nỗi mắt tái xanh lại, y hỏi nhỏ: "Chuyện này còn có ai biết không?" Trương Dương lắc đầu, kỳ thực hắn cũng chẳng muốn nhúng vào, loại chuyện này nếu như ở triều đại tùy, nếu như Từ Bưu là thiên tử hoặc là một vị trọng thần nào đó, không chừng mình sẽ có kết cục bị diệt khẩu. Trương đại quan nhân quá khứ đã có một lần kinh lịch thê thảm như vậy rồi, không ngờ lần này lại bị cuốn vào chuyện phiền phức này nhưng hiện tại dẫu sao cũng đã là những năm 90, từ Biu cũng không có quyền thế cao như vậy. Y lại khá tín nhiệm trương dương, hơn nữa y còn gọi trương dương là bạn bè đáng tin của minh. Từ Biu nói tôi sẽ tìm nó tính sổ. Từ Biu vốn định gọi điện thoại cho vương trọng dương, nhưng suy nghĩ một lúc trước tiên vẫn gọi cho vương quân. chuyện này trước tiên phải tìm gã. trong điện thoại từ Biu nghe thấy vô cùng ồn ào, tiếng nhạc rất to, vương quân chắc là đang ở nơi như sàn nhảy hoặc là quán bar. Từ Bưu tức giận chất vấn, Vương Quân, cậu lăn tới đây cho tôi, tiểu bội vì cậu mà tự sát, cậu phải có một câu giải thích với tôi. Vương Quân tự hồ như đã uống rượu, lớn tiếng nói, vì sao? Tôi và cô ta chia tay rồi, cô ta tự sát thì có liên quan gì tới tôi? Xúc sinh, mày hại nó nhiễm bệnh, mày có còn là người không? Tôi hại cô ta á, ông có nhầm không đó, là cô ta hại tôi mới đúng. Vương quân nói xong liền cúp điện thoại. Từ biêu tức đến nỗi mắt đỏ rực lên, nếu như vương quân ở bên cạnh, y chỉ hận không thể phân thây thằng hỗn đản này thành vạn mảnh. Trương Dương cũng cảm thụ được hỏa khí của vị bộ trưởng bộ tổ chức này, nhỏ giọng khuyên bảo, bộ trưởng từ, ông chú ý tới thân thể, loại người này không đáng để tức giận. Từ biêu gật đầu, y nói, cảm ơn cậu Trương Dương, nửa đêm rồi, cậu về nghỉ ngơi đi. Trương Dương dạ một tiếng, từ biêu lần này dẫn theo lái xe tới, Trương Dương để lại điện thoại của mình cho lái xe của y là Tiểu Trần, sau đó lái xe về sở chiêu đãi chính phủ tỉnh. Từ Bưu cả đêm không nghỉ ngơi, lặng lặng trông chừng con gái. Y có một loại cảm giác sai lầm, cho rằng con gái mình không ngủ. Từ Bưu nhìn đường viền lưng của con gái, trong lòng sôi sục như núi lửa, y muốn phát tiết, muốn bạo phát, y muốn đòi lại công đạo cho con gái. Sáng sớm ngày hôm sau, Từ Bưu gọi em gái đang ở Đông Giang là Từ Quang khiết tới chiếu cố Từ Nhã Bội từ bưu mượn cớ trở về nghỉ ngơi, bảo lái xe trực tiếp đưa tới viện gia thuộc tỉnh ủy, y lúc trước chưa từng tới nhà Vương Trọng Dương, tuy con cái của hai bên đã đạt tới mức đàm hôn luận giá, nhưng hai nhà cũng chỉ gặp nhau có hai lần, từ bưu là người có tính cách rất cứng, cấp bậc của Vương Trọng Dương cao hơn y nửa cấp, y không muốn để người khác nói mình trèo cao, đây cũng là một trong những nguyên nhân y kiên chỉ giữ con gái mình ở lại đài truyền hình Giang Thành. Từ bưu tới nhà khiến Vương Trọng Dương rất bất ngờ, y không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy bộ dạng khí thế hùng hổ của Từ Biêu, biết rằng chuyện này có 89 phần 10 là liên quan tới con trai mình, vội vàng mời Từ Biêu vào nhà. Y nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 7 giờ 10 rồi, mình đang chuẩn bị đi làm. Từ Biêu nói, Vương Quân có nhà không? Vương Trọng Dương cười nói, Lão Từ, có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm đã từ Giang Thành tới à? Ra thịt ở khóe miệng Từ Biêu run rẩy, nói tôi tối từ tối qua rồi, tiểu bội uống hai bình thuốc ngủ, anh bảo con trai anh ra đây tôi muốn nó giải thích vương trọng dương căn bản không ngờ chuyện lại tới mức này y thở dài nói làm sao mà lại tới mức này tình cảm của hai đứa nó không phải là rất tốt ư từ biu nói sao anh bảo nó xuống đây ở ngay trước mắt hỏi nó là biết thôi đang nói chuyện thì vương quân từ bên ngoài bước vào hắn tối qua không về trên người còn đầy mùi rượu vương trọng dương nghiêm mặt đang muốn mắng con trai mình vài câu cho có lệ thì từ biu đã không nhịn được mà xông lên tao đánh chết thằng hốn trướng mày vương trọng dương vội vàng xông lên cản từ biu lại lão từ có gì từ từ nói vương quân nhìn từ biu nói làm gì vậy ông tới nhà tôi làm gì từ biu nói mày nói rõ ra cho tao mày làm gì với tiểu bội vương quân hờ hững nói có thể làm gì chứ chúng tôi chia tay rồi cô ta tự sát chẳng liên quan gì tới tôi cả. Vương Trọng Dương mắng, tiểu quân, mày có thái độ gì đấy? Từ Bưu chỉ vào mũi vương quân, nói, xúc sinh, mày là đồ xúc sinh, mày vì sao lại hại con gái tao như vậy? Ý thức quá nên mở miệng mắng, căn bản không thèm để ý Vương Trọng Dương vẫn ở bên cạnh. Vương Trọng Dương sắc mặt cũng rất khó coi, y ho khan một tiếng, nói, lão từ, chuyện của bọn trẻ, chúng ta không thể hỏi quá nhiều, nếu như chúng thấy sự không hợp nhau thì cũng đành chịu thôi phải không? Từ biêu trừng mắt lường vương trọng dương, anh đương nhiên là bên con trai anh rồi, anh có biết thằng súc sinh này hại con tôi mắc bệnh lậu không? Vương trọng dương ngây ra, y hơi dọ giữ buông tay từ biêu ra, từ biêu xông tới cạnh vương quân, vung tay tát cho hắn một cái, định đánh thêm cái nữa thì bị vương quân nắm lấy tay, hắn tức giận gầm lên, ông đừng ỉ già rồi lên mặt nhé. Biết tôi vì sao chia tay với con gái ông không? Chính là cô ta làm người không cần mặt mũi, lần này cô ta tới Đông Giang còn đi lại với một tên mặt trắng, là cô ta hại tôi nhiễm bệnh, tôi còn chưa tìm các người tính sổ, ông không ngờ ác nhân còn cáo trạng trước, trước khi muốn giáo huấn người khác thì quản tốt con gái của mình đi đã. Từ Bưu bị Vương Quân chọc cho tức đến nỗi cả người run rẩy, miệng không ngừng nói, xúc sinh. Thằng xúc sinh mày. Vương Trọng Dương sầm mặt nói, lão tử, không phải là tôi bên con trai tôi nhưng chuyện này rốt cuộc là ai sai thì mọi người trong lòng biết rõ tôi tin nhân cách của con trai tôi y nói vậy chẳng khác nào bảo coi trai mình không có vấn đề là con gái của từ biu có vấn đề từ biu cảm thấy máu nóng sộc lên đầu vung quyền muốn đánh vương quân nhưng lại bị vương quân đẩy ra từ biu lảo đảo ngã lên sa lông lúc y muốn đứng dậy thì đột nhiên cảm thấy hoa mày chóng mặt ngã khui xuống trương dương nghe thấy tin tức từ biu bị đưa tới bệnh viện thì vội vàng thông chi cho dương khánh sinh mấy người bọn họ hối hả đi tới bệnh viện Nhân dân tỉnh, Từ Bưu bởi vì bị xuất huyết não cấp tính nên đã được đưa tới phòng phẫu thuật để tiến hành cấp cứu. Lúc bọn Trương Dương tới thì Từ Bưu đã được làm phẫu thuật xong, được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Trương Dương gọi lái xe của Từ Bưu tới, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Từ Bưu lúc phát bệnh ở nhà Vương Trọng Dương, tiểu Trần một mực đợi ở ngoài xe, cho nên không rõ tình hình cụ thể. Vương Trọng Dương sau khi giúp hắn đưa Từ Bưu tới bệnh viện liền bỏ đi cũng không giải thích chuyện này, án chiếu theo cách nói của phía bệnh viện, từ bưu trước đây bị cao huyết áp, sau khi tình tự kích động dẫn tới bị suất huyết não. Trương Dương lại không cho rằng như vậy, nhìn khuôn mặt trắng bệnh của từ bưu, trong lòng hứng bừng bừng lửa giận. Trương Dương là người trọng tình trọng nghĩa, trên vấn đề mình được thăng lên làm phó ban, từ bưu đã giúp hắn rất nhiều, ở điểm này, hắn thiếu từ bưu một phần nhân tình, thấy cha con từ bưu rơi vào cảnh này, Trương Dương rất đồng tình, cũng không khỏi cảm thấy phẫn nộ, hắn biết tiền nhân hậu quả của chuyện này, nhất định là từ biêu hủy khuất cho con gái, y tới nhà vương trọng dương đòi công đạo, dưới sự tình tự kích động dẫn tới suất huyết não, có thể nói tội khôi hỏa thủ là vương quân, nhưng đáng giận hơn là. Cha con vương ra đối với tình cảnh của cha con từ biêu biểu hiện rất lãnh đạm. Từ biêu phát bệnh, hai người họ không ngờ lại lạnh lùng như vậy, cho dò là người qua đường cũng không vô tình đến thế. Dương Khánh Sinh tuy không biết chi tiết cụ thể của việc này, nhưng thấy từ biêu như vậy, trong lòng cũng không khỏi có cảm giác thỏ chết cáo buồn, y cũng đoán ra từ biu phát bệnh là có liên quan tới cha con vương gia. Dương Khánh sinh tức giận nói, lão vương làm việc có chút bất cận nhân tình quá, ông ta sao lại phủi tay bỏ đi như vậy. Y lập tức nhớ tới từ nhã bội vẫn còn nằm ở bệnh viện khu Bạch Sa, nên giải thích với cô ta như thế nào đây. Sau khi thương lượng với Trương Dương, quyết định để Trương Dương đi thăm từ nhã bội, Dương Khánh sinh thì ở lại chăm sóc từ biu và sẽ báo cáo lại bệnh tình của từ biu cho thị lý. Trương Dương đi tới bệnh viện nhân dân khu Bạch Sa, thấy từ nhã bội đã ngồi dậy được, đang đứng trước cửa sổ ngây ngốc nhìn ra bên ngoài, hắn ho khan một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của từ nhã bội. Từ nhã bội quay lại, thấy Trương Dương, vẻ mặt buồn bã nói, cha tôi đâu? Trương Dương một mực do dự cho tới hiện giờ, hắn thực sự không biết nên nói chuyện này với từ nhã bội như thế nào, từ nhã bội hiện tại tinh thần rất yếu, nếu biết cha mình phải vào viện, không biết có chịu đựng nổi không? Từ Nhã bội cắn chặt đôi môi trắng bệch, "Cha tôi có phải là xảy ra chuyện rồi không?" "Tôi biết, tối qua ông ấy ở bên cạnh tôi cả đêm, tôi nghe thấy ông ấy khóc." Lúc nói, vành mắt cô ta đỏ lên, hai hàng nước mắt thuận theo gò má chảy xuống. Trương Dương gật đầu, hắn cuối cùng vẫn quyết định nói sự thực cho Từ Nhã bội, "Bộ trưởng Từ bởi vì xuất huyết não nên phải vào viện rồi, cô yên tâm, phẫu thuật rất thành công, nghỉ ngơi một đoạn thời gian là lại khôi phục thôi." nước mắt trên mặt từ nhã bội không ngừng rơi trong lòng cô ta luôn tự trách nếu như không phải vì cô ta cha khẳng định sẽ không xảy ra chuyện cô của cô ta là từ quang khiết cũng vừa nghe thấy chuyện này vội vàng an ủi từ nhã bội từ nhã bội vừa khóc vừa nói tôi phải ra viện tôi muốn đi gặp cha tôi trương dương gật đầu hắn gần từng chữ cô yên tâm tôi sẽ giúp cô đòi lại công đạo trương dương sải bước ra khỏi phòng cấp cứu vào sát na bước vào trong xe hắn đã quyết định chuyện này của cha con từ biu hắn sẽ lo hắn trước tiên gọi điện cho bí thư thị ủy Giang Thành Đỗ Thiên Giá Đỗ Thiên Giá cũng biết chuyện từ biu phát bệnh lớn tiếng hỏi sao rồi Trương Dương cố nén sự phẫn nộ ở trong lòng kể lại chuyện đã phát sinh cho gã đương nhiên bỏ qua tình tiết từ nhã bội nhiễm bệnh loại chuyện này đối với danh dự của con gái có ảnh hưởng rất lớn Trương Dương biết nặng nhẹ Đỗ Thiên Giá tức giận nói cái gì cho dù là họ chia tay thì Vương Trọng Dương cũng không đến nỗi tuyệt tình như vậy chứ. Cho rằng mình giỏi lắm à?" Trương Dương rất lạnh lùng nói một câu, "Từ Bưu có ơn chi ngộ với tôi, chuyện này tôi không nhịn được, tôi sẽ đối phó cha con Vương Trọng Dương." Đỗ Thiên giã không do dự một giây nào, gã lớn tiếng nói, nắm chắc chừng mực, nhưng nhất định phải giáo huấn họ thật sâu sắc, để tất cả mọi người đều biết rằng thường ủy thị ủy Giang Thành chúng ta không phải là dễ khi phụ. Câu nói này hoàn toàn chứng tỏ được thái độ của gã, gã sẽ ủng hộ Trương Dương vô điều kiện. Anh yên tâm đi, tôi sẽ khiến hai cha con họ phải trả giá đắt. Trương Dương vừa gác điện thoại thì lập tức gọi điện thoại cho Trương Đức Phóng. Trương Đức Phóng vừa tới cơ quan, đang họp thì nhận được điện thoại của Trương Dương. Y vẫn chạy ra ngoài nghe, lão đệ, tôi đang họp, có gì thì để lát nữa nói nhé. Tôi muốn báo an. Trương Đức Phóng ngây đưa ra, thầm nghĩ thằng ôn này không phải ăn nhầm thuốc chứ. Mới sáng sớm ra đã báo cái gì? Trương Dương nói, tôi có đầy đủ chứng cứ hoài nghi phó bộ trưởng Bộ tuyên truyền tỉnh ủy Vương Trọng Dương và con trai của ông ta là Vương Quân ở trong nhà mình tiến hành công kích nhân thân với bộ trưởng Bộ tổ chức thành phố Giang Thành Từ Bưu, dẫn tới Từ Bưu phát bệnh phải vào bệnh viện. Tôi yêu cầu phía cảnh sát hiệp trợ điều tra cha con họ. Trương Đức phóng nghe xong cười khổ nói, tôi nói này anh trai, đừng chơi nữa. Cậu ngủ chưa tỉnh à? Trương Dương gầm lên, anh con mẹ nó có đi bắt người không đây? Anh không phái người tới nhà vương quân cho tôi thì ông đây giết tới nhà hắn đấy nhé. Trương Đức Phóng nói, cũng phải có lý do chứ. Trương Dương cười lạnh, nói, muốn lý do à, được, anh lập tức phái người tới nhà hắn điều tra cho tôi, xảy ra chuyện tôi lo, tôi cho anh lý do. Trương Đức Phóng gác điện thoại xong thì ngây đơ ra cả phút, gã nghĩ thông một chuyện, Vương Trọng Dương là phó bộ trưởng bộ tuyên truyền, nhưng bố vợ trương dương là đại tỉnh trưởng tống hoài minh cha nuôi của hắn là phó thủ tướng văn quốc quyền hắn muốn chơi vương trọng dương thì cha con vương trọng dương chỉ có xui xẻo đây là vấn đề lập trường quen với trương dương lâu như vậy thằng nhóc này thực sự là chưa cầu mình bao giờ sau khi cân nhắc lợi hại trương đức phóng rất nhanh liền đưa ra quyết định gã muốn cùng trương dương chơi một ván trương đức phóng còn có một mục đích gần đây gã không nhìn rõ quan hệ giữa trương dương và cậu hắn là cố doãn chi gã muốn mượn chuyện này để hiểu thêm thái độ của cậu với Trương Dương. Vương quân dấu sao cũng trột dạ, từ biu sau khi phát bệnh ở nhà hắn, hắn cũng không dám ra khỏi cửa, mà thật thà ở nhà. Lão gia tử mắng hắn hai câu, có điều sở trường lớn nhất của vương quân chính là mạnh miệng, bất kể là như thế nào cũng đẩy tất cả trách nhiệm lên người từ nhã bội, giả vờ là người bị hại. Cha mẹ nhà ai cũng thấy con mình ngoan, vương trọng dương mắng mấy câu cũng tin con trai của mình, y nghiêm lệnh cho vương quân phải thành thật ở trong nhà, không cho phép ra ngoài chơi. Trương Đức Phóng dẫn hai cảnh sát tới viện gia thuộc tỉnh ủy, gã rất rõ tình huống nơi này, cũng không dám gây ra động tính quá lớn, lần này tới là ôm thái độ xem thử, Trương Dương cậu bảo tôi tới, tôi tới rồi, coi như là có cái ăn nói, tôi là cảnh sát, làm chuyện gì cũng phải có chứng cứ, nếu cậu không có chứng cứ, tôi không thể tùy tiện bắt người. Biểu hiện của Trương Đức Phóng lần này vẫn rất bình tĩnh, hắn đỗ xe hoàng quan ở cửa nhà vương trọng dương đợi, mình ngồi trong xe, kiên nhẫn đợi Trương Đức Phóng tới. Xe cảnh sát của Trương Đức Phóng vừa tới, Trương Dương xách một cái túi màu lam đi tới, Trương Đức Phóng biết phong cách làm việc bất chấp hậu quả của thằng ôn này, không để cho hai cảnh sát thuộc hạ xuống xe, một mình đi tới Trương Dương, sao vậy? Trương Dương cười lạnh nói, a ah, hát hát không cần quản là chuyện gì, cứ theo tôi đi bắt người là được. Trương Đức Phóng cười khổ, Cố gắng khuyên, bắt người cũng phải có chứng cứ. Có mang lệnh bắt không? Trương Nước phóng rõ rồi, thằng Ôn này hôm nay muốn chơi thật, gã nói nhỏ, Vương Trọng Dương là phó bộ trưởng bộ tuyên truyền tỉnh đấy. Dám chó, sợ quách gì, Trương Dương đã bước tới trước cửa nhấn chuông. Bảo mẫu đi ra mở cửa, đầy cảnh giác nhìn ra ngoài, hỏi ai đấy. Trương Dương đánh mắt ra hiệu cho Trương Nước phóng, Trương Nước phóng đành đi tới, nói chào gì? cháu là bạn của vương quân tới tìm hắn điều tra một chuyện. Gã dơ thẻ cảnh sát ra. Bảo mẫu đó do dự một lát, vẫn mở cửa ra, dẫu sao trong khái niệm của bà ta thì vẫn chưa từng có ai dám tới đây gây chuyện. Trước khi Trương Đức Phóng tới đã suy nghĩ rất chu đáo, có người báo án thì gã phải tới tìm hiểu tình hình, đây cũng tính là chuyện đương nhiên. Hắn không quen với vương quân, lão gia tử của vương quân tuy là phó bộ trưởng bộ tuyên truyền, nhưng cậu của gã cũng là bí thư tỉnh ủy, luận bối cảnh thì mình chẳng sợ hắn, huống chi lại có cả Trương Dương, Trương Đức Phóng hôm nay cũng là bất lực, có cảm giác như bị Trương Dương ép uổng. Vương quân đang xem TV ở trong phòng cách, thấy Trương Đức Phóng và Trương Dương tới, hắn hơi ngây ra, hai người này hắn đều biết, thân phận của Trương Đức Phóng hắn biết, cảnh sát tới cửa khẳng định không phải là chuyện tốt, hắn đứng dậy, nói, làm gì vậy? Trương Đức Phóng nói, có người báo anh công kích đồng chí từ biêu bộ trưởng bộ tổ chức thị ủy Giang Thành, cho nên chúng tôi muốn mời anh hiệp trợ điều tra. Vương quân trước giờ luôn rất kiêu ngạo, ngẩng đầu lên khinh thường nhìn Trương Đức Phóng một cái, nói anh có chứng cứ không? Đừng có hơi tí là bắt gió bắt bóng, ai kiện tôi? Bảo hắn ra đây đối chất với tôi, thời gian của tôi quý lắm, xin đừng có lãng phí thời gian của tôi. Trương Đức Phóng thấy thằng ôn này khánh như vậy thì không khỏi có chút tức giận, vương quân mày cũng là chỉ là một nha nội hạng hai, mày con mẹ nó lợi hại lắm à? đang suy nghĩ xem nên giáo huấn thằng ôn này thế nào thì Trương Dương đã lật tung giá sách lên. Vương Quân tức giận nói, mày làm gì đấy? Trương Dương gọi Trương Đức Phóng, nơi này có nhiều băng hình quá. Trương Đức Phóng không hiểu ý của hắn, bước tới trước giá sách, nhìn thấy tranh ảnh khiêu dâm dán trên mặt băng, Trương Đức Phóng lập tức hiểu ra, đây khẳng định là đồ mà Trương Dương từ trong cái túi vải vừa rồi lấy ra, nhận lúc Vương Quân không chú ý nhét vào gió. Trương Dương à Trương Dương, cậu con mẹ nó là gọi tôi tới hiệp trợ cậu vu oan người ta mới đúng đó. Trương Đức Phóng cũng chẳng phải dạng cảnh sát chính trực, nếu thằng nhóc này có tính nguyên tắc mạnh, Trương Dương cũng sẽ không chọn chúng gã. Hai mắt Trương Đức Phóng đảo quanh mấy cuốn băng đó, Vương Quân, anh xem cái loại băng gì vậy? Vương Quân tức giận nói, không phải là của tôi, anh con mẹ nó chơi tôi, hắn hận không thể xông lên cắn xé Trương Đức Phóng. Trương Dương ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, cục trưởng Trương, hắn chửi anh kia. Trương nước Phóng lạnh lùng nói, ở đây không có việc của cậu. Gã cầm điện thoại lên gọi hai cảnh sát ở bên ngoài vào, hiện tại gã đã triệt để hạ quyết tâm rồi, dẫu sao cũng bị Trương Dương kéo xuống nước rồi, muốn rũ sạch quan hệ là điều không thể, đã chơi thì chơi đến cùng đi. Hai cảnh sát rất nhanh liền chạy vào, Trương nước Phóng giơ cuộn băng khiêu diêm trong tay lên, nói, Vương Quân, anh bị hiềm nghi tàng chữ vật phẩm đồ trụy, hiện tại chúng tôi muốn bắt anh, có muốn nói gì thì theo tôi về phân cục hãng nói. Vương quân bình thường được nuông chiều quen rồi, làm sao mà nuốt được cục tức này, Trương Đức Phóng bước lên một bước, hắn cho rằng là Trương Đức Phóng bắt hắn, đẩy một cái vào ngực Trương Đức Phóng, Trương Đức Phóng giảo hoạt cỡ nào chứ, lão đà lão đảo ngã ra sau, tức giận nói, anh dám đánh cảnh sát. Thành phần biểu hiện trong đây chiếm phần lớn. Hai cảnh sát vừa tiến vào cửa, nghe thấy Trương Đức Phóng nói câu này, vậy thì xong rồi, hai cảnh sát long tinh hổ mãnh sông lên vật ngã vương quân, quạt tay hắn ra sau rồi còng lại. Chuyện nữ cường. Vương quân gào lên, lưu manh, chúng mày còn là cảnh sát không? Lưu mắc, báo cảnh sát. Bà bảo mẫu sợ đến nỗi chân tay luốn cuống, đang muốn đi lấy điện thoại thì Trương Đức Phóng cười nói, bà đừng sợ hãi, bọn tôi chính là cảnh sát, vương quân tư tàng văn hóa phẩm đồ trụy, phạm luật của quốc gia, chúng tôi phải mang hắn về xử lý. Hai cảnh sát áp giải vương quân ra ngoài, vương quân lớn tiếng hò hét. Trương Dương nói với Trương Đức Phóng, anh không lục soát à. Nói không chừng còn tìm được thứ gì đó hay ho đấy. Trương Đức Phóng được thằng ôn này nhắc nhở, dẫu sao cũng tới rồi, xét phòng của vương quân chút cũng không sao, không xét thì thôi, vừa xét cái thì từ trong phòng của vương quân tìm được hơn 100 sách đồ trụy, bằng đồ trụy cũng có hơn 40 cuốn, bên trên còn viết nội dụng bên trong, Trương Dương cũng không ngờ tới kết quả này, sớm biết thằng nhóc này biến thái như vậy, mình căn bản không cần phải bỏ nhiều tiền ra mua máy cuốn băng đổi trụy mang tới hãm hại hắn. Trương Đức Phóng bảo hai thuộc hạ chụp lại phòng của Vương Quân, sau đó cầm chứng cứ đi. Theo ý tứ của Trương Dương, muốn thuận tiện xét luôn phòng của Phó Bộ trưởng Bộ tuyên truyền Vương Trọng Dương, nhưng Trương Đức Phóng cảm thấy không thể chơi quá đáng quá, nếu không sẽ khó ăn nói với bên trên. Lúc mấy cảnh sát từ trong nhà Vương Quân chuyển chứng cứ ra ngoài, trong viện gia thuộc tỉnh ủy có không ít người chạy ra xem. Vương quân ngồi ở trong xe cảnh sát gân cổ hét lên là cảnh sát biết pháp mà phạm pháp, vụ oan hãm hại hắn. Nhưng mắt của quần chúng luôn sáng, cả đống tạp chí và tranh ảnh đồi trụy đều từ trong nhà hắn lấy ra, không chỉ như vậy, còn từ trong phòng của vương quân tìm ra được ba bộ dao bị quản chế. Trương Đức Phóng trước khi đi dặn Trương Dương, chuyện này lớn rồi đó, cậu tự mình đi thăm hỏi trước đi. Gã hiểu, ảnh hưởng của chuyện này không nhỏ, nói không chừng rất nhanh sẽ chuyển tới chỗ bí thư tỉnh ủy cố doãn chi, bảo Trương Dương đi thăm hỏi trước cũng tính là lo trước tính sau. Trương Dương mỉm cười, nói anh chỉ cần tống thằng ôn nào vào nhà giam cho tôi, chuyện khác cứ để tôi lo. Trương Đức Phóng nói nhỏ, tôi cố gắng giữ 24 giờ. Trương Dương nói, thế đủ rồi. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 255.